Chương 819 Mạnh tử nghị trầm mặt sau một hồi, thấp thấp từ một tiếng. Nam tầm lại nói một câu, ta liền biết, đại sư rất lợi hại đâu. Mới vừa nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút xin lỗi nói, đại sư, ta có phải hay không lại xảo đến ngươi? Lần này ta bảo đảm, ngươi không gọi ta nói, ta liền không nói. Mạnh tử nghị hơi đốn, không để bụng nói, thôi, lòng hiếu kỳ người đều có chi, câu ngươi ngược lại không tốt, đại sư, ngươi quả thật là người tốt, nam tầm nhẹ giọng nói một câu sau an tĩnh lại, như là nghĩ tạm đi. Mạnh tử nghị trên mặt vết máu sớm đã rửa sạch sẽ, chính là kia áo choàng thượng vết máu rửa không sạch, làm lúc sau còn có chút vết máu tử, hơn nữa trong tay hắn nắm cây đại đao, sau lưng còn có tam đem đoạn kiếm, một bộ giang hồ hiệp khách bộ dáng, tuy rằng lớn lên anh Tuấn, biểu tình lại dị thường lạnh lùng, cho nên mới vừa vào thôn, thời điểm, các thôn dân tất cả đều cảnh giác mà nhìn chầm chầm hắn mạnh tử nghị đối này đó ánh mắt tập mãi thành thói quen hắn lướt qua này đó cảnh giác thôn dân lập tức hướng thôn đầu mặt sau núi sâu bước vào các thôn dân thấy rõ hắn hướng đi khiếp sợ một vị hảo tâm đại nương gọi lại hắn đơn giản cùng hắn nói trong thôn sự tình lúc này mới có mạnh tử nghị cùng nam tầm mới vừa rồi một phen đối thoại đại nương bưng một chén cháo cấp mạnh tử nghị này đã không thể kêu cháo bên trong gạo thiếu đến độ có thể số ra tới nói là nước cơm còn kém không nhiều lắm trên bàn có một đĩa rau trộn rau dại, hương vị pha sát. Nam tầm nhìn đến sau vô cùng may mắn chính mình không phải giống nhau yêu, có thể không ăn ngủ cốc ngủ cốc. Mạnh tử nghị không có ghét bỏ đại nương cháo cùng rau dại, còn móc ra chính mình lương khô phân nàng một ít, làm ngành bánh nướng lớn ở đại nương xem ra lại là khó được mỹ vị, ăn đến ăn nấu nghiến. Ta nhi tử đi trong thị trấn làm làm công nhật, muốn ngày mai mới có thể mang lương thực trở về, trong nhà mễ hôm trước liền ăn xong rồi. Ai, không có biện pháp, gần nhất cũng chưa người lên núi trong thôn người trẻ tuổi cùng tráng niên người chỉ phải đi gần nhất trong thị trấn tìm sống làm bằng không phải chết đói đại nương cầm chỗ tốt nói được liền nhiều chút chúng ta ngày thường sinh kế toàn dựa mặt sau kia phiến sơn trên núi có thể săn thú cũng có thể thải đào dược liệu còn có rất nhiều quả tử thụ ngắt lấy mấy thứ này liền có thể đi phía trước trấn nhỏ thường mua bán đổi chút gạo thóc nhưng từ tháng trước đại nương rõ ràng ở kiên kỵ cái gì nói đến nơi này liền tạp trụ Mạnh tử nghị nhàn nhạt nói, ngươi không nói cũng không sao, đợi cho buổi tối ta đi trong núi đi một chuyến liền biết, đại nương thần sắc đại biến, tiểu ca nhi, đi không được, đi không được a. À. Không phải theo như ngươi nói nháo quỷ sao, do dự luôn mãi, đại nương vẫn là đem sự tình nói, thanh âm ép tới đặc biệt thấp, chúng ta trong thôn có cái kêu tôn tiểu mai nha đầu, lớn lên thủy linh thủy linh, vốn dĩ cùng thôn chính gia nhi tử đính thân, nào tưởng nha đầu này không bị kiềm chế, cùng lão triệu gia nhi tử làm ở cùng nhau, nghe nói trong bụng còn có nghiệt, loại. Nói đến nơi này, đại nương nặng nề mà than một tiếng, tiểu mai nha đầu này như thế nào liền làm ra loại này hồ đồ sự, kia thôn chính gia nhi tử có thể so lão triệu gia cái kia khá hơn nhiều, vẫn là cái người đọc sách, mạnh tử nghị nghe đến đó, thủ hạ ý thức mà vuốt ve thường cảm yêu đau võ đau. Một cái không lưu ý lại sợ đến mềm mại địa phương, tay run lên, vội vàng rụt trở về. Nam tầm nho nhỏ mà hư một tiếng, đại nương nghẽn ngãn không nghe được, tiếp tục giảng, trong thôn có phía trên truyền xuống tới quy củ, làm ra bực này không bị kiềm chế sự tình nữ nhân là muốn trồng lòng heo, tuy rằng thôn chính không tán đồng, nhưng trong thôn lão nhân kiên trì muốn làm như vậy, chúng ta thôn phụ cận liền một cái hà, bình nhi nấu cơm gì đều là dùng này trong sông thủy, suy xét đến điểm này nhi, chuyện này liền trì hoãn xuống dưới, sau lại thôn vừa lúc khuyên xấu khuyên. Mới làm các lão nhân nghỉ ngơi tâm tư, chỉ là lui tiểu mai gia việc hôn nhân này, ai cũng không nghĩ tới ai vài ngày sau tiểu mai ăn mặc một thân đỏ thẫm áo cưới liền như vậy ở trên núi một cây cây lệch tán thác cổ đã chết mạnh tử nghị hơi hơi nâng nâng mắt ngón tay đốt ngón tay mới trên bàn nhẹ nhàng khấu hai hạ quỷ sợ hãi màu đỏ nhưng nếu là trước khi chết xuyên một thân hồng sau khi chết oán khí không tiêu tan nói lợi quỷ không thể nghi ngờ hơi đốn hơn nữa một thi hai mệnh kia đó là lợi quỷ trung lợi quỷ đại nương nghe được lời này mặt già trắng bạch Đại sư cũng tin tưởng là Tiểu Mai hóa thành lợi quỷ tiến đến đòi nợ, chính là nàng chính mình không bị kiềm chế, vẫn là chính mình thắt cổ chết. Này, này muốn tìm ai đòi nợ a? À? Mấy ngày trước đi trong núi hán tử một người tiếp một người mất tích, sau lại liền rốt cuộc không ai dám lên núi, chẳng lẽ này đó đều là Tiểu Mai làm? Bọn họ nói nháo quỷ thời điểm ta còn không tin, nào có quỷ ban ngày ban mặt liền ra tới tai họa người. Nói, đại nương nói thầm lên, bất quá kia trong rừng cây cối cao lớn che trời ban ngày cũng cùng chạng vạn không kém mạnh tử nghị giải thích một câu oán khí quá cường lợi quỷ đã không e ngại mỏng manh ánh mặt trời chạng vạn là có thể ra tới hại người làm bậy nga chẳng lẽ thật là tiểu mai hại những người đó đại nương càng nghĩ càng kinh hãi nàng chính là nháo không hiểu tiểu mai như thế nào liền thành lợi quỷ đâu chẳng lẽ nàng chết có cái gì oan tình có phải hay không vừa thấy liền biết mạnh tử nghị chống trảm yêu đau đứng lên chỉ là kia vỏ đao còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền bị hắn kịp thời thu trở về sửa vì trụ một bên gậy gỗ tiểu ca nhi ngươi như thế nào ai nếu biết trên núi nháo quỷ ngươi như thế nào còn muốn lên núi a đại nương có chút vô ngữ mạnh tử nghị nhàn nhạt nói ta là bắt yêu sư yêu quỷ toàn bắt trời sinh ăn này chén cơm đại nương vừa nghe cái này kích động lập tức sửa lại khẩu tiểu ca nhi lại là bắt yêu sư vậy ngươi nhưng đến giúp giúp chúng ta thôn nhi a à? Mạnh tử nghị nói đi là đi, tuy rằng biết hắn là làm cái này, đại nương vẫn là hảo sinh một đống dặn dò, còn đem kia tôn tiểu mai bộ dáng tinh tế miêu tả một phen. Chờ người đi rồi, đại nương vội vàng tìm thôn chính, đem chuyện này nói. Không bao lâu, toàn thôn người đều biết có cái mắt mù bắt yêu sư lên núi bắt quỷ đi. Đại sư, phía trước mặt đất có khối đột thạch, tiểu tâm chút, võ đao thượng truyền đến nữ tử thấp nhu thanh âm. Mạnh tử nghị bước chân hơi hơi một đốn, nhấp miệng nói, ta đi đường núi rất nhiều nếu liền khối đột thạch đều tránh không khỏi chẳng phải là uổng công nhiều như vậy lộ ở mau đến đột thạch địa phương hắn chân phải mại lớn một bước quả nhiên nhẹ nhàng lướt qua kia đột thạch nam tầm cười cười đại sư gạt người dọc theo đường đi ta nhìn đến ngươi bị cục đá vướng rất nhiều lần chỉ là đại sư bị vướng lúc sau thực mau liền ổn thân mình thoạt nhìn giống như là không có bị vướng đến đại sư ngươi giày thượng ngón tay cái đều mau đỉnh ra tới lại bị vướng vài cái nói này sông dày liền thật sự vô pháp xuyên. Ta không phải lo lắng ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi chân. Mạnh tử nghị hơi hơi túc hạ mi, nhàn nhạt phun ra một câu, nhiều chuyện. Nam tầm cười khẽ thanh càng rõ ràng, hảo đi đại sư, ta sai rồi, đối phương nhận sai thái độ cực hảo, mạnh tử nghị lập tức không lời nào để nói. Núi rừng quả thực giống như kia đại nương theo như lời, cây cối cao lớn, che trời, trên mặt đất có lá rụng, tích lũy tháng ngày, khô vàng dịp che lại thật dày một tầng, nhất thường tầng lại rơi xuống một tầng lá xanh, có cỏ dại từ lá khô chui ra tới, xanh biết xanh biết, nơi chốn hiện sinh cơ. Mạnh tử nghị cặp kia phát củ dày đạp lên mặt trên, phát ra kẻo kẹt kẻo kẹt giòn vang, lá rụng bị nghiền nát. Đại sư, này trong rừng thực mỹ, chính là có chút âm trầm trầm, nam tầm nói. Mạnh tử nghị mặt vô biểu tình, lại mỹ ta cũng nhìn không thấy, ta đây giảng cấp đại sư nghe đi. Nơi này có rất nhiều đại thụ, chúng nó cành lá sung xuê, xanh biết lá cây như bích ngọc giống nhau ánh mặt trời từ thụ phùng nhi giang chui vào tới trên mặt đất đầu hà bị lá cây cắt toái quang ảnh theo trận gió nhẹ nhàng lay động hòa linh tiếng nói vốn là thấp nhu dễ nghe hơn nữa nàng cố tình phóng nhẹ thanh âm kia nghe tới liền càng thêm thoải mái mạnh tử nghị nghe được nàng miêu tả sau trong đầu đã tự động sinh thành một bức phong cảnh đích xác thực mỹ đã lâu không thấy quá như vậy mỹ lệ phong cảnh kia thấp nhu thư hoãn thanh âm tiếp tục nói bị lá cây cắt toái quan đánh vào đại sư trên người cùng trên mặt, làm đại sư lạnh lùng khuôn mặt thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều. Một cái tiểu quan điểm trùng hợp dừng ở đại sư dày thượng, chiếu sáng ngón tay cái chỗ cái kia, phá động, phốc. Ha ha ha, mạnh tử nghị, nguyên tưởng rằng là chỉ làm người bớt lo tiểu yêu, chưa từng tưởng lá gan như vậy phì, mà ngay cả hắn vui đùa cũng dám khai. Mạnh tử nghị theo bản năng mà rụt rụt kia sắp đỉnh phá động ra tới ngón chân cái đầu, khó được sinh ra một tia xấu hổ đại sư, này cánh rừng đại thật sự, lộ cũng không thật sớm, chính ngươi tiểu tâm chút, mạnh tử nghị ừ một tiếng, đi rồi hồi lâu, chung quanh phong giống như lớn chút, một trận một trận, âm lãnh thật sự, từ thụ phùng thấu xuống dưới ánh mặt trời đã không thể xua tan này cổ hàng ý. Mạnh tử nghị mày hơi hơi ninh lên, nơi này âm khí so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trọng, đại sư, bên này như thế nào đều là chút, chiêu quỷ thụ, nam tầm có chút kinh ngạc thanh âm vang lên mạnh tử nghị rất nhỏ mà dương hạ mi ngươi còn biết chiêu quỷ thụ nam tầm giải thích nói phía trước có cái chủ nhân thích nghiên cứu phong thủy ta học một ít gia long đương nhiên đây là nam tầm bậy bạ nàng phong thủy tri thức đều là cùng lão tổ học tuy rằng nửa đường bái sư chỉ học được mấy năm nhưng nàng chăm chỉ a à, lão tổ những cái đó thư nàng tất cả đều xem xong rồi tan hòe dương liễu nải tứ đại chiêu quỷ thụ cũng là tứ đại âm thụ từ phong thủy đi lên giảng trước không tài tang sao không cắm liễu, trong viện không tài quỷ vỗ tay, quỷ vỗ tay tức cây bạch dương, cây dương ngộ phong, lá cây phát ra tiếng vang xôn xao, như là quỷ vỗ tay. Mà này vài loại thụ bên trong, cây hòe nhất chiêu quỷ, nhân này nải mộc trung chi quỷ, âm khí trọng, nó trên người những cái đó đại thụ nhọt đó là bám vào quỷ vật hảo nơi đi. Đại sư, cây hòe thật sự chiêu quỷ sao, nam tầm giả vờ cái biết cái không, khiêm tốn thỉnh giáo. Mạnh tử nghị nghe được nàng nghi vấn, thanh âm vẫn là bằng chắc không gần sống, nhưng lại so với phía trước bằng phẳng không ít, mọi việc không có tuyệt đối, thí dụ như cây hòe, tuy là một quỷ, nhưng phẩm tính đoan chính người có thể sử dụng này cầu quan to lộc hậu, liễu mộc tuy âm, có đôi khi cũng có thể cùng gỗ đào giống nhau trừ tà, cây liễu bản thân liền vì nhị. 18 tinh tú chi nhất Có đôi khi các thụ cùng hung thụ là có thể lẫn nhau chuyển hóa, này cùng người mệnh tương có quan hệ. Nam tầm cười hỏi, đại sư cũng hiểu phong thủy mạnh tử nghị đối bắt yêu sư tới giảng này đó chỉ là thường thức chúng ta chỉ bắt yêu tà cũng sẽ không ban nhân bố trí phong thủy nam tầm đại sư hiểu được thật nhiều mạnh tử nghị hơi đốn sau đó tiếp tục hướng trong đi theo hắn càng đi chỗ sâu trong đi chung quanh phong càng âm lãnh đại sư ta cảm thấy bên này có chút kỳ quái nam tầm nhỏ giọng nói nơi này thật nhiều cây liễu cùng cây hòe vì kia tiểu mai cô nương nên không phải là ở cây hòe thác cổ chết đi Mạnh tử nghị thanh âm hơi trầm xuống, nàng chết hiển nhiên là có chủ mưu, nàng vốn là ngóng trong chính mình sau khi chết hóa thành lệ quỷ, đương nhiên sẽ chọn quỷ hòe tới thác cổ. Đại sư, ta tổng cảm thấy sự thật chân tướng không phải giống đại nương nói như vậy, nếu vị này lệ quỷ có oan tình, chúng ta có thể hay không giúp nàng? Mạnh tử nghị vừa nghe lời này, thanh âm lạnh hơn, oan không oan ta mặc kệ, nàng hại nhiều người như vậy, đương sát. Nam tầm nhỏ giọng nói kia, sát nàng phía trước giúp nàng oan sâu được rửa. Mạnh tử nghị cười nhạo, ngươi nhưng thật ra hảo tâm tràng. Nam tầm coi như hắn đáp ứng rồi, lập tức nói, cảm ơn đại sư. Mạnh tử nghị, hắn khi nào đáp ứng rồi? Đại sư, nam tầm đột nhiên hoảng sợ hô nhỏ một tiếng, mới vừa rồi ở ngươi mặt sau có một mặt hồng ảnh xẹt qua. Mạnh tử nghị không chút hoang mang mà ừ một tiếng, ta biết, đã đến nàng treo cổ địa phương. Nam tầm nhìn lại, lúc này mới phát hiện, mạnh tử nghị đã đứng ở một cây quỷ hòe hạ này cây quỷ hòe sau so bên cạnh mấy cây đều phải cao lớn phía trước hoành ra một cây thô tráng phân chi hẳn là chính là đại nương nói cây lệch tán kia chỉ là không nghĩ tới này cây lệch tán là cây quỷ hòe vẫn là như vậy một đại cây quỷ hòe này quỷ hòe quỷ dị thật sự vỏ cây mặt trên thụ nhọt đặc biệt nhiều mỗi một cái thụ nhọt thượng đều bám vào hoặc nùng hoặc đàm sát khí nam tầm đem chính mình nhìn thấy nói mạnh tử nghị cười lạnh không cần ngươi nói ta cũng cảm giác được, vốn tưởng rằng này lợi quỷ giết người là bởi vì lòng mang oán hận giận chó đánh mèo với người khác, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra ta coi khinh nàng, nàng ở dưỡng sát, lấy này tăng cường tự thân đạo hạnh. Mạnh tử nghị mới vừa nói xong lời này, trước mắt cây hòe liền nhẹ nhàng đông đưa lên, lá cây phát ra sàn sạc tiếng vang, từng đợt tiếng khóc từ trên cây truyền đến, ô ô, ô ô ô, âm phong từng trận, xâm hàng không thôi. Nam tầm nghe được da đầu tê dại mạnh tử nghị đột nhiên nắm lấy vỏ đao một phen rút ra trảm yêu đao nam tầm a mà hô nhỏ một tiếng đại sư ngươi sờ đến ta mặt mạnh tử nghị nắm lấy vỏ đao tay không cấm rung lên hơi kém đem vỏ đao vứt ra đi hắn đem vỏ đao phóng tới trên mặt đất sau đó tay phải giơ lên trảm yêu đao một đao tử triều kia quỷ hòe thượng thụ nhọc nghiêng chặt bỏ đi a à, thụ nhọc bị tước đi xuống trong nháy mắt nam tầm nghe được một tiếng nam nhân kêu thảm thiết nhưng tinh tế vừa nghe, thế nhưng phản phất còn có một tiếng thở nhẹ, chỉ là thanh âm kia cực kỳ ngắn ngủi, lại bị này tiếng kêu thảm thiết cấp che khuất, cho nên nghe được cũng không rõ ràng, làm người tưởng ảo giác. Đại sư, vì sao này thụ nhọt sẽ kêu thảm thiết, nằm trên mặt đất võ đau tầm hỏi. Mạnh tử nghị nhàn nhạt nói, là kia lời quỷ dùng chết đi thôn dân quỷ hồn dưỡng ra tới quỷ sát, bọn họ đã không có chuyện thế đầu thai cơ hội, ta chẳng qua là một đau làm cho bọn họ giải thoát. Nam tâm, đúng vậy, chỉ là này giải thoát biện pháp thật là đơn giản thô bạo mạnh tử nghị liên tiếp tức hạ sáu cái thụ nhọt liền nghe được sáu thanh thê lương kêu thảm thiết nam tầm đối kia lệ quỷ tâm tình một chút liền phức tạp liền tính ngươi có oan tình cũng không thể sát mặt khác vô tội thôn dân a à, không còn không phải sát trực tiếp làm nhân gia liền đầu thai làm người cơ hội cũng chưa này tạo gì nghiệt liền có chút nhiều ở mạnh tử nghị chuẩn bị tước loại kém bảy cái thụ nhọt thời điểm phía sau một trận âm phong đánh úp lại một mạc màu đỏ bóng dáng mở ra ngũ trảo triều mạnh tử nghị sau lưng chập tới. Không kịp nam tầm ra tiếng nhắc nhở, mạnh tử nghị đã bỗng nhiên một cái xoay người, trong tay không biết khi nào nhéo một lá bùa triều nàng phi ném mà đi. Bùa chú ở giữa nàng ngực, phát ra thứ lạp tiếng vang, kia hồng y nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, bị định ở tại chỗ. Nữ quỷ ngẩng đầu, oán hận mà trừng mắt mạnh tử nghị. Nàng lúc trước luôn là bay tới thổi đi, nằm tầm quan nhìn đến một mạc hồng ảnh, lúc này nàng bị kia bùa chú định trụ nằm tầm cuối cùng thấy rõ ràng nàng bộ dáng vì kia đại nương nói không giả nàng quả thực ăn mặc một thân đỏ thẫm áo cưới bởi vì áo cưới rộng thùng thình kia bụng nhưng thật ra nhìn không ra tới nhô lên bất quá thai nhi hơn hai tháng vốn cũng xem không lớn ra tới tóc đen sơ thành xinh đẹp búi tóc mặt trên xoa một cây đơn giản một trăm môi đồ chu sa nhưng bởi vì sắc mặt xanh trắng kia chu sa nhan sắc biến phá lệ đỏ tươi đồ không giống chu sa đảo như là người huyết đại nương nói tôn tiểu mai lớn lên thanh tú xinh đẹp nhưng lúc này gương mặt kia ngưng đồng đầm oán khí cùng sát khí màu da lại chết bạch chết bạch đã hoàn toàn nhìn không ra cái gì bất luận cái gì thanh tú khả nhân bắt yêu sư không đi bắt yêu khó xử ta một cái quỷ làm cái gì nữ quỷ phẫn hận địa đạo nam tầm vốn tưởng rằng nàng sinh hoạt tại như vậy cái bế tắc thôn nhỏ hẳn là chưa thấy qua cái gì bắt yêu sư chưa từng nghĩ đến nàng ngay từ đầu liền nhìn ra mạnh tử nghị thân phận Mạnh tử nghị lạnh lùng thốt Bởi vì ngươi giết người Đáng chết Ta là đáng chết Nhưng những người này càng đáng chết hơn Thường thắng thư đặc biệt đáng chết Nữ quỷ nói đến thường thắng thư ba chữ thời điểm Cả khuôn mặt đều vặn vẹo Nam tầm cảm thấy tên này nhi có chút quen thuộc Vì kia đại nương nhắc tới quá Tự hồ là thôn chính nhi tử Nàng tưởng Này tôn tiểu mai như thế căm hận nàng vị hôn phu Nơi này quả thực có cái gì nội tình Nữ quỷ nói xong lời này Mười ngón móng tay trong chớp mắt trở nên vừa nhọn vừa dài, thế nhưng dùng móng tay đem kia bùa chú xé xuống dưới, bùa chú dán quá ngực để lại một mảnh cháy đen ấn ký. Nữ quỷ trong dây lát há to miệng, một cái hồng hồng đầu lưỡi duỗi trường, triều mạnh tử nghị cổ đánh tới. Nam tầm thầm nghĩ, không hổ là quỷ thắt cổ, này đầu lưỡi đủ trường. Tôn tiểu mai tuy là hồng y lệ quỷ, nhưng cũng chỉ là cái không đủ một tháng lệ quỷ, mạnh tử nghị căn bản không đem nàng để vào mắt kỳ thật chỉ cần hắn triệu ra lưu tinh tru tà kiếm, này lệ quỷ lập tức hồn phi phách tán, nhưng mạnh tử nghị đáp ứng quá, họa linh trước không giết nàng, hắn là cái trọng hứa hẹn người, chẳng sợ họa linh, là cái tiểu yêu. Không đợi kia nhạo dính dính đầu lưỡi gặp phải, mạnh tử nghị lại bay nhanh móc ra một lá bùa, một chưởng vỗ vào kia lưỡi dài thượng. Nữ quỷ buồn kêu một tiếng, lưỡi dài xẹt một chút thu trở về, nhưng là bởi vì đầu lưỡi thượng dán bùa chú, nàng không đem đầu lưỡi hoàn toàn thu hồi đi, thật dài một đoạn hồng lưỡi treo ở miệng ngoại, cùng nam tầm trong tưởng tượng quỷ thắt cổ giống nhau giống nhau. Biết mạnh tử nghị hoàn toàn treo lên đánh này nữ quỷ, nam tầm yên tâm, nàng đem chính mình võ đau thân mình lập lên, dựa vào bên cạnh một cục đá thượng. Như vậy là có thể tốt lắm đem tình hình chiến đấu thu vào đáy mắt. Nữ quỷ rõ ràng biết chính mình không phải mạnh tử nghị đối thủ, lại ở sốc lên đầu lưỡi thượng bùa chú sau, lại lần nữa không muốn sống mà công qua đi, cái này làm cho nam tầm có chút kinh ngạc nhưng vào lúc này, nam tầm tự hồ nghe tới rồi một đạo thang nhẹ thanh, lộ ra một tia bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nàng đột nhiên nhìn về phía phía trước kia cây đại cây hòe, tổng cảm thấy kia thanh thở dài chính là này cây cây hòe phát ra tới. Mới vừa rồi kia mấy cái bị mạnh tử nghị tước đi thụ nhọt trừ bỏ phát ra một tiếng thét chói tai, cũng không có cái gì khác thường, nhưng lúc này nàng lại nhìn đến, bị tước đi thụ nhọt địa phương ở, đổ máu. Này cây hòe quả nhiên thành tinh, đột nhiên, kia đại cây hòe kịch liệt lay động lên, sàn sạc cọ sát lá cây không ngừng đi xuống rớt, mà kia rơi xuống cây hòe dịp thế nhưng toàn bộ triều mạnh tử nghị bay đi, ở hắn quanh thân xoay tròn hội tụ, giống màu xanh lục ve nhộng đem mạnh tử nghị bọc nhập trong đó. Đồng thời, trên mặt đất rất nhiều toái chi cùng lá rụng cũng bay lên, không ngừng hướng kia ve nhộng thượng bao trùm, đem ve nhộng trở nên càng lúc càng lớn, cũng đem mạnh tử nghị vây đến kín không kẻ hở. Nam Tâm tuy rằng biết mạnh tử nghị sẽ không có việc gì, nhưng tỏ lòng trung thành thời điểm tới rồi, nàng tự nhiên không thể ở một bên làm nhìn, vì thế võ đao tầm bay lên, đột nhiên triều kia ve nhộng bổ tới. Vừa mới bổ hai hạ, mấy cây cây hòe chi ngang trời bay tới, đem nó vây quanh ở nhánh cây chi gian, làm nàng làm nàng không thể động đậy. Cây hòe tin, ngươi vì sao phải giúp này lợi quỷ đối phó đại sư, nam tầm triều kia đại cây hòe hét lớn một tiếng. Nếu là hiện tại còn nhìn không ra là này cây cây hòe ở giúp nữ quỷ, nàng đầu óc liền có vấn đề. Thành tinh cây hòe nói chuyện, Thanh âm thực ôn nhu, tiểu mai cô nương cùng mẫu thân của nàng toàn với ta có ân, ta chỉ là không đành lòng xem nàng hồn phi phách tán thôi, vị này bắt yêu sư không chết được, ta chỉ là tạm thời vây khốn hắn, hơi đốn, hắn có chút kinh ngạc nói, ngươi này võ đau thế nhưng cũng tu ra linh trí, nam tầm không có phủ nhận chính mình là cái võ đao, ta xem ngươi này trên thân cây có mười mấy cái thụ nhọt, mỗi cái thụ nhọt đều dưỡng quỷ sát, nói vậy ngươi rất rõ ràng nàng hại bao nhiêu người, cây hòe tinh trầm mặt, một hồi lâu mới nói, đúng vậy, ta biết. Ta khuyên quá nàng, nhưng là vô dụng. Nam tầm rất muốn trận trắng mắt, nhưng hiện tại là cái vỏ đau, không xem thường nhưng phiên, người nếu biết nàng làm chính là sai, lại ngăn cản không được nàng, kia vì cái gì muốn ngăn cản chúng ta đi ngăn cản nàng. Nàng còn như vậy đi xuống, thật liền phải vạn kiếp bất phục, nữ quỷ có thể thở dốc, nghe được lời này, cười lạnh nói, ta đã vạn kiếp bất phục ta hiện tại duy nhất muốn chính là thường gia một nhà mấy khẩu tánh mạng, chỉ cần giết bọn họ, vạn kiếp bất phục ta cũng không sợ. Nam Tầm, Tiểu Mai Cô Nương, ta biết ngươi là oan chết, nhưng ngươi không nghĩ làm chân tướng Đại Bạch sao? Nữ quỷ trào phúng cười to, ha ha ha, chân tướng Đại Bạch. Ngươi biết ra kia cọc dèm pha lúc sau, trong thôn những người này là như thế nào đối ta, thôn phụ nhóm ở sau lưng phỉ nhổ ta, hận không thể chọc ta cột sống mắng ta là cái dâm phụ mà đám nam nhân kia cũng ở sau lưng lấy ta nói giỡn, nói ta nếu là cái dâm phụ, kia bọn họ có phải hay không cũng có thể, những lời này đó dơ bẩn khó nghe khó nghe, cho nên ta giết bọn họ có cái gì sai. Đều là một đám tâm, tư xấu xa hạng người, nhất đáng chết chính là thường gia người, vì kia giả nhân giả nghĩa sắc mặt thật làm người ghê tởm, này hết thảy đều là bái bọn họ thường gia người ban tặng, đặc biệt là thường thắng thư, ta muốn cho này xuất sinh không chết tử tế được. Nam tầm thấy nàng nói đến này thường gia người, biểu tình dữ tận đến đáng sợ, không khỏi thở dài, là là, bọn họ đều đáng chết, ngươi hiện tại giết thường gia mấy khẩu, ngươi báo thù, làm cho bọn họ trả giá ứng có đại giới, nhưng ngươi nghĩ tới về sau không có, ngươi hôi phi yên diệt vạn kiếp bất phục, liền đầu thai làm người cơ hội cũng đã không có, mà thường gia mấy khẩu người, còn có những cái đó sau lưng mắng ngươi thôn dân kiếp sau như cũ có thể đầu thai làm người, như vậy kết quả ngươi nhưng cam tâm còn có ngươi mẫu thân cùng chân chính người yêu thương ngươi, ngươi liền không nghĩ tại hạ đời tái ngộ đến hắn, nhóm, nữ quỷ nghe được lời này, giữ tận mặt bộ chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, trầm mặt, tiểu bác, ngưu bức nam tầm, ta cảm thấy ngươi rất có đương lão sư A sư phụ A trưởng bối A tiềm chất, không biết nghĩ đến cái gì, tiểu bác lén lúc mà nở nụ cười, ngẫm lại liền hảo manh A hảo manh A, thế giới tiếp theo hắn tưởng được rồi, mị ha ha, thấy nữ quỷ trầm mặt, nam tầm tiếp tục nói, tiểu mai, đời này ngươi báo thù trong lòng thoải mái, kia về sau đâu? Nếu thật sự hận những người này, ngươi phải làm không phải giết bọn họ, mà là kiếp sau sống được so với bọn hắn hảo. Ngươi tin tưởng nhân quả báo ứng sao? Nhà ta đại sư sẽ tính nhân quả, phía trước hắn liền tính ra tới, chẳng sợ ngươi hiện tại không tìm thường gia báo thù, sau đó không lâu bọn họ cũng sẽ quá đến khốn cùng thất vọng. Thường thắng thư sẽ bởi vì ba năm sau thi hương gian lận bị đánh ba mươi đại bản ném ra trường thi, danh dự quét trác, hắn cha cũng bởi vì hối lộ biết, huyện mà bị hạ ngục điều tra, lúc sau bọn họ người một nhà quá đến heo chó không bằng, mà trong thôn những người này, tâm địa tốt những cái đó dọn đi rồi, những cái đó ác ý hãm hại ngươi người sẽ bởi vì phạm phải khẩu nghiệp mà gặp được một hồi ôn dịch. Ngươi xem, vận mệnh chú định đều có nhân quả báo ứng, nào dùng ngươi tự mình động thủ, nữ quỷ đem lưỡi dài thu trở về, sắc mặt thế nhưng không giống phía trước như vậy tái nhật. Nàng ngơ ngác mà nhìn kia võ đau, lẩm bẩm hỏi, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Võ đau tầm bởi vì bị nhánh cây vây, chỉ rất nhỏ địa điểm điểm thân mình, tiểu mai, nhà ta đại sư mới vừa rồi đối với ngươi thủ hạ lưu tình, trên người hắn có thần binh lợi khí. Một khi thần binh lợi khí ra khỏi võ, ngươi đã sớm hồn phi phách tán, còn có cây hòe tinh, đại sư cũng đã sớm phát hiện, nhưng hắn coi như không có nhìn đến, hắn ý tứ ngươi chẳng lẽ không hiểu sao, phản phất là vì xác minh nam tầm nói kia vây khốn mạnh tử nghị thật dày lá cây ve nhộng thường đột nhiên thọc ra một phen đại đao ve nhộng nháy mắt tạc nước thành vô số toái diệp rơi xuống đầy trời diệp vũ mạnh tử nghị mặc vô biểu tình mà đứng ở kia diệp trong mưa tùy ý kia toái diệp dừng ở tóc của hắn cùng trên người võ đao tầm tránh thoát một chút đại cây hòe vội vàng buông lỏng ra cành lá nam tầm bay đến chủ nhân trước mặt mạnh tử nghị vương tay theo bản năng mà muốn đi nắm võ đao phần eo nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì liền sinh sôi thu hồi tay, từ kia võ đao phiêu ở không trung. Nữ quỷ tuy rằng đã bị nam tầm thuyết phục đến không sai biệt lắm, nhưng nhìn đến mạnh tử nghị vẫn là có chút sợ hãi. Nam tầm thấp giọng nói, đại sư, ngươi có phải hay không đã sớm có thể ra tới? Mạnh tử nghị nhàn nhạt từ một tiếng, nghe các ngươi lưu đến rất vui vẻ, liền không ra tới quấy rầy. Nam tầm phốc mà cười một tiếng, võ đau giật giật, mặt hướng nữ quỷ, tiểu mai cô nương, đừng sợ. Ngươi đem chân tướng nói ra, nhà ta đại sư mới có biện pháp trả lại ngươi trong sạch. Mạnh tử nghị nghe nàng thiện làm chủ trương mà lừa dối quỷ, môi mỏng hơi hơi nhấp nhấp, không có hé răng, mà là đem trảm yêu đao cắm vào vỏ đao. Sau đó, yên tâm mà nắm lấy chui đao, nữ quỷ biểu tình còn có chút cảnh giác, thấy vị kia bắt yêu sư đem đại đao cắm vào vỏ đao trung, trên mặt nàng vẻ cảnh giác mới biến mất đi xuống, bởi vì tâm tình bình tĩnh trở lại, nàng mặt đột nhiên thay đổi cái bộ dáng, Nam tầm nhìn đến sau không cấm kinh ngạc. Gương mặt kia không hề giữ tận vặn vẹo, tuy rằng sắc mặt vẫn là thực bạch, nhưng lại không phải cái loại này chết bạch nhan sắc, nàng trường tiêu chuẩn mặt trái xoan, một đôi mắt đại đại, là cái thanh tú giai nhân. Nàng nhìn về phía mạnh tử nghị, nói về chính mình oan khuất, ta tổ tiên nhiều thế hệ sinh hoạt ở cái này sơn thôn, tôn tiểu mai thời trẻ tan phụ, mẫu thân không có tái giá, ngày thường liền dựa theo thù mây vá sống cầm đi trấn trên bán, sau đó đổi điểm nhi lương thực, bởi vì này hai mẹ con tính tình hảo người cũng lớn lên mỹ quê nhà đều rất chiếu cố thường thôn chính là hai năm trước từ nơi khác điều tới thường thôn chính nhi tử thường thắng thư là cái người đọc sách nằm trước liền đã ở viện thí trúng tú tài hơn nữa người cũng lớn lên anh tuấn tôn tiểu mai thích thượng người này liền không khó lý giải tiểu điều thuộc nữ quân tử hảo cầu thường thắng thư cũng coi trọng tôn tiểu mai không chê trong nhà nàng khốn cùng làm phụ thân thường thôn chính xin cưới thoạt nhìn chàng có tình thiếp có ý chuyện tốt một cọc nhưng có một ngày thường thắng thư trọng đem tôn tiểu mai hẹn đi ra ngoài tôn tiểu mai tới rồi ước định địa điểm không gặp người lại bị một cái che mặt nam nhân đánh hôn mê chờ đến lại tỉnh lại nàng quần áo hỗn độn kia cầm thú chính đè nặng nàng một xính thú tính đoạt nàng trong sạch tôn tiểu mai nói đến nơi này cả người run rẩy hai mắt màu đỏ tươi ta thấy được hắn trong cổ quải ngọc bội kia ngọc bội ta nhận được là thường thắng thư đoạt ta trong sạch chính là thường thắng thư cái này xuất sinh lúc ấy chờ ta cả người đều ngốc, ta liền tưởng, vì cái gì a à, chúng ta không phải đính hôn sao, ta về sau là phải gả cho hắn, hắn đây là vì cái gì, ngày hôm sau ta đề cập hắn ước ta việc, kia súc sinh nói căn bản không ước ta. Khi đó ta liền biết, ta bị hắn tính kế, mặt sau khẳng định còn, có chuyện gì chờ ta, chuyện này tôn tiểu mai ai cũng chưa dám nói, danh dự bị hao tổn, liền tính nàng đem chuyện này nói ra đi lại có ai tin tưởng. Rốt cuộc thường thắng thư ngày thường ở đại gia trong mắt là cái phẩm hạnh đoàn chính người đọc sách. Sau lại tôn tiểu mai nghĩ tới thường thắng thư phụ thân, thường thôn chính là một quan tốt, khi đó nàng cũng là như vậy cho rằng, cho nên nàng tìm được thường thôn chính, đem chuyện này nói, thường thôn chính nghe xong giận dữ, còn gọi nàng yên tâm, sẽ làm kia bất hiếu tử mau chóng cưới nàng quá môn. Lúc ấy ta thật sự tin, tôn tiểu mai cười lạnh, chính là sau lại, sau lại sự tình các ngươi hẳn là đều đã biết đi ta trong bụng có, bị kia lão đông tây cùng thường thắng thư biết sau, bọn họ bịa đặt, nói ta cùng triệu thân tư thông, còn hoài hắn nghiệt chủng, ha ha ha, thật là nghiệt chủng, lại là thường thắng thư kia xuất sinh nghiệt chủng, tôn tiểu mai lại cười lại khóc, có thể thấy được là thương tâm cực kỳ, ta cũng là thành quỷ lúc sau mới ra được, kia họ thường lão đông tây đã sớm leo lên tri huyện, tri huyện thiên kim nhìn trúng thường thắng thư, chỉ là kia tri huyện gia thiên kim lớn lên cũng không mạo mỹ. Thường Thắng thư này xuất sinh leo lên phú quý liền thôi, chẳng sợ trực tiếp tìm ta nương từ hôn cũng đúng. Hắn lại ham ta sắc đẹp, dùng loại này phương pháp đạp hư ta. Tôn Tiểu Mai tiếp tục nói, ta nương biết chuyện này sau sợ hãi, hỏi ta sao lại thế này. Ta đem Thường Thắng thư cùng Thường Thôn chính này hai xuất sinh làm sự tình đều nói. Nàng nghe xong ông ta khóc trống, nói chúng ta đấu không lại bọn họ, chúng ta rời đi đi. Ngươi biết không, ta cơ hồ phải bị mẹ ta nói phục, chẳng sợ trong sạch bị hủy ta cũng nhận, bởi vì ta cùng ta nương đích sát đấu không lại bọn họ, lời này nói ra đi căn bản không ai tin, ha hả, nào biết kia hai cái súc sinh còn muốn ta mệnh. Trong lòng heo, bọn họ hảo nhẫn tâm, trong lòng heo phía trước có cái từ đường thẩm phán nghi thức, thẩm phán người đều là trong thôn, đức cao vọng trọng, lão nhân, kia mấy cái lão nhân đều thu thường thôn chính chỗ tốt, vô luận tôn tiểu mai như thế nào biện bạch, ở bọn họ trong mắt đều là giáo biện bọn họ nói ta là không biết liêm sĩ dâm phụ, phán ta tử hình, mà ta giang phu triệu thân tắc bị trọng đánh 30 bản, triệu thân hắn, ta thực xin lỗi triệu thân, là ta hại hắn, ta đã sớm biết hắn đối tâm ý của ta, nhưng ta lại mắc mù mà coi trọng thường thắng thư kia súc sinh, tôn tiểu mai nói nói, đã bình tĩnh rất nhiều, nam tầm đúng lúc chấm một câu, kia họ thường quả thật là cái súc sinh. Tiện nhân Vương bác dê con, mạnh tử nghị đột nhiên thấp cúi đầu, tự hồ xem nàng liếc mắt một cái. Nam tầm, xem gì xem, chưa từng nghe qua người bạo thô khẩu A. À. Mạnh tử nghị thực mau liền lại ngẩng đầu lên, giống như là trong lúc lơ đãng làm cái động tác nhỏ, mổ tầm vừa rồi tự mình đa tình. Sau lại sự tình liền cùng mạnh tử nghị đoán không sai biệt lắm, tôn tiểu mai ném trong sạch không nói, còn bị người vu hãm, danh dự toàn vô, biến thành mọi người thảo phạt dâm phụ. Nàng nản lòng thoái chí lúc sau chạy trốn tới trên núi, mặc vào kia kiện sớm đã làm tốt đỏ thẫm áo cưới, trên đầu mang khi còn nhỏ chơi đóng vai gia đình khi triệu, thân đưa nàng một trăm, liền như vậy treo cổ ở đại cây hòe thượng. Nghe đến đây, đại cây hòe mở miệng, hắn than một tiếng, ta vốn không nên nhúng tay nhân loại sự tình, lúc ấy tiểu mai cô nương thắt cổ thời điểm ta ngăn trở một lần, nhưng nàng khẩn cầu ta, nàng muốn chết, nàng muốn sau khi chết hóa thành lệ quỷ đi tìm thường gia người báo thù. Nữ quỷ ngửa đầu xem nó, cảm kích nói, cảm ơn ngài thành toàn ta, cây hòe cành lá lay động, bất quá toàn một cái nhân quả, ngươi cùng mẫu thân ngươi trước kia đều giúp quá ta, 20 năm trước, nó gặp sâu bệnh, hòe sâu đo tảng lớn sinh trưởng như tầm ăn lên nó lá cây còn không tính cái gì, muốn mệnh chính là vỏ cây thượng dài quá một cái độc thụ nhọt, thụ nhọt ký sinh trùng đục khoét nó thân cây, làm nó sinh trạng bệnh nặng, mắt thấy liền phải chết héo thời điểm, là tôn tiểu mai mẫu thân cho nó tưới, thủy. Còn cắt rớt nó trên người cái này ký sinh thụ nhọt, còn có ba năm trước đây, có thôn dân tưởng chém nó đi kiến phòng ốc, là Tôn Tiểu Mai đề ra câu, nói nơi này ly thôn khá xa, vận chuyển không có phương tiện. Mấy người kia mới thay đổi một cây không có thành tinh thụ. Nữ quỷ nghe được nhân quả hai chữ, không cấm nhìn về phía mạnh tử nghị trong tay trảm yêu đao, ánh mắt dừng ở kia vỏ đao thường, lẩm bẩm nói, ngươi nói rất đúng, trên đời này rất nhiều chuyện đều có một cái nhân quả tuần hoàn. Tôn Tiểu Mai thắt cổ sau, tôn mẫu cực kỳ bi thương, triệu thân hỗ trợ đem tôn tiểu mai tán, liền tán ở nàng treo cổ địa phương, đại cây hòe mặt sau. Nam tầm triều cây hòe mặt sau nhìn lại, quả thực thấy được một cái tiểu thổ mồ, chỉ là không có mộ bia, cho nên ngay từ đầu nàng mới không có chú ý tới. Khó trách tôn tiểu mai biến thành lợi hại như vậy lợi quỷ, nàng là ở chỗ này chết, thi thể cũng ở chỗ này, còn có cây hòe tinh hỗ trợ dưỡng sát, cái gì đều chiếm tề. Bất quá, kia thường thị phụ tử cách làm xác thật xuất sinh không bằng, cũng không trách tôn tiểu mai thành quỷ cũng muốn báo thù nghĩ vậy nhi nam tầm khẽ meo meo mà đánh giá mạnh tử nghị tưởng từ trên mặt hắn bắt giữ điểm nhi cái gì thương hại hoặc là tức giận cảm xúc nào liêu đối phương như cũ là phía trước kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng mày cũng chưa nhăn một chút đột nhiên kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú hơi hơi một thấp mạnh tử nghị nắm chui kiếm đem cảm yêu đau nhắc lên vỏ đau đầu trên cùng hắn cặp kia ảm đạm không ánh sáng con ngươi bình tề nam tầm ngẩn ra khụ bị trảo bao còn không phải là trộm ngắm liếc mắt một cái sao làm gì đem ta xách nàng lên cố ý tỏ vẻ một chút nàng định coi hành vi bị hắn phát hiện nam tầm liền nạp buồn nàng hiện tại bám vào người ở võ đao thượng nằm thức gì đó đều làm nhạt, nàng vừa rồi xem hắn vẫn là khẽ meo meo mà xem này đều có thể nhận thấy được mạnh tử nghị đem võ đao tầm xách lên tới tạm dừng một chút mới lại đem đao thả đi xuống nam tầm nguyên lai nhìn lén mạnh tử nghị là có thể được đến hắn đặc thù chiếu cố nàng quyết định về sau nhất định phải nhiều hơn nhìn lén hắn bất quá mạnh tử nghị đều có tâm tư cố ý cảnh cáo nàng không chuẩn trình coi như thế nào liền đối tôn tiểu mai tao ngộ không phản ứng đâu nam tầm cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy trải qua chuyện này đủ nhiều người cũng đủ bình tĩnh nhưng biết thường thì phụ tử hành động sau vẫn cứ nhìn không được bạo thô khẩu nàng không tin mạnh tử nghị không có động dung nếu không hắn sẽ không an tĩnh mà đứng ở chỗ này, nghe một cái lệ quỷ nói nhiều như vậy, hắn chán ghét chính là yêu, quỷ nói muốn hảo chút đi. Rốt cuộc lại lợi hại quỷ sinh thời cũng là người, tiểu bác, ngươi không phải có thể cảm giác được người cảm xúc sao, đại bốt có hay không đối tôn tiểu mai sinh ra cái gì thương hại cảm xúc, hoặc là đối kia thường thì phụ tử sinh ra chán ghét chi tình. Nam tầm hỏi, tiểu bác, ngươi suy nghĩ nhiều, cũng liền cảm tình đặc biệt mãnh liệt thời điểm ta có thể bắt giữ đến một chút đại bốt loại này lôi đã bất động vững như thái sơn người, ngươi có thể trông cậy vào ta nhận thấy được hắn cảm xúc dao động. Nhưng là, già có thể nói cho ngươi, đại bốt ác niệm giá trị vừa rồi hàng không một điểm, hắc hắc, tuy rằng tiểu bát cảm thấy mạnh đại bốt quá keo kiệt chút, nhưng hàng tổng so không hàng hảo, keo kiệt liền keo kiệt đi. Nam tầm đối với mạnh đại bốt keo kiệt cũng vô ngữ, trong ấn tượng cũng liền nữ tôn thế giới kia ánh hàng tiểu yêu tinh có chút moi, nhưng bởi vì đó là nữ tôn thế giới sao? nam nhân tương đối keo kiệt là có thể lý giải đâu giống mạnh tử nghị quỷ hẹp hòi hư không phải muốn báo thù sao vì sao kia thường thì phụ tử sống được hảo hảo vô tội thôn dân lại đã chết mười mấy cái mạnh tử nghị nghe xong lâu như vậy hỏi ra như vậy một câu nữ quỷ tôn tiểu mai nghiến răng nghiến lời nói thường thắng thư trên cổ ngọc bội khai quá quan ta gần không được thân nhà bọn họ ngoài cửa lớn cũng có môn thần phù hộ cửa sau khẩu càng có hai cây trăm năm cây đào cho nên trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tăng cường đạo hành đại sư nói những cái đó thôn dân vô tội à có lẽ đi chính là ta nhớ rõ rành mạch chính là những người này tổng ở sau lưng nói ra nói vào nói các loại không biết xấu hổ lời nói thô tục có một lần bị ta nương nghe được hơi kém bị tức chết ta sau khi chết ta nương bị buộc đến rời đi thôn triệu thân một nhà cũng rời đi trong thôn dư lại này đó thôn dân đã làm ta không có chút nào lưu luyến ta muốn một cái trong sạch không phải vì xem những người này thổn thức tiết hận sắc mặt, mà là còn triệu thân một cái trong sạch, cũng cho ta nương về sau không cần bị người chỉ chỉ, điểm điểm, nói nàng sinh cái không bị kiềm chế nữ nhi. Mạnh tử nghị nhàn nhạt nói, ngươi giết chết những cái đó thôn dân cố nhiên có thực xin lỗi ngươi địa phương, nhưng bọn hắn sau khi chết quỷ hồn sẽ tự tiến vào trúc lưỡi địa ngục cùng lòng hấp địa ngục, chính là ngươi hủy hoại bọn họ hồn phách, làm cho bọn họ vô pháp lại đầu thai, liền phạm phải càng nghiêm trọng nghiệp chướng tôn tiểu mai nghe được lời này đột nhiên nhớ tới võ đao phía trước cùng nàng nói này đó phạm phải khẩu nghiệp thôn dân về sau sẽ gặp được một hồi ôn dịch bọn họ mệnh hẳn là ở lúc ấy chung kết nàng hiện tại đã nghĩ thông suốt nàng không nghĩ liền như vậy biến mất võ đao nói đúng nàng đời này nhưng thật ra thống khoái nhưng kia thường thì phụ tử kiếp sau làm theo có thể làm người dựa vào cái gì bằng không nàng đêm này đối xúc sinh phụ tử giết chết sau nuốt sống bọn họ hồn phách ý tưởng này chợt lóe mà qua thời điểm, trên người nàng lệ khí biến trọng, mạnh tử nghị cảm giác được, mày không cấm một ninh. Cũng may tôn tiểu mai không có kiên trì cái này ý niệm, nếu có kiếp sau, nàng vì cái gì muốn từ bỏ, có lẽ kiếp sau kiếp sau sau nữa nàng còn có thể gặp được triệu thân, hắn là người tốt, nàng tưởng cùng hắn làm một lần phu thê, thành toàn hắn, cũng thành toàn chính mình. Đại sư, ta như bây giờ còn có thể chuyển thế đầu thai sao? Tôn tiểu mai có chút thấp thỏm hỏi. Mạnh Tử nghị hơi đốn, nhàn nhạt nói: Có thể, ở ngươi buông chấp niệm kia một khắc, ngươi là có thể đủ trở về địa phủ. Chỉ là, bởi vì ngươi phạm phải này đó nghiệp chướng, ngươi muốn chịu chút khổ hình sau mới có thể một lần nữa đầu thai. Tôn Tiểu Mai cười khổ nói: Mặc kệ cái gì hình phạt ta đều chịu nổi, có cái gì hình phạt so với ta kiếp này chịu khổ còn trọng. Nam Tâm không nhẫn tâm đã kích nàng. Tiểu Mùi Mùi a, à, ngươi là chưa thấy qua cái gì lên núi đao hạ chảo dầu này đó địa ngục khổ hình kia có thể sau ngươi kiếp này chịu đau khổ khổ nhiều, bảo đảm thống khổ phải gọi cha lại kêu nương. Thế nhân thích nhất nói một lời, vì ngươi ta có thể lên núi đao hà chảo dầu, kỳ thật những lời này đều là nói nhảm, thật đem một ngùng chảo dầu đặt ở ngươi trước mặt, ngươi dám nhảy sao? Cho nên có chút lời nói nghe một chút liền hảo, tin không được, ngươi theo ta trở về, ta trả lại cho ngươi trong sạch, mạnh tử nghị nói, tôn tiểu mai đột nhiên ngẩng đầu, cảm ơn đại sư. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, chính là đại sư, lúc này vẫn là ban ngày, ta không thể rời đi này phiến cánh rừng, chờ đến chạng vạn lúc sau ta lại đi tìm đại sư tốt không? Mạnh tử nghị dừng một chút, ban ngày đêm tối với hắn vô dị, hắn nhưng thật ra đã quên này ra. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, mạnh tử nghị ném xuống một câu liền đi rồi. Tôn tiểu mai nhìn hắn đi xa bóng dáng, nhất thời có chút chinh lăng. Phía trước vẫn luôn sợ hãi hắn phòng bị hắn, mới vừa rồi dở xuống phòng bị lúc sau nàng mới lưu ý khởi vị này bắt yêu sư dung mạo, người này lớn lên thật tuấn, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy tuấn nam nhân. Nàng nguyên bản tính tình liền có chút nghịch ngợm, lúc này tâm tình thả lỏng, khó được khai cái vui đùa, nếu ta trước kia có thể gặp được lớn lên như vậy tuấn nam tử, làm sao bị thường thắng thư kia phó túi gia cấp hấp dẫn, hiện tại ngẫm lại, hắn bất quá là ngũ quan đoan chính sinh đến trắng chút, nơi nào tuấn tiếu, bên cạnh cây hòe tinh nghe được lời này, cười một tiếng, ta hai trăm năm vừa mới thành tinh, nhưng còn không thể hóa hình người, chờ ta hóa ra hình người nói vậy cũng không kém yêu tinh ái mỹ hóa ra hình người thông thường đều là nam tuấn nữ mỹ tôn tiểu mai nhìn nó cành lá có chút tiếc nuối nói ta chỉ sợ đợi không được lúc ấy chờ đại sư trả ta trong sạch ta liền phải rời khỏi nhân gian nàng đột nhiên đi lên trước triển khai hai tay ông lấy cây hòe thân cây nhẹ giọng nói đại cây hòe thật sự thực cảm tạ ngươi thấy mạnh tử nghị bình yên vô sự mà phản hồi thôn các thôn dân kích động Người này lên núi sau cư nhiên không có việc gì, quả thật là cao nhân a. À. Thường thôn chính cùng vài vị lão nhân nghe tiếng tới rồi, dễ nghe nói một đống lớn, hy vọng bắt yêu sư có thể hỗ trợ đối phó trên núi yêu tà quỷ quái. Mạnh tử nghị mặt hơi hơi vừa chuyển, chuẩn xác không có làm mặt đất hướng về phía thường thôn chính. Thường thôn chính nói đột nhiên im bạc, cùng kính hỏi, không biết đại sư có gì phân phó, giúp ta tìm đem hát dù tới, nghe được lời này, thường thôn chính lập tức phân phó, thực mau liền có người đem một phen màu đen dù giấy đưa tới. Thường thôn chính vẻ mặt hồ nghi chi sắc, hỏi, đại sư muốn này hát dù làm cái gì, này đem dù là người trong thôn đưa ma dùng. Mạnh tử nghị nhàn nhạt nói, tự nhiên là đi bắt quỷ. Ta muốn lại đi trên núi một chuyến, chờ ta trở lại, ngươi đem tất cả mọi người triệu tập lên, hơi đốn, là mọi người, lệnh công tử, triệu thân một nhà, còn có tôn tiểu mai nương. Này tôn tiểu mai ba chữ vừa ra, các thôn dân sắc mặt bá một chút thay đổi quả thật là này dâm phụ biến thành lợi quỷ tới lấy mạng này này là nàng chính mình không bị kiềm chế làm chúng ta chuyện gì cũng có người sợ hãi nói chúng ta không hại nàng a à. cuối cùng không phải cũng không trồng lòng heo sao là nàng chính mình thắt cổ tiền chết thường thôn chính sắc mặt nháy mắt một bạch hợp lại ở trong tay áo tay ngăn không được mà bắt đầu run rẩy đại sư ngươi nhưng nhất định phải giúp chúng ta diệt trường này ác quỷ a à? chúng ta thôn đã có thật nhiều người bị nàng cấp hại chết, các thôn dân nghe được lời này, lại là khủng hoảng lại là phẫn nộ, không biết ai trước quỳ rạp xuống đất, những người khác sôi nổi cấp mạnh tử nghị quỳ xuống, khẩn cầu hắn trừ bỏ này lời quỷ. Mạnh tử nghị mặt vô biểu tình, cũng không nói làm cho bọn họ lên, từ bọn họ quỳ, đem người tìm đủ lúc sau, ta sẽ tự giúp các ngươi, thường thôn chính nhìn xuống trong lòng khủng hoảng, trấn định mà giải thích nói. Thắng thư ở trấn trên học đường đọc sách, chỉ sợ không thể kịp thời gấp trở về. Còn có triệu thân một nhà, triệu thân làm ra loại chuyện này nhi, bọn họ vì chính mình mặt mũi chỉ sợ cũng không muốn lại trở về. Mạnh tử nghị nhẹ xích một tiếng, nga. Một khi đã như vậy, vậy chờ mọi người đến đông đủ thời điểm ta lại bắt quỷ, chỉ là, kia lệ quỷ pháp lực càng ngày càng cao, lại không giải quyết, đêm nay thường khó tránh sẽ phát sinh cái gì. Thông dân vừa nghe lời này nóng nảy, đại sư, dĩ vãng không lên núi liền không có việc gì à. Mạnh tử nghị cười lạnh, đó là bởi vì nàng lương tâm chưa diệt, hiện giờ nàng oán khí càng ngày càng nặng, tùy thời khả năng xuống núi hại người. Nam tầm nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ tới đại sư cũng sẽ lừa dối người. Mạnh tử nghị nắm chui đau tay vừa động, dùng lòng bàn tay ở vỏ đau thượng nhẹ nhàng khấu khấu. Nam tầm ai nha một tiếng, đại sư, ngươi đạn ta tráng làm cái gì? Mạnh tử nghị, nguyên lai nơi đó là tráng. Các thôn dân nghe được mạnh tử nghị nói, sợ hãi, sôi nổi hứa hẹn khẳng định đem người gom đủ, những cái đó không muốn trở về người bọn họ trói cũng sẽ trói về tới. Mạnh tử nghị cầm một phen hát dù lên núi, thực mau liền lại quay trở về thôn, thị trấn chung quanh không ít thôn, mà cái này sơn thôn xem như ly thị trấn tương đối gần, đi được mau nói, lui tới một lần bất quá hơn nửa canh giờ, cho nên, chưa đến chạng vạn, trong thôn người đã toàn bộ tập trung ở cùng nhau. Mạnh tử nghị nhẹ nhàng bắn vỏ đau một chút, giúp ta nhìn xem người đến đông đủ không nam tầm thanh âm mang theo một tia u oán đại sư ngươi lại đạn ta tráng mạnh tử nghị nhấp nhấp miệng mau chút nam tầm nga một tiếng nhanh chóng nhìn quét một vòng nói cái kia đứng ở thường thôn chính bên cạnh tiểu bạch kiểm hẳn là chính là thường thôn chính còn có cái làn da ngâm đen thanh niên kéo một cái sắc mặt tiều tụy phụ nhân phía sau đi theo một đôi trung niên vợ chồng nói vậy chính là triệu thân một nhà triệu thân nâng người chính là tôn mẫu đại sư quan trọng người đều đến đông đủ tránh ở hát dù tôn tiểu mai hiển nhiên nghe được nam tầm cùng mạnh tử nghị đối thoại nàng kích động mà run rẩy lên nàng đương triệu thân đều tới mạnh tử nghị làm sở hữu thôn dân đi thẩm phán dùng từ đường mấy cái trong thôn lão nhân ngồi ở thẩm phán ghế các lão nhân có chút sợ hãi không biết vị này bắt yêu sư tới nơi này làm cái gì chờ mọi người vào chỗ mạnh tử nghị đem trong tay hát dù buông ra kia hát dù tự động phiêu phù ở không trung sau đó căng ra hắc dù bị hoàn toàn căng ra sau, dù hại nhiều một cái người mặc đỏ thẫm áo cưới Mỹ kiều nương. Nàng kia lớn lên thanh tú khả nhân, chỉ là chờ mọi người thấy rõ nàng kia tướng mạo lúc sau, tất cả đều hoảng sợ kêu to lên, quỷ A, quỷ A. Trong đó thường thắng thư phụ tử phản ứng nhất kịch liệt, thường thắng thư quay đầu liền chạy, chính là này từ đường đại môn lại như thế nào đều mở không ra, như là có người ở bên ngoài thường khóa giống nhau. Ai lại xảo, ta giết thắng. Tôn Tiểu Mai âm trầm trầm mà hét lớn một tiếng, các thôn dân không dám lộn xộn, thối lui đến góc tường, một ít gan lớn dáng tường đứng, nhát gan tắt té ngã lộn nhào mà xúc đến góc tường. Mà ngồi ở thẩm phán ghế mấy cái trong thôn lão nhân hơi kém không sợ tới mức ngất qua đi, lúc này tôn mẫu trợn tròn mắt, mà triệu thân tắt vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chầm chầm tôn tiểu mai, nhìn đến nàng búi tóc thường một trăm khi, đôi mắt hơi ướt, trong miệng lẩm bẩm câu, tiểu mai, trong khoảng thời gian ngắn, giữa sân đều là thô nặng tiếng hít thở, lắng nghe còn có thể nghe được cực nhanh tiếng tim đập. Mạnh tử nghĩ thấy này đó thôn dân không xảo không náo loạn, lúc này mới chậm rì rì nói, lúc trước các ngươi phán nàng cùng triệu thân tư thông, chưa kết hôn đã có thai, chính là tôn tiểu mai cùng ta nói sự thật lại phi như thế. Các ngươi thả nghe một chút nàng lý do thoái thác, hắn tuy mắt manh nhìn không thấy, nhưng hắn sụ mặt lạnh lùng bộ dáng tự mang cường đại khí tràng, làm người không dám phản bác hơn nữa kia trương dị thường anh tuấn mặt, làm người không tự giác đem này coi là quý trung chi quý, bất đồng với bọn họ này đó phàm phu tục tử. Nam tầm cùng tiểu bác cười ha hả nói, có hay không cảm thấy đại bốt ở trang bức, bất quá, ta liền thích hắn trang bức bộ dáng, xoái, tiểu bác nói, cái nào thế giới đại bốt ngươi không thích, nam tầm nhạc nói, đúng đúng, ta đều thích, này thuyết minh tiểu bác ánh mắt hảo a, à, tìm đều là phù hợp ta khẩu vị đại bốt. Một không cẩn thận đã bị khích lệ tiểu bác Ê da, ngươi hai ngày này lão khen da, da đều ngượng ngùng Nam tầm, mười bốn tuổi thiếu niên đang đứng ở tuổi dậy thì Là yêu cầu nhiều khích lệ giai đoạn Tiểu bác nháy mắt tạc mau Lão tử số tuổi nói ra liền ta chính mình đều sợ hãi Nam tầm, ta chỉ tin tưởng ta nhìn đến Mười bốn tuổi thiếu niên Ha ha, tiểu bác, hữu tẩn Mạnh tử nghị bỏ xuống một câu lời nói sau Ý bảo phụ trách ghi chép thôn dân đem Tôn Tiểu Mai lời khai nhớ kỹ, vì kia phụ trách ghi chép thôn dân cả người đã trung thành cái sàn, càng không cần phải nói kia chỉ lấy hào bút tay. Lúc trước từ đường thẩm phán thời điểm chỉ có thôn chính, vài vị lão nhân còn có làm ghi chép cùng phụ trách hình phạt mấy cái thôn dân ở đây. Lúc ấy Tôn Tiểu Mai liền từng có quá một khác phiên lý do thoái thác, chỉ là không ai tin. Một cái là quan tâm thôn dân người hiền lành thường thôn chính, này nhi tử cũng là cái phẩm hành đoan chính tú tài tiền đồ rất tốt, một cái là tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương, cùng gian phu triệu thân vốn chính là thanh mai trúc mã, hơn nữa những người này ngày thường hoặc nhiều hoặc ít đều chịu quá thường thôn chính ân huệ, trong lòng tự nhiên liền thiên hướng thường, thôn chính phụ tử. Tôn Tiểu Mai ánh mắt âm trắc trắc mà nhìn chầm chầm đã xúc đến góc tường thường tháng thư, đột nhiên đối hắn câu môi cười, kia màu sau môi như là vừa mới hút người máu tươi, đỏ tươi đến cực điểm, thoạt nhìn khiếp người cực kỳ. Thường tháng thư hai chân rung lên, phía dưới đột nhiên căng thẳng, liền như vậy, đái trong quần. Hắn ăn mặc trường bào, người khác vốn dĩ phát hiện không được, nào tưởng này nước tiểu tao mùi vị quá nặng, bên cạnh thôn dân tất cả đều nghe thấy được, sôi nổi lấy khẩu giấu mũi. Mẹ nó, người đọc sách lá gan như thế nào như vậy tiểu? Bọn họ tuy rằng cũng sợ hãi, lại không đến mức đái trong quần, thường thôn chính tuy rằng cảm thấy mất mặt, lại không có công phu tưởng này đó, hắn trọng mắt không ngừng chuyển trong lòng suy nghĩ ứng đối chi sách nam tầm sách một tiếng cùng tiểu bác nói này nữ quỷ khó lường còn hiểu đến tạo áp lực nếu là này thường thắng thư lại nhát gan một ít không chừng liền trực tiếp đem sự thật nói ra kết quả kia thường thắng thư sợ tới mức đái trong quần lúc sau cương nhiên thật sự hỏng mất kêu to lên không cần lại đây không cần lại đây chuyện của ngươi không liên quan gì tới ta không liên quan gì tới ta ngươi à thường thôn chính một cái tác phiến ở trên mặt hắn nổi giận nói, nhìn ngươi này không tiền đồ hình dáng, không thấy được đại sư liền ở một bên sau, tôn tiểu mai lại không phải ngươi hại chết, chẳng lẽ nàng còn sẽ tìm ngươi lấy mạng, thường thắng thư bị nhà mình lão cha một cái tác đánh mông, ngồi yên trên mặt đất. Nam tầm nghĩ thầm lão đông tây chính là lão đông tây, còn hiểu được đánh đòn phủ đầu, hắn này tướng mạo thật là cái người thành thật tướng mạo, lại cứ một đôi mắt phá hủy toàn bộ tướng mạo. Người thành thật một chút biến thành âm hiểm tiểu nhân tôn tiểu mai nhìn đến này hai cha con diễn xuất cười lạnh một tiếng nàng thu liễm cảm xúc sau không nhanh không chậm mà đem phía trước cùng mạnh tử nghị lời nói lại nói một lần có lẽ là phía trước nói qua một lần lần này nói ra ngữ khí đã bình đạm rất nhiều chỉ là đề cập thường thì phụ tử xấu xí sắc mặt khi nàng trong mắt vẫn cứ tràn ngập thực cốt hận ý những việc này tôn mẫu đã sớm biết nàng ở một bên thấp giọng nức nở triệu thân vẫn luôn đỡ nàng hai mắt phun hỏa mà trừng mắt thường thì phụ tử rất nhiều thôn dân cũng không biết chuyện này lúc này nghe được tôn tiểu mai nói sau tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng lại cũng sôi nổi thấp giọng nghị luận lên một vị còn chưa xuất giá tiểu nha đầu nhỏ giọng nói ta liền nói tiểu mai không phải người như vậy nàng mới vừa nói thầm xong bên cạnh một cái phụ nhân liền ở nàng cánh tay thượng ninh hạ muốn ngươi lắm miền thường thắng thư bị thường thôn chính đánh một cái tác lúc sau đã trở nên thần chí không rõ ông đầu súc ở một bên nhưng thật ra thường thôn chính cực lực biện giải, nói này đó đều là bôi nhọ, con ta thắng thư cái gì phẩm tính các vị hương thân phụ lão chẳng lẽ không biết. Sao có thể làm ra loại này cầm thú không bằng sự tình, tôn tiểu mai, ta biết lúc trước ta duy trì vài vị thúc bá đem ngươi trồng lòng heo, chọc ngươi oán hận, nhưng là ngươi không thể bởi vì ghi hận trong lòng liền bôi nhọ ta phụ tử hai người. Tôn Tiểu Mai nhìn hắn một bộ bị chịu oan uổng ủy khuất bộ dáng, cảm thấy ghê tởm cực kỳ, ta hiện giờ người đều đã chết, bôi nhọ ngươi làm cái gì? Mạnh tử nghị xem hướng mấy cái lão nhân, nhàn nhạt nhắc nhở nói, các ngươi có phải hay không nên nói chút cái gì? Chính giữa nhất cái kia lão nhân phục hồi tinh thần lại, nói lắp hỏi, tôn, tôn tiểu mai, ngươi nói này đó nhưng, nhưng có chứng cứ, tôn tiểu mai trào phúng nói, chứng cứ, hơn một tháng trước, ta không phải đem chứng cứ cho các ngươi sao, kia trương trương thường thắng thư ước ta ra tới gặp mặt tờ giấy, ta đó là ở hắn ước định địa phương bị này xuất sinh cấp đạp hư chỉ cần đối chiếu một chút kia tờ giấy thường chữ viết liền biết ta không có nói sai nhưng khi đó vài vị thúc công liền so đối cũng chưa từng liền nói ta bôi nhọ hắn vài vị thúc công như vậy thiên vị thường gia phụ tử chẳng lẽ là thu cái gì chỗ tốt nói bậy lão nhân cả giận lúc ấy chờ chúng ta cũng hỏi qua thường thắng thư hắn nói kia tờ giấy thật là hắn viết bất quá lại không phải ngươi nói kia một ngày mà là phía trước viết huống hồ thường thắng thư vốn là cùng ngươi có hôn ước hắn đối với ngươi thích chúng ta này đó lão gia hỏa cũng xem ở trong mắt hắn vì sao phải tao đạp ngươi tôn tiểu mai nhìn về phía thường thôn chính oán hận nói kia vài vị thúc công liền muốn hỏi một chút thường thôn chính nghe nói thường thôn chính gần nhất cùng ngô tri huyện quan hệ không tồi ngô tri huyện trong phủ thiên kim đối thường thắng thư nhất kiến chung tình thường thôn chính thật đúng là hảo bản lĩnh nếu thường thắng thư ở rễ tri huyện phủ ngươi cùng ngô tri huyện đó là thân thích lời này vừa ra mọi người ồ lên cho nên, thường thôn chính là bởi vì leo lên tri huyện đại nhân, cho nên mới tưởng lui tôn gia việc hôn nhân. Tôn Tiểu Mai tiếp tục nói, vài vị thúc công nhất định sẽ hỏi ta vì sao lần trước chưa nói, bởi vì ta khi đó cũng không biết, sau khi chết ta mới tìm hiểu ra này đó chân tướng, thường thì phụ tử chính là hai súc sinh. Khi tri huyện thiên kim không kịp ta mạo Mỹ, thường thắng thư mơ ước ta Mỹ mạo, liền ước ta đi ra ngoài đạp hư ta, mà thường thôn chính tương kế tự kế ở biết được ta hoài nghiệt chủng lúc sau tản ta cùng triệu thân thông dâm tin tức, đến lúc đó hắn từ hôn đó là thuận lý thành chương sự tình, thường thôn chính vẫn giảo biện, sự thật như thế nào không phải bằng ngươi một trương miệng là có thể định luận, con ta đích xác đối tri huyện thiên kim cố ý, nhưng kia cũng là ở ngươi bị thương hắn tâm lúc sau, ngươi trong bụng nghiệt chủng căn bản không phải con ta. Mạnh tử nghị nghe bọn hắn tranh luận nửa ngày, mày hơi hơi túc hạ, hắn vốn là không thích loại này ầm ý hoàn cảnh nếu không phải bởi vì nam tầm cũng cảm thấy này thường thôn chính lá gan quá phi hắn cương nhiên cùng một con lệ quỷ canh luận lệ quỷ a trên người sát khi oán khí cũng không phải là nói chơi vẫn là này lão đông tây cảm thấy đại sư sẽ che chở hắn như vậy một cái xuất sinh tôn tiểu mai quả thực bị lời nói dối hết bài này đến bài khác thường thôn chính chọc giận lúc này đã đến chạn vạn nàng bỏ quên trong tay hắt dù hoàn toàn bại lộ ở hoàng hôn hạ dưới thân không có bóng dáng kia trương thanh tú xinh đẹp mặt đột nhiên gian trở nên dữ tợn miệng một trương một cái thật dài hồng lưỡi triều thường thôn chính bay đi gắt gao mà truyền ở trên cổ hắn các thôn dân chợt vừa thấy đến như vậy dữ tợn bộ dáng tôn tiểu mai toàn bộ hoảng sợ thét chói tai ra tiếng khắp nơi chạy trốn thường thôn chính hai mắt trắng giả ly chết không xa thường thắng thư sợ tới mức lại một lần đái trong quần thấy hắn cha mau bị đã chết thế nhưng cũng không quan tâm chạy trốn đến so với ai khác đều mau nhưng mà, này từ đường đại môn sớm bị mạnh tử nghị động tay chân, bất luận kẻ nào đều trốn không thoát đi. Mắt thấy thường thôn chính liền phải bị lệ quỷ lạc chết, mạnh tử nghị lúc này mới không nhanh không chậm mà tới câu, ngươi trước buông ra hắn, ta có biện pháp chứng thực ngươi trong bụng thai nhi là của ai. Tôn Tiểu Mai tuy rằng hận không thể như vậy bóp chết thường thôn chính, nhưng vị này đại sư lên tiếng, nàng chỉ có thể buông ra. Quỷ thắt cổ lưỡi dài buông lỏng, thường thôn chính mạnh mẽ thở dốc, bảo vệ một cái mạng chó. Tôn Tiểu Mai trong lúc vô tình quét nàng nương cùng triệu thân liếc mắt một cái, từ hai người trên mặt nhìn đến hoảng sợ sợ hãi chi sắc sau, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Nàng hiện tại bộ dáng có bao nhiêu dữ tận xấu xí, nàng rất rõ ràng. Mạnh tử nghị làm người lấy hai cái chén, một chén thịnh phóng triệu thân huyết, một chén thịnh phóng thường thắng thư huyết, hai cái chén vẻ ngoài giống nhau như đúc, nhưng chén đế làm đánh dấu, ai cũng không biết cái nào chén huyết đối ứng người kia. Mạnh Tử Nghị bưng hai cái chén đi đến tôn Tiểu Mai trước mặt, làm nàng vén lên quần áo lộ ra rốn. Tôn Tiểu Mai chợt vừa nghe đến này yêu cầu có chút kháng cự, nhưng nàng nghĩ đến chính mình đều là cái quỷ, sinh thời danh dự cũng bị hủy hoại, còn để ý chuyện này để làm gì? Nàng vén lên đại hồng bào tử cùng áo lót, lộ ra kia hơi hơi nhô lên bụng. Mạnh Tử Nghị trước đem đệ nhất chén máu loãng phóng tới kia rốn chỗ, ý bảo mọi người xem. Mọi người hồ nghi, cái gì phản ứng đều không có a. À chẳng lẽ hẳn là có phản ứng gì? Đương mạnh tử nghị đem một khát chén máu loãng gián rốn khi, kỳ quái một màn xuất hiện, kia trong chén máu loãng thế nhưng dọc theo chén vách tường hướng về phía trước chảy ngược, sau đó rót vào tôn tiểu mai rốn, kia rốn như là có thứ gì ở hấp thu máu loãng, chén đế máu loãng trong chớp mắt đã bị hút khô rồi. Mọi người hô hấp cứng lại, khiếp sợ đến nói không ra lời. Mạnh tử nghị đem máu loãng bị hút khô chén đưa cho bên cạnh làm đánh dấu người, nhìn xem này trong chén huyết là của ai. Người nọ hướng chén đế nhìn nhìn, cung cung kính kính mà trả lời, đại sư, là thường công, thường thắng thư. Mạnh tử nghị nhàn nhạt ư ừ một tiếng, đối mọi người giải thích nói, hút đi máu loạn chính là nạn trong bụng chưa thành hình thai nhi, tuy rằng thai nhi không có gì ý thức, nhưng có thể phân biệt thân nhân huyết, thân nhân huyết đối nó tới nói là cực hảo đồ bổ. Hắn âm cuối vừa ra, tôn tiểu mai liền hô nhỏ một tiếng, nàng khiếp sợ mà cúi đầu xem chính mình bụng, nhìn đến kia cái bụng thượng thế nhưng phình phình trong bụng có cái gì ở chụp đánh nàng cái bụng cho tới nay nó đều thực an tĩnh này vẫn là nó lần đầu tiên có như vậy mãnh liệt phản ứng mạnh tử nghị ở kia cái bụng thượng một phách vừa rồi bị rốn hít vào đi máu loãng không ngờ lại bị kể hết phun ra tới nếu là lại nhiều hút một ít ngươi liền khống chế không được nó không có ý thức anh quỷ nhất hung tàn có thậm chí sẽ phá tan cơ thể mẹ bò ra tới chúng nó cũng không biết cái gì mẫu mẫu tử liên tâm mạnh tử nghị đối nữ quỷ nói nữ quỷ gật đầu lòng còn sợ hãi chuyện tới hiện giờ chân tướng đã đại bạch thường thắng thư bùng một tiếng quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu tiểu mai ta thực xin lỗi ngươi thực xin lỗi ngươi chính là ta thật sự thích ngươi là cha ta phi bức ta cưới nịnh bờ tri huyện thiên kim ta luyến tiếc ngươi a à, cho nên ta liền ta là súc sinh ta là súc sinh nhưng ta không muốn chết ngươi buông tha ta đi về sau mỗi năm ta nhất định cho ngươi thiêu rất nhiều rất nhiều tiền giấy ta sẽ cho ngươi nương rất nhiều bạc bồi thường nàng hắn toàn chiêu khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt chính là không ai đồng tình hắn các thôn dân không cấm sinh ra tri nhân tri diện bất tri tâm cảm khái tôn mẫu khóc trống ngươi này súc sinh ai hiếm là ngươi bạc ngươi bồi nữ nhi của ta ngươi bồi ta tiểu mai hiện giờ toàn thôn người đều đã biết thường thì phụ tử hành vi phạm tội thả có thường thắng thư chính miệng nhận người lời khai thôn dân trực tiếp đem hai người trói lại chuẩn bị ngày mai giao cho nha môn xử trí, khi tri huyện hiện giờ cũng sam hợp ở bên trong, nếu là không nghĩ rơi vào cái bao che tội danh, khẳng định sẽ theo lễ công bằng xử lý. Thường thắng thư phạm vào cưỡng gian tội, dựa theo quốc pháp, đương sống sờ sờ đánh chết, mà thường thôn chính bao che tội phạm, rất có thể ngồi tù đến sông cạn đá mòn, chờ đến thôn dân tan đi, nơi này liền chỉ còn lại có tôn mẫu cùng triệu thân một nhà. Nam tầm thấp giọng nhắc nhở mạnh tử nghị, đại sư, ngươi nhưng thật ra lãng tránh một chút nha mạnh tử nghị hơi hơi sửng sốt, dẫn theo trảm yêu đau rời đi. Tôn Tiểu Mai cũng không có ở bên trong ngốc lâu lắm, nàng ra tới lúc sau, toàn bộ quỷ cho người ta cảm giác đều không giống nhau, giống như đột nhiên buông xuống một khối cự thạch. Tôn Mẫu cùng Triệu Thân theo sau ra tới, Tôn Mẫu còn ở khóc, khóc đến đôi mắt đều sưng lên, Triệu Thân biểu tình cũng có chút không tha. Tiểu Mai, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố Tôn Đại Nương, về sau ta chính là nạn nhi tử, Triệu Thân hướng Tôn Tiểu Mai bóng dáng hôn một câu. Triệu phụ cùng triệu mẫu nghe vậy, vui mừng gật đầu. Tôn Tiểu Mai quay đầu lại triệu triệu thân cười, đời này chúng ta không thể làm vợ chồng, kiếp sau hoặc là kiếp sau sau nữa, nếu ngươi không chê ta, ta nguyện ý gả cho ngươi. Không chê, đương nhiên không chê, triệu thân vội nói. Tôn Tiểu Mai nhoảng miệng cười, không biết nhớ tới cái gì, cố ý dặn dò một câu, các ngươi trở về đi, nếu rời đi thôn, về sau liền không cần lại trở về. Nam Tầm đột nhiên có chút chột dạ, không phải là nghĩ đến nàng nói cái gì ôn dịch đi. Khi chỉ là nàng hạt bẻ, cùng tôn mẫu cùng triệu thân cáo biệt lúc sau, tôn tiểu mai lại đi trên núi, chỉ là đi thời điểm, nguyên bản kia cây cao lớn cây hòe thế nhưng không thấy. Nam tầm di một tiếng, đại sư, cây hòe tinh không thấy, mạnh tưởng nghĩ chút nào không ngoài ý muốn, có điều hiểu được, hóa thành hình người. Nam tầm vội vàng nói, đại sư, ngươi sẽ không tưởng một đao chém cây hòe tinh đi. Đại sư Tam Tư Cây hòe tinh tuy rằng giúp quá tôn tiểu mai, nhưng cũng chỉ là vì báo ân, ngài cũng không thể bởi vì hắn hóa ra hình người liền đem người cấp chém. Mạnh tử nghị đột nhiên đem cảm yêu đao sách lên, hai mắt cùng vỏ đau đầu trên tề bình. Đây là hắn lần thứ hai làm cái này động tác, vỏ đau thường không có đôi mắt, mạnh tử nghị đôi mắt cũng bị mù, nhưng lúc này, lại giống như có hai sông nhìn không thấy mắt ở đối diện. Ai nói với người ta muốn chém hắn, mạnh tử nghị hỏi. Nam tầm ấp úng nói bởi vì ngươi lần đầu tiên thấy ta liền tưởng đem ta chém a à, hơn nữa ta còn gì cũng chưa làm đâu mạnh tử nghị nhấp nhấp miệng đột nhiên không biết nên như thế nào nói tiếp có cây thạch loại tinh quái phần lớn thuần thiện đặc biệt cây hòe tinh nam tầm không vui tìm hiểu nguồn gốc ta cũng coi như có cây loại tinh quái đâu giấy chính là có cây làm mặt là cục đá làm ta là người dùng mặt trên giấy họa ra tới đại sư ngươi nói ta có tính không có cây thạch tinh quái mạnh tử nghị không hé răng nam tầm đột nhiên nhìn đến cái gì không có lại cùng hắn lý luận mà là nho nhỏ mà kinh ngạc cảm thán một tiếng cây hòe tinh thật sự hóa ra hình người bộ dáng thật tuấn nguyên bản đại cây hòe địa phương xuất hiện một cái thanh y nam tử này nam tử diện mạo thanh tuấn không thôi quanh thân khí chất nhu hòa xem người thời điểm ánh mắt ôn hòa mà bao dung ngươi là đại cây hòe tôn tiểu mai kinh hỉ nói thanh y nam tử gật đầu đạm cười nói ta hóa ra hình người Cùng nữ quỷ đơn giản hàng huyên vài câu sau, thanh y nam tử lại biến trở về mấy người quen thuộc kia cây đại cây hòe. Nam tầm có chút hoài niệm mà cùng tiểu bác nói, ai, ta đột nhiên nghĩ đến Lê Phong tiểu ca ca, cũng là một thân thanh y, bộ dáng so với hắn còn tuấn đâu. Tiểu bác suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới Lê Phong tiểu ca ca là ai, không cấm nói, ta nói nam tầm, ngươi nhưng chuyên tâm một chút đi, về sau ngươi gặp được yêu tinh càng nhiều, các yêu tinh đều lớn lên đẹp, chẳng lẽ mỗi gặp được một cái ngươi liền phải nhớ tới một cái tình nhân cũ, tình nhân cũ, này từ dùng đến thật, chuẩn xác. Nam tầm không cấm khóe miệng vừa kéo. Nam tầm, tiểu bác, các loại nam thần đại bốt tới một tá, ta tuyệt đối chịu nổi, tiểu bác nga một tiếng, yên tâm đi, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có gia tìm kiếm không đến. Thế giới tiếp theo, hà thế giới tiếp theo loại hình gia đều nghĩ kỹ rồi, bao ngươi vừa lòng. Nam tầm cùng tiểu bác lưu đến chính vui vẻ, trán đột nhiên bị người bấm tay bắn một chút. Nam tầm ngắm qua đi, mạnh tử nghị chính mặt vô biểu tình mà, xem, nàng. Nam tầm lập tức liền tới rồi một câu, đại sư so với hắn đẹp, mạnh tử nghị ngẩn ra, ngay sau đó kia hình dạng đẹp môi mỏng hơi hơi nhấp nhấp. Nam tầm tiếp tục khen, cây hòe tinh gương mặt này tuy đẹp, lại là huyễn hóa ra tới, mà đại sư là trời sinh, không thể so sánh, liền tính thật đối lập lên, đại sư cũng dị thường tuấn Mỹ, hắn không kịp ngươi. Mạnh tử nghị nhàn nhạt nói, êm đẹp nói cái này làm cái gì? Mặc kệ xấu đẹp, mặc kệ bần cùng phú quý, tả hữu một bộ thân xác thối tha, sau khi chết toàn quy về bụi đất, nam tầm, ai, đại sư này cách nói đã có thể không đúng rồi. Mỹ lệ sự vật làm nhân tâm tình sung sướng, nhìn đến mỹ nhân, tâm tình luôn là tốt, liền tỷ như đại sư, nếu ngươi lớn lên xấu, ta tuy rằng kính sợ ngươi, lại là sẽ không cùng ngươi giảng nhiều như vậy ta thích mỹ lệ túi da, sau khi chết đều phải quy về bụi đất, trước khi chết còn không được nhân gia ái mỹ. Mạnh tử nghị trầm mặt, thật lâu sau mới nghẹn ra một câu, tục tằng. Nam tầm cười nói, ta vốn chính là tục nhân sở họa, tự nhiên khó có thể ngoại lệ. Đại sư không phải tục nhân, kia đại sư như thế nào không có thành tiên nhi, đó là tiên nhân, cũng đều là hảo nhan sắc, lòng yêu cái đẹp nhân yêu tiên đều có chi, không yêu mỹ đều không bình thường. Mạnh tử nghị sụ mặt nói, ngụy biện đây là nói hắn không bình thường nam tầm cười đến càng hoang đại sư ta còn chưa nói xong đâu lớn lên mỹ bất quá dệt hoa trên gấm quan trọng nhất vẫn là phẩm hạnh liền tỷ như đại sư đại sư ngài nội ngoại kim tu mạnh tử nghị vua nịnh nọt tiểu bác thực đột ngột mà cắm một câu ác niệm giá trị hàng một điểm tấm tắc nam nhân a quả nhiên là ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc mặc kệ cái nào thế giới đại bốt đều mẹ nó thích nghe dễ nghe. Nam tầm ân hừ một tiếng, vuốt mông ngựa cũng là rất có học vấn, chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu ta mới vừa nhìn thấy đại bốt liền như vậy khen hắn, ngươi tin hay không ta đã chết thẳng cẳng. Hôm nay hắn mới vừa làm chuyện tốt, ngươi đừng nhìn này chuyện tốt hắn làm được không tình nguyện, kỳ thật hắn trong lòng cao hứng đâu. Nữ quỷ tôn tiểu mai ở cùng cuối cùng một vị bằng hữu cây hòe tinh cáo biệt lúc sau, đã không có tiếc núi, nàng quanh thân oán khí chậm rãi tan đi triều mạnh tử nghị hành đại lễ làm phiền đại sư đưa ta đoạn đường nàng phía trước trở thành lệ quỷ tránh đi địa ngục câu hồn tiểu quỷ bỏ lỡ đi hoàng tuyền lộ thời cơ tuy rằng quanh thân oán khí tan đi nhưng nếu không có dẫn đường người nàng tìm không thấy đi địa phủ lộ giúp quỷ giúp được đế mạnh tử nghị trực tiếp tác pháp mở đường mở ra đi địa phủ thông đạo đem tôn tiểu mai đưa lên hoàng tuyền lộ bởi vì thôn dân luôn mãi giữ lại mạnh tử nghị liền ở trong thôn ngủ lại một đêm sẽ nghỉ ngơi ở phía trước vị kia đại nương trong nhà đại nương nhi tử bởi vì từ đường thẩm phán một chuyện trước tiên đã trở lại phía trước ở trấn trên cấp gia đình giàu có làm làm công nhật tránh điểm nhi tiền mua chút gạo thóc trở về biết trong nhà gạo thóc hôm qua nhi liền ăn xong rồi mạnh tử nghị còn phân chút bánh nướng lớn cho nàng nương ăn này đại hán cảm ơn không thôi làm đốn phong phú đồ ăn chiêu đại ân nhân ta thật vất vả ở trong thị trấn tìm được một cái thuê làm công nhật gia đình giàu có chỉ là kia chưởng sự không chuẩn chúng ta tự mình rời đi ăn uống ngủ đều phải lưu tại cửa hàng ta không yên lòng ta nương khá vậy thật sự không biện pháp ít nhiều đại sư độ hóa tôn tiểu mai ta về sau lại có thể đi trên núi đào dược thảo bán lại nói tiếp tôn gia khuê nữ cũng là đáng thương thế nhưng đụng phải như vậy cái súc sinh nếu không phải đại sư chúng ta này đó thôn dân còn sẽ tiếp tục bị này thường thị hai cha con lừa gạt cũng không biết kia thường thắng thư đọc cái gì sách thánh hiền, quả thực uổng vi. Này đại hán hiển nhiên là cái ái nói chuyện, liền tính mạnh tử nghị đại đa số thời điểm trầm mặt, ngẫu nhiên ân thượng một tiếng, hắn cũng có thể thao thao bất tuyệt mà nói thường một đống lớn, cuối cùng còn xả đến chính mình này độc thân cẩu thường. Ta đều mau 26 bảy người, bởi vì trong nhà nghèo, lớn lên lại khó coi, hơn nữa trong thôn cô nương thiếu, số tuổi một đống cũng không có thể cưới thượng tức phụ, ta thực xin lỗi ta nương a. À làm nàng không tôn tử ông đại hán liên tục thở dài. Nam tầm nhìn hắn, tuy rằng đen điểm nhi, nhưng là không tính là xấu, người cũng lớn lên cao cao tráng tráng, tuổi kỳ thật cũng không lớn, có thể là hàng năm làm việc nặng, làn da tháo điểm, thoạt nhìn có điểm hiện lão. Nàng nhớ rõ mạnh tử nghị năm nay giống như 26, sách, này hai người nhìn thật không giống bạn cùng lứa tuổi. Mạnh tử nghị không phải cái thích nghe người ta phun nước đắng người, nhưng lúc này, hắn lại an tĩnh mà ngồi, nghe được thực nghiêm túc, nghe kia đại hán nói được không sai biệt lắm, mạnh tử nghị từ trong bọc lấy ra chút bạc vụn cho hắn, đó là phương lão gia tử ngạnh đưa cho hắn trừ yêu thù lao, đại nương cùng này hán tử tự nhiên không dám muốn. Mạnh tử nghị nhàn nhạt nói, này đó bạc vụn ta dùng không lớn, ngươi cầm đi cưới vợ, thấy này hai mẹ con vẫn là chối từ, mạnh tử nghị môi mỏng nhấp chặt, đã có chút không kiên nhẫn, hắn đối người ngoại ít có thiện ý, bất quá là nghe được đối phương nói nghĩ tới hắn chết đi nhiều năm người nhà. Nếu làm người tiếp thu hắn thiện ý đều như vậy phiền toái, hắn về sau liền không nhiều chuyện như vậy. Đúng lúc này, nam tầm khụ một tiếng, cái kia, đại nương, đại ca, các ngươi liền cầm đi, nhà ta đại sư không kém điểm này nhi bạc vùng, đại sư tùy tiện giúp người khác bắt bắt yêu liền có thật nhiều bạc đâu. Đột nhiên xuất hiện giọng nữ đêm này hai mẹ con khiếp sợ, nơi này nhưng không có cái thứ tư người, cho nên thanh âm này đánh chỗ nào tới nơi này nơi này, ta ở chỗ này, nam tầm giận soát một phen tồn tại cảm. Đại nương cùng hán tử ánh mắt dừng ở mạnh tử nghị trong tay trảm yêu đao võ đao thường, thần sắc quái dị. Đại nương cùng đại ca chớ sợ, ta không phải yêu quái, bất quá là đại sư đao linh, bởi vì đi theo đại sư nhiều năm, tu ra linh trí. Đại nương cùng hán tử theo bản năng mà ngắm liếc mắt một cái mạnh tử nghị. Mạnh tử nghị mặt vô biểu tình, môi mỏng nhấp chặt, hơi hơi hạ phiết, như là cam chịu lời này hán tử gan lớn, trước hết hòa hoãn lại đây, còn trêu ghẹo câu, không nghĩ tới đại sư đao lại là cái thư, ngươi nói chuyện thanh âm thật là dễ nghe, là ta nghe qua tốt nhất nghe thanh âm. Nam tầm cười khẽ, như vậy cái có thể nói hán tử cư nhiên không tìm được tức phụ, đại sư kêu ngươi cầm bạc ngươi liền cầm đi, đừng lại chối từ. Này bạc vụn tắm gội quá thần binh lợi khí ánh sáng, đặt ở trong nhà còn có thể đuổi quỷ trừ tà đâu, như vậy thần kỳ, mạnh tử nghị, thật sẽ bậy bạ. Bà đại hán đã tâm động, nhưng là, hắn đánh giá mạnh tử nghị trên người quần áo, đặc biệt là hắn một đôi giày, ánh mắt ở hắn ngón chân cái sắp đỉnh ra tới kia chỗ lỗ nhỏ dừng lại hồi lâu, nếu đại sư có bạc, vì sao ăn mặc như vậy, khó coi. Nam tầm nghe được lời này, không nhìn xuống, phốc mà một tiếng cười ra tới. Mạnh tử nghị nắm chui đau ngón tay không cấm giật giật, môi mỏng nhấp đến càng khẩn. Nam tầm khụ khụ, giải thích nói, đại sư nại thế ngoại cao nhân, không thèm để ý này đó vật ngoài thân, hơn nữa, nếu là ăn mặc quá phú quý, trên đường uổng bị phiền toái, võ đao tầm vừa ra mã, không cần mạnh tử nghị lại vô nghĩa, dăm ba câu liền hống đến đại hán tiếp bạc. Mạnh tử nghị hơi hơi cúi đầu, xem hướng võ đao, một đôi đẹp anh đỉnh mày kiếm tự hồ chọn một chút. Nam tầm nhận thấy được mạnh tử nghị ở đánh giá nàng, giàu dạt đắc ý, đại bốt tự hồ đối nàng lau mắt mà nhìn. Nàng liền quỷ đều có thể lừa dối trụ, huống chi người, coi khinh nàng không phải. Hư hư, đại hán họ Lý, kêu Lý đại tráng, có cưới vợ bạc, hắn cảm kích không thôi, cùng hắn nương nhéo mấy cái cơm nắm đưa cho đại sư trên đường ăn, còn có hắn phía trước từ trong thị trấn mua tới một ít thịt khô. Này thịt khô là muối ướp quá, có thể phóng thật lâu. Mạnh tử nghị không chối từ, hắn lương khô vừa lúc ăn xong rồi, hơn nữa, này thịt khô khá tốt ăn. Lý đại tráng gia là nhà tranh, tuy không lớn, lại cũng có hai gian nhà ở, ngày thường hắn cùng hắn nương một người một gian, nhưng lúc này Lý Đại Tráng đi hắn nương trong phòng ngủ dưới đất để lại cho Mạnh Tử Nghị đơn độc một gian. Đại nương còn săn sóc mà tặng hai thùng nước ấm cùng khăn lông lại đây. Có chút xin lỗi nói trong nhà nghèo không có bồn tắm, chúng ta ngày thường đều là trực tiếp cởi xiêm y dùng nước ấm súc rửa, chỉ có thể ủy khuất đại sư. Mạnh Tử Nghị như cũ không có gì vô nghĩa, nói thẳng câu đa tạ, chờ đại nương rời đi mạnh tử nghị đem bàn tay đến thùng thử thử thủy ôn độ ấm vừa lúc giống như hồi lâu không có tẩy quá nước ấm tắm mạnh tử nghị đem cũng không rời khỏi người trảm yêu đao phóng tới trên bàn trên lưng lưu tinh tru tà kiếm cùng hỏa ống cũng thả xuống dưới sau đó hắn đôi tay linh hoạt mà cởi bỏ đai lưng chuẩn bị thoát y chỉ là kia một mạc áo bào cho vừa mới thoát đến một nửa thời điểm hắn đột nhiên nhận thấy được cái gì động tác bỗng dưng một đốn bay nhanh mà lại đem áo choàng hợp lại trở về mạnh tử nghị quay đầu mặt hướng trên bàn cảm yêu đau một trương anh tuấn mặt banh đến gắt gao vừa mới rình coi đến trước ngực một mảnh khẩn trí da thịt vỏ đau tầm đại bốt nhảy bén lực thật là muốn mệnh cường nàng đều biến thành vỏ đau hắn cũng có thể cảm giác được nàng tầm mắt nam tầm giả chết kiên quyết không thừa nhận nàng mới vừa rồi ở rình coi mạnh tử nghị hiển nhiên cũng không tính toán cùng nàng lý luận trực tiếp tiến lên đem cảm yêu đau rút ra tới cảm yêu đau vẫn là đặt lên bàn hắn tắt cầm vỏ đao đi đến mép giường, đem vỏ đao toàn bộ nhét vào chăn phía dưới, che đến kín mít, một cái tiểu giác cũng chưa lộ ra tới. Nam tầm, tiểu bác vô tình cười to, ngươi cho rằng ngươi hiện tại bám vào vỏ đao thượng, đại bốt liền phát hiện không đến ngươi trần trụi ánh mắt. Thiên chân, gia nói cho ngươi, mạnh đại bốt tuy rằng mắt manh, nhưng là hắn mặt khác cảm quan tương đương nhanh nhạy, lỗ tai có thể nghe được lá cây rơi xuống đất thanh âm. Cái mũi có thể ngửi được phạm vi trăm dặm nội yêu khí, cảnh giác tính đặc biệt nhạy bén nam tầm tiểu bác người biết xã giao lo âu chứng người bệnh sao bọn họ đối những người khác tầm mắt phi thường nhạy bén có người đối loại này nhạy bén giải thích là trên thực tế ngươi cảm quan chân thật mà cảm giác được trong hoàn cảnh nhỏ bé biến hóa loại này nhỏ bé biến hóa là ngươi ý thức không đến nhưng ngươi đại não chú ý tới ngươi khả năng nghe được so lá cây rơi xuống đất còn nhẹ thanh âm hoặc là cảm thấy bên người vật thể thật nhỏ chấn động đại não đã nhận ra này đó rất nhỏ biến hóa, này đó là một loại khác giác quan thứ sáu, cho nên ta vừa rồi rình coi có phải hay không khiến cho không khí dao động, thay đổi không khí độ ấm, làm hắn, đại não tiếp thu tới rồi này đó tin tức, cho nên bị hắn phát hiện, tiểu bác, ách, nếu ngươi bị chuyện đến như vậy nói có sách mắt có chứng, kia khả năng chính là đi, võ đau tầm bị mạnh tử nghị che ở trong chăn, may nàng hiện tại không cần hô hấp. Bằng không xác định vững chắc bị sống sờ sờ buồn chết, bất quá, tuy rằng bị chăn che lại cái gì đều nhìn không thấy, nhưng nàng có thể nghe được thanh âm A, à. hơn nữa còn có tiểu bác hiện trường giảng giải, cùng nàng tận mắt nhìn thấy cũng không gì khác biệt. Tiểu bác kích động nói, cởi cởi, nhất lưu bỗng dáng người, mạch sắc da thịt, không có gì bất ngờ xảy ra tám khối cơ bụng, tắm tắt, xuống chút nữa, ai u ai u, không được, da vẫn là che chắn năm thức đi, phi lễ chớ coi, nam ta cũng sẽ ngượng ngùng đát. Da chỉ có thể nói, ngươi về sau hạnh phúc phương diện có bảo, chướng, nam tầm, một không cẩn thận, ngươi liền bẩn. Ngoan, che chắn năm thức đi, ngươi còn nhỏ, loại này hình ảnh thiếu xem thì tốt hơn, thương tự tôn, tiểu bác, thương cái mau tự tôn. Hắn còn có rất lớn trưởng thành không gian hảo sao, thực mau nam tầm liền nghe được bọt nước đánh ra thanh âm. Khăn vải tạp vào nước thùng trung, bao một thân thủy sau, bị nam nhân vớt lên, ở trần trụi trên người xoa nắng lướt qua, như thế lặp lại. Một chút lại một chút, qua một hồi lâu, thanh âm kia mới thay đổi, biến thành ninh khang vải máng xối vào nước thùng thanh âm. Hắn nhất định là ninh đến cực làm, bởi vì nam tầm nghe được khát tiếng vang, dọc nước bắn tung tóe tại thùng nước, tí tách. Theo sau, không cần tưởng cũng biết nam nhân ở dùng vừa mới vặn ra khăn vải trà lau thân thể. Ngay sau đó, tất tất xuất xuất mặt quần áo thanh âm. Nam tầm vô ngữ, đại sư lại đem kia thân trăm năm không đổi dơ quần áo xuyên đi trở về chờ nam tầm một lần nữa nhìn thấy mạnh tử nghị hắn đã mặc chỉnh tề sau đó dùng vỏ đao tầm bao lại trảm yêu đao hắn hiện tại bộ vỏ đao thời điểm đều là trực tiếp nhéo vỏ đao hạ đoan không có nắm vỏ đao phần eo nam tầm nhìn hắn đột nhiên tiểu tiểu thanh hỏi câu đại sư ngài này thân xiêm y bao lâu không giặt sạch à hơi đốn giống như có cổ hãng xuống mùi vị mạnh tử nghị bỗng dưng sửng sốt nam tầm không sợ chết mà tiếp tục nói không đổi thân xiêm y nói đại sư tẩy đến lại sạch sẽ cũng vô dụng a à. mạnh tử nghị mặt đột nhiên liền đen hắn theo bản năng mà nâng lên cánh tay nghe nghe nam tầm đại sư chính mình khẳng định nghe thấy không được nếu ở một chỗ ngốc lâu rồi rất khó nghe ra nơi này hương vị nhưng nếu đột nhiên xâm nhập cái này địa phương kia hương vị liền đặc biệt rõ ràng ý ngoài lời ngươi nhà suốt ngày ăn mặc này cũng nát sim y cho dù có cái gì xú vị ngươi cũng miễn dịch mạnh tử nghị sắc mặt càng đen hắn kỳ thật thực ái sạch sẽ gặp được có thủy địa phương hắn đều sẽ tẩy cái tắm nước lạnh, quần áo cùng quần dài cũng sẽ ở trong nước xoa nắng rửa sạch một lần, sau đó nhóm lửa nướng làm. Nhưng từ mang họa linh lên đường, hắn liền không tự giác mà bắt đầu lãng tránh tắm rửa loại sự tình này. Bất quá liền tính như thế, này tổng cộng cũng không mấy ngày, hãng xuống mùi vị thật sự như thế rõ ràng. Kỳ thật nam tầm không ngửi được xuống mùi vị, nàng là lừa mạnh tử nghị ha 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 ha. Vì sao không nói sớm, mạnh tử nghị sụ mặt hỏi, sắc mặt thực xuống. Nam tầm ngữ khí tương đương vô tội, trên đường nói cũng vô dụng a, à, đại sư lại không có tắm rửa xin y, sao hiện tại lại nói? Nam tầm nói, lúc này đại sư không phải tá túc sao, đại sư có thể hỏi kia lý đại tráng mượn một bộ quần áo a, à, dù sao đại sư xin y cũng sau này đó thôn dân xuyên hảo không đến chạy đi đâu. Tiểu bác, nói bừa cái gì đại lời nói thật, nếu là ngày thường, mạnh tử nghị đoạn sẽ không làm ra loại sự tình này, nhưng nam tầm như vậy một ghét bỏ hắn thật liền đi, chỉ chốc lát sau liền phải một kiện áo bào ngắn cùng quần dài trở về. Nam tầm bị một lần nữa nhét vào trong chăn, chờ mạnh tử nghị động tác bay nhanh mà thay sạch sẽ xiêm y, nàng mới bị phóng ra. Nguyên lai kia thân dơ quần áo bị mạnh tử nghị chỉnh chỉnh tề tề điệp hảo, thu vào trong bọc. Nam tầm nhìn ra hắn thực để ý cái này mọc mạc áo choàng, trong lòng vừa động, không cấm nói câu, đại sư, ngươi vẫn là xuyên nguyên lai kia kiện đẹp, quay đầu lại tẩy hảo phơi khô sau ngươi lại đổi về đến đây đi. Mạnh tử nghị nghe được lời này hơi hơi chật lóe thần, kia trương lạnh lùng mặt ở vựng hoàng ánh đèn hạ thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều. Tiểu bác ngao mà một tiếng kêu to ra tới, nam tầm ngươi lại ngưu bức ngươi, liền ở vừa rồi, đại bốt ác niệm giá trị đột nhiên hàng ba điểm. Ta cảm thấy thật nhiều oa ca ca, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nam tầm cảm thấy tiểu bác thật dễ dàng thỏa mãn mới ba điểm ác niệm giá trị liền cao hứng thành như vậy bất quá mạnh đại bốt thật là sở hữu đại bốt bên trong nhất keo kiệt nam tầm khen một câu sau cũng không trông cậy và mạnh tử nghị thâm nhập tham thảo vấn đề này không nghĩ hắn nhưng vẫn mình chủ động nói lên đây là ta nương cho ta làm cuối cùng một kiện quần áo tự mình bái nhập sư môn lúc sau mỗi năm trở về đều có thể thu được nàng thân thủ khâu vá quần áo vừa mới bắt đầu vẫn là gấm vóc trường bào sau lại ta nói quá chói mắt nàng liền thay đổi mềm một ít vải bố. Đây là nam tầm lần đầu tiên nghe Mạnh Tử Nghị nói nhiều như vậy, hắn nữ khí cùng biểu tình là chưa bao giờ từng có nhu hòa. Nam tầm có chút vui mừng lần này đại bốt rốt cuộc có cái hạnh phúc gia, rồi lại vì hắn sau lại tao ngộ cảm thấy chua xót. Ở ngươi cho rằng hạnh phúc nhất thời điểm vận mệnh cho ngươi khai một cái thiên đại vui đùa, này sẽ làm người hỏng mất. Đại sư, nam tầm thấp giọng gọi hắn nàng thanh âm phóng nhẹ phóng nhu thời điểm tổng mang theo một loại kỳ dị an ủi nhân tâm lực lượng. Mạnh tử nghị lần đầu không cảm thấy nữ nhân phiền, hắn không có theo tiếng, mặt lại triều nam tầm hơi hơi nghiêng nghiêng. Đại sư, về sau ta cho ngươi làm quần áo đi, họa linh nói làm mạnh tử nghị ngẩn ra một chút, ngay sau đó kia mặt liền trầm xuống dưới, hắn lạnh lùng thốt, không cần. Nam tầm không nghĩ tới hắn đột nhiên biến sắc mặt, lượt đốn hạ, nga một tiếng, nhàn nhạt nói, là ta du cự. Hắn vẫn là ghét bỏ thân phận của nàng, không thể thổ lộ tình cảm, mới vừa rồi làm hắn buông phòng bị tâm, chẳng sợ chỉ ngắn ngủn trong chốc lát đã rất khó được. Nam Tầm than một tiếng, không có nói cái gì nữa. Tiểu Bác, này một tiếng thở dài thật là rõ ràng, sợ đại bốt nghe không được dường như, thẳng đến Mạnh Tử Nghị diệt đèn dầu trước, Nam Tầm đều không có nói thêm câu nữa lời nói, càng đừng nói giống vừa rồi giống nhau, phản phất đã quên Mạnh Tử Nghị bắt yêu sư thân phận trêu ghẹo hắn nói hắn có hẳn xuống mùi vị như vậy gan lớn, như vậy an tĩnh mới là mạnh tử nghị thích, cũng không biết vì sao, tâm tình của hắn ngược lại trở nên không xông lên. Hắn thói quen dáng ngồi đi vào giấc ngủ, cho nên lên giường sau vẫn chưa nằm xuống, mà là lưng dựa đầu giường, ngồi xếp bằng hoàng ngực. Hắn thực quý trọng ngủ thời gian, tuy rằng đại đa số thời điểm đều là thiển miên, nhưng lúc này hắn nhắm mắt lại, lại như thế nào cũng ngủ không được. Mạnh tử nghị đem chính mình mất ngủ quy tội thói quen bị phá hư, dĩ vãng hắn đều sẽ ôm trảm yêu đao đi vào giấc ngủ, nhưng lúc này, cánh tay rỗng tuếch, mà kia trảm yêu đao bị hắn đặt ở bên cạnh người. Ly thật sự gần, nhưng họa linh bám vào vỏ đao thượng. Nàng thường thường nói thượng một câu còn hảo, nàng lâu như vậy không nói lời nào liền sẽ cho hắn một loại ảo giác, hắn trảm yêu đao vẫn là cùng trước kia giống nhau, không chừng hắn khi nào đột nhiên một quên, liền lại thanh đao ôm vào trong lòng ngực. Bất quá, hắn mới vừa rồi khẩu khí thật sự rất kém cỏi nàng thực ái nói chuyện, liền bởi vì chính mình hung nàng một câu, đã bị hắn dọa tới rồi. Sau đó một câu cũng không dám nói, không đúng, này tiểu yêu lá gan rõ ràng rất lớn, hắn lần đầu tiên thấy nàng dục vết nàng, khi đó cũng không gặp nàng quỳ xuống đất xin tha, cho nên, nàng đây là sinh khí, chính là nàng sinh khí cái gì, hắn một cái bắt yêu sư như thế nào có thể làm một con tiểu yêu cho hắn làm sim y. Này giống lời nói sao, dù sao ngủ không được, mạnh tử nghị liền không ngủ, hắn giật giật chân, lại giật giật cánh tay, đều là rất nhỏ động tác. Cảm yêu đau chỗ đó vẫn là không có gì động tĩnh, liền rình coi ánh mắt hắn đều không cảm giác được. Mạnh tử nghị không biết sao liền hồi tưởng khởi trước kia còn ở sư môn khi sự tình, sư môn có mấy cái thích làm nũng sư mùi, các sư huynh liền biến đổi pháp nhi mà hống các nàng. Những cái đó hống người hình ảnh đột nhiên ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, hắn không cấm nhíu mày, như thế nào sẽ nhớ tới này đó. Sư môn sự tình, mấy năm nay hắn đều không muốn hồi tưởng, hắn vẫn luôn hướng đi về phía Nam Lộ, làm sao không phải tồn trốn bọn họ tâm tư. Hắn đã thương đồng môn sư huynh, Trọng sư môn trấn phái pháp khí lưu tinh tru tà kiếm, từ khi đó khởi, hắn chính là sư môn phản đồ. Mạnh tử nghị liễm thần, chủ động duỗi tay sờ đến trảm yêu đao chui đao, theo đi xuống, hướng nào võ đao thượng nhẹ nhàng bắn một chút, võ đao không động tĩnh. Mạnh tử nghị lại bắn một chút, lúc này đây xuống tay thoáng trọng chút, đại sư chuyện gì, nam tầm hoàn toàn một bộ người xa lạ miệng lưỡi hoạ linh lại lần nữa đánh vỡ mạnh tử nghị đối nàng ấn tượng hắn cho rằng nàng tính tình hảo không nghĩ là cái có tính tình cùng hắn trí khí thật sự không sợ hắn một đau chém nàng mạnh tử nghị hiện tại lưu trữ nàng chỉ là bởi vì nàng ở chính mình cùng ngàn năm hồ yêu đánh nhau thời điểm trộn lẫn tiến vào cuối cùng hơi kém hôi phi yên diệt tuy rằng khi đó liền tính nàng không ra tay hắn cũng có biện pháp diệt kia hồ yêu chẳng qua muốn phí chút công phu, sinh khí, mạnh tử nghị hỏi. Nam tầm, ta chỉ là nho nhỏ họa linh một cái, nào dám sinh đại sư khí? Mạnh tử nghị, giống như thật sinh khí, hắn mày một ninh, ngươi tức giận cái gì? Muốn sinh cũng là ta sinh khí, ngươi bám vào ta trảm yêu đau võ đau thường, khiến ta đêm không thể ngủ, ta phía trước đã thói quen ông nó đi vào giấc ngủ. Nam tầm nghe xong lời này, không cấm một nhạc. Nàng cảm thấy rất hiếm lạ, đại bốt đây là ở cùng nàng oán giận. Hắn còn có oán giận loại này cảm xúc nột, đại sư hiện tại cũng có thể ông trảm yêu đau ngủ, dù sao ta bám vào vỏ đau thượng, lại không có chân thân. Đại sư chạm vào ta khi xúc cảm hẳn là cùng nguyên lai like vỏ đau giống nhau đi, hơi đúng, nàng nhỏ giọng nói, tuy rằng ta tương đối mẫn cảm, ngoại giới xúc cảm với ta mà nói liền cùng thật sự giống nhau, nhưng ta có thể chịu đựng. Mạnh tử nghị nghe xong lời này, biểu tình đột nhiên trở nên có chút vi diệu, kỳ thật ta cũng tương đối mẫn cảm đụng tới ngươi thời điểm ta cảm giác được không phải võ đao khuynh hướng cảm xúc mà là nữ nhân thân thể nam tầm qua một hồi lâu mới dường như tiêu hóa tin tức này nàng đại chấn nói vậy ngươi chẳng phải là ngươi 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 không biết xấu hổ ta toàn thân đều bị ngươi sờ hết mạnh tưởng nghị trên mặt khó được mà hiện ra một mạc xấu hổ chi sắc hắn cẩn thận mà hồi tưởng một chút thế chính mình biện giải nói giống như liền không cẩn thận sờ đến ngực eo đầu, chân, chân, mặt khác không có. Nam tầm âm điệu hơi hơi cất cao, này còn không nhiều lắm. Này liền tương đương với toàn thân, ta vẫn luôn cho rằng ngươi chạm vào ta liền cùng chạm vào lạnh như băng vỏ đau giống nhau, rất nhiều lần ta đều chịu đựng không hé răng, nào biết, cuối cùng, nàng ủy khuất mà nhỏ giọng nói thầm một câu, đại sư, ngươi khi dễ ta, mạnh tử nghị. Nam tầm ngược lại lại thức thời nói, nhưng là, tính, ngươi cũng là vô tình, ta ở đại sư trong mắt vốn chính là một con tiểu yêu, yêu tinh còn nói cái gì trinh tiết. Mạnh tử nghị trầm mặt, mày ninh một chút lại buông ra. Ngươi cùng những cái đó yêu không giống nhau, mạnh tử nghị nói. Nam tầm nghe được lời này, tâm tình đột nhiên hảo, âm điệu dương lên, ta đương nhiên không giống nhau, nếu là giống nhau, đại sư đã sớm đem ta tiêu diệt, nơi nào sẽ đem ta mang theo trên người, còn cho phép ta bám vào người ở trạm yêu đau thượng. Mạnh tử nghị khóe miệng hơi hơi câu hạ tâm tình giống như đột nhiên biến hảo. Rõ ràng không phải người, lại so với người còn thích biến sắc mặt, cùng cái tiểu hài nhi dường như, đại sư, ta thực mau là có thể khôi phục, đến lúc đó đại sư liền không cần giống như bây giờ khó xử, nam tầm nói, trong lời nói mang theo một chút xin lỗi. Mạnh tử nghị ư một tiếng, một lần nữa nhắm lại mắt, tu hành loại sự tình này cấp không tới. Ta muốn ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Nam tầm thấp giọng nói, đại sư, mộng đẹp mạnh tử nghị lại ư một tiếng lúc này đây hắn thực mau liền ngủ rồi mạnh tử nghị vừa mới ngủ tiểu bác liền lại hưng phấn mà kêu to lên ác niệm giá trị vừa rồi lại hàng hai điểm tích tiểu thành đại tính lên mấy ngày này hàng cũng không ít nam tầm nghe xong tâm tình cũng cao hứng tiểu bác ngươi cũng đừng lão nhìn chằm chằm bên ngoài đi nghỉ ngơi một lát đi tiểu bác thụ sủng nhược kinh thân ái đác hôm nay ngươi đặt ôn nhu nam tầm nói muốn quan ái tiểu hài nhi sao, tiểu bác, thật ni mà khí thú. Kỳ thật giống yêu thú thần thú gì, chúng nó ấu niên kỳ đều thực đoản, vì mau chóng thích ứng tàn khốc hoàn cảnh, chúng nó sẽ ở trong thời gian ngắn nhất trưởng thành biến cường, lúc sau liền duy trì tại thân thể nhất cường thịnh thời điểm, hóa ra hình người cũng là tuổi trẻ nhất lực tráng bộ dáng, đương nhiên, ta nói chính là cái loại này cao đẳng, yêu thú cùng thần thú, thọ mệnh cơ hồ cùng thiên cùng tề cái loại này nam tầm bay nhanh mà tiếp một câu cho nên ngươi còn ở ấu niên kỳ tiểu bát, cái kia này không gia còn chưa nói xong sao hư không thú cùng những cái đó yêu diễm đồ đê tiện thú thú không giống nhau bởi vì mười bốn lăm tuổi hình người cũng đã thực ngưu bức cho nên đại bộ phận hóa hình người thời điểm trực tiếp chính là mười bốn lăm tuổi bộ dáng lúc sau lại chậm rãi trường đến thành niên nhân loại bộ dáng gia ấu niên kỳ ngươi gặp qua lông xù xù tròn tròn manh manh đát nam tầm ngươi nói thẳng một viên cầu là được, tiểu bác anh anh hai tiếng, ta sinh khí, không để ý tới ngươi. Nam tầm cười cười, đối tiểu bác nói, ngủ ngon, tiểu bác, tiểu bác hừ hừ một tiếng, vẫn là trở về câu, ngủ ngon. Ngày thứ hai thiên nhi còn không có lượng, mạnh tử nghị liền rời đi này tòa tiểu sơn thôn, không có kinh động bất luận kẻ nào, yên lặng thôn nhỏ, tự nhiên mà an tường, thoạt nhìn rất tốt đẹp. Nếu không phải tự mình tới một chuyến, ai có thể nghĩ đến dấu ở này tốt đẹp sau lưng oan khuất cùng u ám. Nam tâm tưởng, nếu mạnh tử nghị không có vừa vặn đi ngang qua, kia tôn hiểu mai có thể hay không đã biến thành cường đại lệ quỷ, giết thường thì phụ tử, thậm chí tính cả trong thôn mặt khác thôn dân cũng cùng nhau giết. Nghĩ vậy nhi, Nam tầm đột nhiên hỏi, đại sư, tôn hiểu mai thật sự có thể một lần nữa đầu thai làm người sao? Nàng rốt cuộc giết như vậy nhiều người, còn làm hại bọn họ không được đầu thai, hơn nữa nàng vẫn là thắt cổ chết ta nghe nói 18 địa ngục đệ thập tứ tầng là uổng mạng địa ngục, người tới thế giới này đã là không dễ, đương trân, tích cái này làm người cơ hội, nếu là chính mình không tiếc mệnh đi tự sát, cắt mạch A, uống thuốc độc A, thắt cổ A, này đó cách làm sẽ làm tức giận Diêm La Vương. Sau khi chết quỷ hồn đánh vào ủng mạng địa ngục, liền rốt cuộc đừng nghĩ làm người. Mạnh tử nghị, ngươi còn biết 18 tầng địa ngục. Nam tầm đắc ý nói, đại sư, ta biết đến nhưng nhiều, mạnh tử nghị nói, ta không đi qua địa phủ, không biết hay không thực sự có 18 tầng địa ngục. Bất quá, ninh tin này có không tin này vô. Nếu thực sự có ủng mạng địa ngục, tôn tiểu mai tuy là thắt cổ tự sát, nhưng nạn hoại mãnh liệt không cam lòng cùng hận ý chết đi, tao ngộ cũng gọi người đồng tình. Diêm La Vương có lẽ sẽ cho nàng chuyển thế đầu, thay cơ hội, chỉ là khẳng định không phải người. Nam tầm cả kinh, đại sư là nói tôn tiểu mai sẽ rơi vào, súc sinh đạo. Mạnh tử nghị ư một tiếng, ít nhất mười mấy thế đều là xuất sinh. Nam tầm nói thầm nói, kia đại sư vì sao lừa nàng? Mạnh tử nghị, ta có từng lừa nàng. Nàng hỏi ta có thể hay không đầu thai chuyển thế, lại không hỏi có thể hay không chuyển thế thành nhân. Nam tầm, ngươi thắng. Mạnh tử nghị thấy nàng không nói, tâm tình rất tốt mà chọn hạ mi. Hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, tuy rằng thấy không rõ, hắn cũng đã tưởng tượng tới rồi nàng ăn mệt đại khái bộ giáng nhất định là miệng nhỏ hơi phiết, trọng ngắm hắn. Tiểu bác không có đánh gãy nam tầm, ở trong không gian yên lặng nói, ác niệm giá trị hàng không hai. Đại sư, ta chính là cảm thấy tôn tiểu mai đi địa phủ sau phải thất vọng, nàng còn ngóng trông về sau cùng triều thân làm vợ chồng đâu. Mạnh tử nghị nhàn nhạt nói, người tổng phải vì chính mình sợ phạm phải sai trả giá đại giới, mặc kệ người này cố ý vẫn là vô tình, tự nguyện vẫn là bị buộc, mặc kệ sở phạm sai lầm là to hay nhỏ. Đại sư, vậy ngươi phạm sai lầm sao, nam tầm đây là biết rõ cố hỏi. Mạnh tử nghị biểu tình có như vậy trong nháy mắt trở nên thực lãnh, phạm quá. Cũng không phạm sai lầm người, đó là thánh nhân. Nam tầm cười nói, phạm sai lầm liền phạm sai lầm, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa tội lớn, chúng ta biết sai có thể sửa liền hảo. Mạnh tử nghị nắm chui đau tay không cấm nắm thật chặt, đột nhiên hỏi câu, nếu đối phương không cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội đâu. Nam tâm một bộ mờ mịt khó hiểu miệng lưỡi, vì sao nhất định phải hối cải để làm người mới cho người khác xem đâu? Này cơ hội cũng không phải người khác cấp, ngươi thành tâm sửa đổi, không thẹn với lương tâm là được a. À. Cử thí dụ, thí dụ như, thí dụ như ta định coi người khác tắm rửa, bị người nọ phát hiện, ta sau lại ý thức được chính mình cách làm không đúng, hướng hắn thành tâm thành ý mà xin lỗi, nhưng hắn buồn bực không thôi, một hai phải đào ta mắt chẳng lẽ ta thật đúng là muốn đứng bất động làm đối phương đào mắt người bị hại có lập trường làm ngươi vì phạm phải sai hoặc là hành vi phạm tội xin lỗi cùng bồi thường nhưng bọn hắn cho nên vì ngươi hẳn là trả giá bồi thường không nhất định chính là đối còn có một loại người liền người bị hại đều không tính lại còn yêu cầu ngươi như vậy như vậy nhưng bọn hắn dựa vào cái gì vẫn là lấy ta nhìn lén người khác tắm rửa nêu ví dụ tử cùng người nọ một khối tắm rửa còn có người khác ta không thấy hắn nhưng hắn thế nhưng cũng nhảy dựng lên lại nhảy dài dòng, thậm chí sau người bị hại bản nhân còn kiêu ngạo, nói hắn danh, dự bị hao tổn, nói ta không biết liêm sĩ, không chỉ có muốn đào ta mắt còn muốn chém ta tay, ngươi nói, đây là cái gì đạo lý? Mạnh tử nghị biểu tình có chút một lời khó nói hết, vì sao cử loại sự tình này lệ? Nam tầm nói, ta là cái tục nhân, tục hòa sao? Sau đó, nàng khụ một tiếng, tối hôm qua thượng ta nói đại sư sờ soạn ta là khi dễ ta, kỳ thật đại sư thật không cần để ở trong lòng, bởi vì ta cũng nhìn lén đại sư tắm rửa. Ta cùng ngươi xin lỗi, nhưng là chúng ta huề nhau, hảo sao, không biết vì sao, mạnh tử nghị đột nhiên cảm thấy, như vậy chột dạ lại nghiêm trang mà nói với hắn huề nhau tiểu họa linh rất, đáng yêu. Tiểu bác lại lần nữa yên lặng nói, ác niệm giá trị lại hàng không hai. Đúng rồi đại sư, theo đại sư nhiều ngày như vậy, ta còn không có cùng đại sư nói tên của ta đâu. Mạnh tử nghị kinh ngạc, ngươi còn có tên. Nam Tầm nở nụ cười, ta như thế nào liền không thể có tên. Ta kêu Tiểu Tầm, đại sư có thể trực tiếp kêu ta nhũ danh, cũng có thể kêu ta Tầm Tầm. Tương đối phong đầu đều hóa thạch, song ảnh ở, chiếu thanh Tầm cái này Tầm, Mạnh Tử Nghị không biết nghĩ đến cái gì, biểu tình có chút kỳ quái, dừng một chút mới hỏi, ai cho ngươi lấy tên, năm đó đem ngươi hòa ra tới vị kia hòa sư. Nam Tầm hừ nói, ai sẽ cho một cái vật chết lấy tên a, à, đây là ta chính mình lấy đại sư cảm thấy dễ nghe sao mạnh tử nghị đem tên này ở trong lòng mặc niệm một lần chậm chạp gật gật đầu thanh âm sau so ngày thường muốn nhu hòa một ít dễ nghe nam tầm lập tức tới câu kia đại sư kêu một tiếng mạnh tử nghị giật mình môi mỏng một nhấp phía trước liền phải đến thị trấn nói sang chuyện khác không cần quá đông cứng nam tầm u oán mà gọi hắn đại sư đại sư liền không thể thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng sao ta đều có linh thức tới nay còn chưa thế nào cùng người ta nói nói chuyện, ta tên này cũng chưa bao giờ có người kêu lên. Nói xong lời cuối cùng, chẳng sợ nam tầm hiện tại là cái vỏ đau, người khác đều có thể cảm giác được nạn có bao nhiêu mất mát. Mạnh tử nghị miệng hơi hơi trương trương lại nhấp khẩn, sau đó lại trương trương, như thế lặp lại hai lần sau, rốt cuộc chậm rãi phun ra hai tự, tầm tầm, lại hàng hai điểm ác niệm giá trị. Trong không gian tiểu bác hai mắt sáng lên, hôm nay đại bốt tương đương cấp lực tuy rằng dùng một lần hàng ác niệm giá trị hàng đến không nhiều lắm, nhưng nếu về sau đều dựa theo cái này tốc độ tới hàng, hắn sẽ cao hứng chết. Nam tầm nghe được tầm tầm hai chữ từ mạnh tử nghị trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra, cảm thấy chính mình lỗ tai đều phải mang thai, thật là dễ nghe. Đại sư, cảm ơn ngươi, ta đột nhiên cảm thấy chính mình càng giống cá nhân. Nam tầm vốn đang muốn làm thẹn thùng trạng, nhưng hiện tại là cái vỏ đau, liền tính không phải, nàng làm ra tới đại sư cũng nhìn không tới đại sư ta còn không biết tên của ngài đâu có thể nói cho ta sao nếu là đại sư vừa vặn cùng mặt khác một vị đại sư đồng thời xuất hiện ta lại kêu đại sư đối phương cho rằng ta là ở kêu hắn nói liền xấu hổ mạnh tử nghị ngẩn ra trong chốc lát nhàn nhạt nói ta họ mạnh người có thể xưng hô ta mạnh đại sư khi vạn nhất một cái khác đại sư vừa vặn cũng họ mạnh đâu đại sư tên nếu lấy ra còn không phải là làm nhân xưng hô sao ngài lại không phải tiểu thư khuê cát còn kiên kỵ đem tên nói cho người khác. Nam tầm trêu gẹo làm mạnh tử nghị lâm vào đối chuyện cũ trầm tư trung, một hồi lâu lúc sau hắn mới nói, ta kêu mạnh tử nghị. Nam tầm âm điệu dương lên, rất êm tai, cùng đại sư tính cách rất xứng đôi, ta là cái gì tính cách, mạnh tử nghị hỏi. Chính hắn cũng không biết hắn là cái gì tính cách, này tiểu yêu cùng hắn ở chung mới mấy ngày liền đã biết. Nam tầm thấp giọng nói, đại sư ngoài lạnh trong nóng, nhìn đối ai đều một bộ lạnh như băng bộ dáng, kỳ thật tâm địa thực hảo. Mạnh tử nghị mặt vô biểu tình, thanh âm hơi trầm xuống, ngươi nhìn lầm rồi, ta tâm trạng so với ai khác đều tàn nhẫn, năm đó ta sở dĩ bị trục xuất sư môn chính là bởi vì, tính, việc này không đề cập tới cũng thế, đại sư không nói ta cũng có thể đoán được một vài, đại sư ngày đó thấy ta cũng là không nói hai lời liền phải diệt trừ ta, có thể thấy được đại sư nội tâm ghét cái ác như kẻ thù, tha rằng sai sát một trăm cũng không muốn buông tha một cái, đại sư, có chút lời nói ta nói ra khả năng sẽ chọc đại sư sinh khí, nhưng là ta cảm thấy đại sư là người tốt, cho nên vẫn là tưởng cùng ngài nói. Người có thiện ác chi phân, yêu cũng có, chớ nói yêu, đó là thần tiên cũng có thiện ác, phàm nhân giết người tốt sẽ chọc nghiệp chướng, bắt yêu sư giết hảo yêu chẳng lẽ liền sẽ không chọc phải nghiệp chướng. Nam tầm thấy hắn sắc mặt trầm xuống dưới, không dừng lại, tiếp tục nói, yêu thân phận cũng không phải chúng nó có thể tuyển A, à, tự như ta, hòa linh thân phận cũng không phải ta có thể tuyển. Nếu không phải ta phía trước cơ duyên xảo hợp hạ học được một ít chính thống tu luyện phương pháp, đem trên người nguyên bản dính lên uế khí trừ bỏ, ta thành, tin lúc sau đó là yêu, đương nhiên, liền tính ta hiện tại trên người không có gì yêu khí, ở đại sư trong mắt chỉ sợ cũng là chỉ tiểu yêu, cũng mặc kệ ta là cái gì, này há là ta chính mình có thể tuyển. Liền bởi vì đại sư cảm thấy ta ngày sau khả năng hại người, liền dục trước tiên diệt trừ ta, này có phải hay không đối ta không quá công bằng? Mạnh tử nghị thần sắc vừa động, đột nhiên nhớ tới cùng nàng gặp mặt khi tình hình, nếu ngày đó thật sự đem nàng một đau chém, hắn không có sau này tưởng, mày lại hơi hơi nhăn lại, trong lòng có chút không thoải mái. Đại sư, nam tầm thanh âm nhu nhu mà kêu hắn, ngươi khả năng cảm thấy yêu loại thiện biến, liền tính một khắc trước vẫn là hảo yêu, sau một khắc cũng có thể tâm tính đại biến, biến thành hư yêu, dù sao đều là muốn sát, kia liền ở lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền giết chết hảo, cũng miễn cho ngày sau phiền toái. Chính là, đại sư như vậy, lợi hại, phóng chúng nó một lần, có thể có bao nhiêu phiền toái đâu. Mạnh tử nghị sụ mặt, trầm mặt không nói, đại sư, ta sẽ thức người, cũng sẽ xem yêu, về sau nếu gặp được cái gì yêu tà lén lút, ta có thể trước giúp ngài chưởng chưởng mắt, nhìn xem chúng nó là tốt vẫn là hư, nếu chưa bao giờ hại qua người, phẩm hạnh cũng không tồi, chúng ta liền cho chúng nó một lần cơ hội, hảo sao? Này một tiếng, chúng ta, làm mạnh tử nghị lông mi hơi hơi run hạ. Trong không gian tiểu bác cười hắc hắc, ác niệm giá trị lại hàng 0.5 điểm. Qua hồi lâu, mạnh tử nghị mới lạnh lùng nghẹn ra một câu, phiền toái. Nam tầm vui mừng nói, ta đây coi như đại sư đáp ứng rồi. Mạnh tử nghị nghe được nàng như vậy vui sướng thanh âm, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Khi tươi cười tuy tư chậm chậm biến đạm, nhưng vẫn duy trì thật lâu hắn vừa nói vừa đi đi bộ tốc độ so trước kia chậm rất nhiều chờ đến trong thị trấn sắc trời đã sáng lui tới người cũng nhiều lên đại sư phía trước có cái hỗn độn tiểu quán nhi đại sư còn không có ăn vào thực không bằng đi ăn một chén đi mạnh tử nghĩ nói ta nghe thấy được liền ở ta tả phía trước ba mươi bước có hơn nam tầm kinh ngạc cảm thán nói đại sư cái mũi thật là lợi hại nơi này nhiều như vậy quầy hàng hương vị hỗn tạp đại sư thế nhưng có thể lập tức phân rõ ra phương vị. Mạnh tử nghị không để bụng nói, ngày thường ta phân rõ đồ vật đó là căn cứ khí vị nhi hòa khí lưu, đại sư thật sự rất lợi hại. Mạnh tử nghị tặng lý đại tráng cưới vợ bạc sau, trong bọc còn để lại một ít, ăn hỗn độn tiền vẫn phải có, hắn ngồi xuống sau đem trong tay cảm yêu đau nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, hỏi bán hỗn độn đại thẩm muốn một chén. Đại thẩm thấy hắn hai mắt vô thần, không cấm nhìn nhiều vài lần, mạnh tử nghị sớm thành thói quen như vậy đánh giá, không có gì biểu tình. Vị này tiểu ca nhi lớn lên thật tuấn, trước kia chưa thấy qua, không phải nơi này người đi. Đại thẩm đem một chén thơm ngào ngạt hỗn độn canh đoan đến trước mặt hắn, còn chuyên môn từ ống trúc trừ một đôi chiếc đổ đưa tới trong tay hắn. Gác ở trước kia, mạnh tử nghị tám chín phần mười sẽ không phản ứng đối phương, nhưng hôm nay có lẽ tâm tình hảo, liền đáp một câu, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, xác thật không phải người địa phương kia đại thẩm hàng năm làm buôn bán là cái có nhãn lực kính nhi nhi thấy hắn không muốn nhiều lời cũng liền không có lại cùng hắn nói chuyện phím vừa vặn lại có khác khách nhân tới liền đi tiếp đón kia một bàn bên cạnh một bàn hai cái đại hán lộc cộc lộc cộc ăn canh thêm chép miệng ăn hỗn độn thanh âm không nhỏ nói chuyện thanh âm cũng không tiểu đại hán giáp nghe nói tằng viên ngoại bệnh càng ngày càng nặng chỉ sợ không sống được bao lâu tằng gia người hoa số tiền lớn thỉnh như vậy nhiều danh y tất cả đều bó tay không biện pháp, đại hán ất, đúng vậy, tàng gia còn thả ra lời nói, ai có thể chữa khỏi tàng viên ngoại bệnh, là có thể được đến 500 lượng bạc trắng. Mọi người đều đỏ mắt này 500 lượng bạc trắng, những cái đó hiểu chút nhi y lý dược lý đều đi, nhưng không một cái chữa khỏi. Ta nghe nói, người này hạ giọng nói, là cái loại này bệnh, chuyện này hiện giờ cũng không tính cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết tàng viên ngoại đến chính là vết loét hình mặt người thật không nghĩ tới tăng viên ngoại có thể được loại này bệnh. Ta nghe nói người này mặc sang nhưng không hảo y, bởi vì đây là người chết linh hồn phụ thể. mà này linh hồn cùng nó ký sinh ký chủ sinh thời nhiều có oán hận chất chứa. kia tăng viên ngoại ngày thường đối người khách khách khí khí, cũng không biết sao nhiễm loại đồ vật này. này những làm buôn bán thương nhân nào có không đắc tội người, không chừng tăng viên ngoại chỉ là mặt ngoài đối nhân khách khí, sau lưng không biết làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này, hai người lẩm nhẩm lầm nhầm nói thật lâu bên bàn mạnh tử nghị lại ở nghe được vết loét hình mặt người ba chữ thời điểm mày hơi hơi túc một chút mạnh tử nghị không nhanh không chậm mà đem một chén hỗn độn xuống bụng tính tiền cầm lấy trảm yêu đau rời đi làm một cái đương quá tiểu thần con người nam tầm đương nhiên biết vết loét hình mặt người là cái gì lại có soát tồn tài cảm cơ hội nam tầm lập tức hứng thú bừng bừng hỏi mạnh tử nghị đại sư ta nghe được mới vừa rồi kia hai người đối thoại vết loét hình mặt người thứ này thật sự tồn tại sao? Mạnh tử nghị nhàn nhạt từ một tiếng, tồn tại, kia đại sư gặp qua sao? Gặp qua, đại sư cư nhiên gặp qua. Kia thứ này cùng thư thượng nói giống nhau sao? Mạnh tử nghị không phát hiện chính mình ở đối mặt này chỉ tiểu họa linh thời điểm, kiên nhẫn đã hảo rất nhiều, liền như vậy một hỏi một đáp cũng có thể nói thường thật lâu. Thư thượng là nói như thế nào? Mạnh tử nghị hỏi. Cổ y thư thượng ghi lại, Người sau khi bị thương miệng vết thương sinh mũ không tiêu tan, cuối cùng miệng vết thương hóa thành một khuôn mặt, gương mặt này có thể ăn có thể uống, cùng người vô dị. Nếu lấy cây bối mẫu nghiêng mạc nhi, cùng thủy đắp trót mấy ngày, liền có thể sang tiêu kết vẫy mà khép lại. Bất quá, bởi vì người này mặt sang nải người chết linh hồn biến thành, sinh thời nhiều cùng túc, chủ có oán hận chất chứa, cho nên trừ bỏ dùng dược ở ngoài, còn phải ký chủ thành tâm sám hối. Đại sư, không bằng chúng ta đi xem ta còn không có gặp qua vết loét hình mặt người trông như thế nào nhi đâu. Mạnh tử nghị dứt khoát lưu loát mà trở về hai tự, không đi. Nam tầm đáng tiếc mà than một tiếng, hảo đi. Mạnh tử nghị hơi hơi chọn hạ mi, liền như vậy từ bỏ. Kỳ thật không có gì đẹp, cùng thư thượng nói được không sai biệt lắm, mạnh tử nghị nói. Nam tầm mất mát mà nga một tiếng, đại sư, vết loét hình mặt người thật sự nải người chết linh hồn biến thành. Bọn họ sau khi chết không trở về địa phủ sao, còn có, vết loét hình mặt người thật là bởi vì sinh thời cùng ký chủ có oán hận chất chứa cho nên mới sẽ cuốn lên đối phương sao? Mạnh tử nghị không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt lạnh lùng, đâu chỉ oán hận chất chứa đơn giản như vậy, rất nhiều đều là có lấy mạng thâm cừu đại hận. Thời trẻ khi ta từng gặp được một cái thích làm việc thiện phú thương, tiếp thu quá hắn tặng người đều sẽ xưng thượng một câu đại thiện nhân, nhưng người cũng biết, vị này thích làm việc thiện phú thương làm cái gì? Nam tầm sửng sốt, trực giác này chuyện xưa cùng mạnh đại bốt gặp được vết loét hình mặt người có quan hệ. Này Phú Thương ở trong nhà vốn có thê nhi, đi nơi khác đi hóa thời điểm nhận thức một nhà giàu nữ, vì chính mình vinh hoa phú quý, hắn lừa kia nhà giàu nữ chính mình chưa từng cưới vợ. Ở cùng kia nhà giàu nữ thành thân lúc sau, hắn trọng chạy về gia, giết chính mình thê nhi, liền lão mẫu cũng không có buông tha, cùng nhau giết chết. Nam tầm đột nhiên không kịp phòng ngừa liền nghe được một cẩu huyết chuyện xưa, không cấm chấn động vốn tưởng rằng vừa mới đi ngang qua kia sơn thôn thường thì phụ tử liền đủ súc sinh không nghĩ tới còn có càng súc sinh người thê nhi a à, chính mình lão mẫu a à, người này là như thế nào ngoan hạ tâm sát các nàng đại sư ta không hiểu trên đời này vinh hoa phú quý thực sự có như vậy quan trọng thế nhưng có thể làm một người chính tay đâm thân nhân mạnh tử nghị ngay từ đầu đó là muốn cho họa linh xem tận thế gian các loại dơ bẩn ô uế việt nhưng lúc này nghe xong nàng mờ mịt khó hiểu hỏi chuyện hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tự hồ có chút, tàn nhẫn. Mạnh tử nghị thoáng hòa hoãn nữ khí, tri nhân tri diện bất tri tâm, nhân tâm quá phức tạp cũng quá mâu thuẫn, này phú thương giết người sau ngày sau ngày làm ác mộng, từ đây thắp hương bái Phật, nhiều làm việc thiện, hắn cho rằng như vậy liền có thể áp quá trên người tội nghiệp, nhưng nhân quả tuần hoàn, hắn đó là làm lại nhiều chuyện tốt, cũng bình phục không được, hắn thê nhi lão mẫu oán khí, đại sư, hắn thê nhi lão mẫu có phải hay không hóa thành vết loét hình mặt người cuốn lên này phú thương mạnh tử nghị gật đầu tam khuôn mặt ký túc ở trên người hắn ngày ngày khóc lớn kêu to này phú thương gặp người mặt sang có thể nói lo lắng cho mình sát thê nhi lão mẫu sự tình bại lộ ra đi liền chính mình dùng đao đi cắt kết quả đương trường thân liều mạng vẫn xứng đáng loại này cách chết ngược lại tiện nghi hắn người này so thường thì phụ tử còn muốn xuất sinh gấp trăm lần mạnh tử nghị duỗi tay sờ sờ vỏ đau đỉnh chấp từ hồ tự cấp nam tầm thuận mau hắn sinh thời tuy rằng bị chết dễ dàng nhưng sau khi chết khẳng định bị đánh vào 18 tầng địa ngục ngươi không cần buồn bực đại sư vì sau này phú thương thê nhi lão mẫu không có hóa thành lợi quỷ báo thù mà là biến thành vết loét hình mặt người mạnh tử nghị giải thích nói hóa vết loét hình mặt người đi báo thù nãi diêm vương tán thành báo thù chi đạo nhiều vì giết người lấy mạng chi thù chúng nó mặc kệ báo thù thành công cùng không lúc sau đều có thể lấy thuận lợi đầu thai làm người, đã có này pháp, vì sao còn muốn hóa lệ quỷ báo thù, ta đã hiểu, cảm ơn đại sư vì ta giải đáp nghi vấn. Nam tầm soát một phen tồn tại cảm sau liền an tĩnh lại, này tồn tại cảm thường thường bá một chút là được, nếu vẫn luôn soát nói, dựa theo mạnh đại bốt tính tình này, sợ là sẽ phiền Mạnh tử nghị dẫn theo trảm yêu đao, đi đi dừng dừng nghỉ ngơi một chút. Nam tầm tuy rằng không nói, lại luôn là trộn nhìn hắn, nàng biết hắn có thể nhận thấy được, nàng chính là cố ý. Mạnh tử nghị càng là làm bộ không phát giác, nam tầm càng là nhìn đến quang minh chính đại, ánh mắt dị thường nóng rực. Rốt cuộc, mấy cái canh giờ lúc sau, mạnh tử nghị nhìn không được, ở nàng tráng thường bắn ra, ngươi tổng xem ta làm cái gì, đại sư trước kia cũng là như vậy sao, nam tầm thấp giọng hỏi, trong thanh âm hỗn loạn một tia đau lòng. Nào, mạnh tử nghị hỏi, ở vùng hoang vu giả ngoại cùng kia cũng nát thôn nhỏ cũng liền thôi, không có gì nhưng nghỉ chỗ, cũng không có gì hảo ngoạn địa phương, nhưng vì sao tới rồi tốt một chút thị trấn, đại sư thế nhưng cũng không tìm cái khách điếm nghỉ ngơi, đại sư liền không mệt sao. Mạnh tử nghị nghe xong lời này, biểu tình không tự giác nhu hòa vài phần, ta là bác yêu sư, khắp nơi du tẩu chỉ vì bác yêu, không phải tới ngoạn nhạc, lại trụ cái gì khách điếm. Còn nữa, ta đã thói quen, dừng một chút, hắn vẫn là bỏ thêm một câu, cũng không tất cả đều là màn trời chiếu đất. Có đôi khi gặp được yêu tà ngụy trang thành nhân tai họa người, ta thế bọn họ trừ yêu lúc sau, sẽ ở nhà bọn họ trung nghỉ tạm một đêm. Nam tầm nghe được lời này, tâm tình không như vậy hạ xuống, vội vàng nói, kia đại sư mau nhìn xem, này trấn trên nơi nào có yêu tà tai họa người. Mạnh tử nghĩ ở nàng trên đầu thật mạnh gõ một chút, chọc đến Nam tầm đau hô một tiếng, còn nói thầm nói, đại sư đánh như vậy trọng, tay không đau à, không có yêu tà hại người là chuyện tốt ngươi còn hy vọng này trong thị trấn có rất nhiều yêu tà không thành nam tầm yên lặng cùng tiểu bác phun tào ngươi nghe một chút lời này đại bốt tam quan vẫn là thực chính sao tiểu bác ta cũng cảm thấy phong cách có chút không đúng dỗi thiên dỗi địa đại bốt khi nào nhọc lòng khởi các bá tánh quá đến được không một lát sau tiểu bác đột nhiên nói ha 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 ta đã hiểu đại bốt đây là tự cấp ngươi tạo chính xác nhân sinh quan giá trị quan hắn khẳng định là đem ngươi trở thành một con không rành thế sự tiểu yêu tinh, tính toán hảo hảo giáo dục ngươi, tránh cho ngươi trường oai. Nam tầm tâm tình vui sướng nói, có lẽ đi. Mạnh tử nghĩ thấy nàng trầm mặt đã lâu cũng chưa hé răng, không cấm gọi nàng một tiếng, tầm tầm, đại sư ta ở. Ta vừa mới ở phẩm vị đại sư nói, ta cảm thấy đại sư nói đặc biệt đối, ta không nên vì làm đại sư trụ hảo một chút liền cầu nguyện nơi này có người gặp được yêu ta. Đại sư, ta sai rồi mạnh tử nghị khóe miệng hơi hơi chọn chọn nhận sai đảo mau thị trấn không lớn mạnh tử nghị như vậy đi đi dừng dừng thái dương mau lạc sơn thời điểm này thị trấn cũng đi mau đến cùng nhưng mà nhưng vào lúc này mạnh tử nghị tự nhận thấy được cái gì bước chân một đốn đột nhiên quay đầu lại hắn mặt hơi hơi giơ lên xem hướng nơi nào đó ở xác định cái gì lúc sau hắn bắt đầu bước nhanh trở về đi đại sư làm sao vậy chính là không đúng chỗ nào nhi nam tầm vội vàng hỏi phía trước ta chỉ lo lưu ý yêu khí lúc này mặt trời lặn tây sơn âm khí tiệm thịnh trấn trên có một chỗ địa phương đột nhiên quỷ khí tận trời nam tầm thấy hắn đi được vội vàng nhắc nhở nói đại sư chúng ta trên đường đi qua những cái đó địa phương khi cũng không nghe nói nơi nào nháo quỷ nếu ra người nào mệnh nói này trong thị trấn không có khả năng một chút tiếng gió đều không có cho nên này quỷ khí hoặc là chính là vừa rồi đột nhiên xuất hiện hoặc là chính là trước kia liền có chỉ bất quá này quỷ khí vẫn chưa làm ra người nào mệnh ta cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính khá lớn đại sư nghĩ sao nàng lời này nói được không nhanh không chậm làm người nghe được thoải mái mạnh tử nghị nện bước ổn một ít thở dài này đột nhiên xuất hiện quỷ khí quá nùng liệt cho nên làm hắn ngắn ngủi mà mất đi phán đoán nam tầm không cảm thấy hắn có bao nhiêu lo lắng này đó vô tội bá tánh có thể là mổ trong nháy mắt đại sư nhớ tới chính mình tao ngộ, những cái đó trong một đêm bị yêu quái giết chết người nhà. Lúc này tiểu bác cũng đã xem xét xong, vẫn chưa phát hiện trong thị trấn có cái gì yêu ma quỷ quái ở tai họa người. Bất quá đại bốt phát hiện không sai, hắn xem cái kia phương hướng gia lần lượt từng cái xem xét, phát hiện một cái cũ nát tòa nhà, bên trong đích xác quỷ khí dày đặc tiểu bác nói. Cách như vậy xa ngươi cũng có thể nhìn đến quỷ khí, lợi hại A tiểu bác, thần khí, A phi, da không mượn thần chi mắt, da là trực tiếp thả ra tinh thần lực xem xét hảo sao, thần chi mắt, nam tầm cảm thấy tên này lấy được rất ngưu bức, chính là ta dùng để xem phát sóng trực tiếp thần khí, một viên nho nhỏ hạt châu, hắc hắc, nam tầm đột nhiên nghĩ đến tiểu bác cái thứ nhất thế giới đối huyết minh túng hình dáng, cười hỏi, ngươi thả ra tinh thần lực sẽ không sợ bị đại bốt phát hiện, tiểu bác âm điệu một chút, sợ hắn. Ta đường đường điếu tạc thiên vũ trụ đệ nhất thần thú sẽ sợ một phạm nhân vui đùa cái gì vậy đại bốt lại điếu tạc thiên cũng chỉ là cái phạm nhân hảo sao nam tầm như suy tư gì mà nga một tiếng cho nên chỉ có cái thứ nhất thế giới huyết minh có thể đem ngươi biến thành túng tiểu bác ai hảo tưởng tái kiến một lần ngươi túng túng bộ dáng tiểu bác hắc lịch sử cầu không đề cập tới lúc này vẫn là chạng vạn hoàng hôn ánh chiều tà vẫy lên người đem mạnh tử nghị cùng cảm yêu đau bóng dáng kéo đến thật dài lão trường chờ một người một đao phản hồi kia quỷ khí tận trời chỗ khi đã qua giờ hợi. Mạnh tử nghị cuối cùng ngừng ở một tòa hoang phế cũ tòa nhà ngoại, châu mày. Nam tầm còn không có mở miệng nói đây là một tòa phế trạch, mạnh tử nghị liền đã nghe thấy được bên trong cổ xưa hương vị. Đại sư, ngài dùng để đối phó dơ đồ vật bùa chú còn có sao? Ta tổng cảm thấy nơi này có thật nhiều quỷ, âm trầm trầm. Nếu không chúng ta trở về làm làm chuẩn bị, ngày mai lại đến. Mạnh tử nghị dục muốn tiến lên bước chân một đốn, hắn sờ sờ trong lòng ngực bùa chú, xác thật không dư thừa mấy trương. Hảo, ngày mai lại đến, mạnh tử nghị nói. Nam tầm sửng sốt, đại sư, ngươi đáp ứng đến như vậy dứt khoát làm ta thực sợ hãi ai. Hư, mạnh tử nghị đột nhiên thấp giọng nói, không cần nói chuyện, có người tới. Nam tầm buồn bực, dùng so với hắn càng thấp thanh âm nói, đại sư, có người tới liền tới rồi a, à, chẳng lẽ muốn trốn tránh sao? Chúng ta lại không làm chuyện xấu, người nọ trên người có tà khí, mạnh tử nghị đơn giản giải thích một câu sau, ẩn thân đến góc tường sau. Nghĩ nghĩ, hắn dùng một cây đầu ngón tay câu lấy chui kiếm, làm trảm yêu đao lộ ra một góc tới. Nam Tầm vui vẻ, đây là làm nàng hỗ trợ trước trưởng trưởng mắt ý tứ. Không bao lâu, Nam Tầm nhìn đến một cái trung niên nam tử hướng bên này tới rồi. Hắn ăn mặc phú quý, lớn lên tai to mặt lớn, bụng phệ. Lúc này, trên tay hắn dẫn theo cái hộp đồ ăn, chính tay chân nhẹ nhàng mà hướng bên này đi, vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, sợ có người phát hiện hắn tới nơi này. Lén lúc, vừa thấy liền có vấn đề, xác định quanh thân không gì người lúc sau, người này xách theo hộp đồ ăn đẩy cửa ra sờ soạn đi vào, kéo kẹt một tiếng, đại môn bị một lần nữa khép lại, người nọ một hồi lâu đều không có ra tới. Nam tầm tinh tế miêu tả một chút này lén lúc người diện mạo, nói, đại sư, ta xem người này, tuy có phú quý tướng mạo nhưng tâm thuật bất chính, hắn ánh mắt lập lòe, nói vậy ngày gần đây mới vừa làm cái gì ác sự. Người này trên tay sách theo sông tận hộp đồ ăn, bên trong thức ăn nhất định phong phú, cho nên này hoang phế cũ trạch ứng, nên cất giấu cá nhân, chỉ có nhân tài không rời đi ngủ cốc ngủ cốc, mà cái này lén lút người thực kính trọng người nọ. Mạnh tử nghị nhàn nhạt từ một tiếng, biểu tình có chút lãnh, hắn không nói thêm gì, lập tức rời đi nơi này. Nam tầm đều đoán được một ít đồ vật, càng đừng nói mạnh tử nghị. Nếu này chỗ quỷ khí tận trời, người thường tất không dám tùy tiện xâm nhập cho nên giấu ở tòa nhà này người tám chín phần mười là mạnh tử nghị đồng hành chỉ là đồng hành vì sao phải tránh ở này quỷ khí lành lạnh hoang trạch chỉ sợ không phải cái gì đứng đắn đồng hành đại sư chúng ta đi chỗ nào nam tầm hỏi tìm một chỗ nghỉ ngơi muốn đi khách điếm sao mạnh tử nghị mặt mặt trả lời dư lại bạc vụn không đủ khách điếm dừng chân nam Tâm, này hình như là nạn gặp được nhất nghèo đại bốt đại sư chúng ta chẳng lẽ muốn ăn ngủ đầu đường sao? Không bằng, chúng ta đi theo khất cái mượn cái địa bàn. Tốt xấu có chút cỏ khô ai gì có thể nằm một năm. Mạnh tử nghị không nói gì, hắn dọc theo này phố hẻm vẫn luôn đi, cuối cùng ngừng ở một tòa tòa nhà lớn mặt. Nương cửa hai ngọn đèn lồng vần sáng, nằm tầm thấy được trên cửa lớn hoành phi, giả trạch. Nàng không cấm sửng sốt, nơi này hay là chính là ban ngày nghe được cái kia cái gì giả viên ngoại gia trạch đại sư không phải khinh thường cứu loại này đại ác người sao, như thế nào lại? Mạnh tử nghị tự hồ biết nàng muốn nói cái gì, đã trước một bước mở miệng, ta cảm giác được nơi này có một cổ rất cường liệt quán khí, có rất nhiều dơ đồ vật ban ngày quy quy cũ cũ, nhưng vừa đến buổi tối liền hoạt động thường xuyên, lần này là ta sai lầm. Nam tầm an ủi nói, chính là đại sư kịp thời phát hiện a, à, cho nên không tính sai lầm. Mạnh tử nghị tiến lên khấu vang đại môn, canh giờ này đại đa số người đã nghỉ tạm, bất quá này giả trạch hiển nhiên cùng địa phương khác bất đồng, lúc này đúng là giả gia người nhất trong lòng run sợ thời điểm, trong nhà cũng là đèn đuốc sáng trưng, thực mau liền có gã sai vặt lại đây, chẳng qua không có lập tức mở cửa, mà là trước cẩn thận hỏi người tới thân phận. Mạnh tử nghị trực tiếp ném ra một câu phí chính phủ lời nói, ta nãy trên đường đi qua nơi đây bắt yêu sư, các ngươi tòa nhà này có dơ đồ vật quấy phá, kia gã sai vặt nghe được lời này, bay nhanh mở ra đại môn, vội vàng đem người nên đi vào. Nam tầm cùng tiểu bác phun tàu, này giả trạch người một chút phòng bị tâm cũng không có a, à, sẽ không sợ là kẻ lừa đảo lừa gạt tiền. Tiểu bác, người chết coi như ngựa sống chạy chữa bái, mạng nhỏ nhi đều giữ không nổi còn quản cái gì kẻ lừa đảo không kẻ lừa đảo. Mạnh tử nghị đi theo này gã sai vặt đi rồi còn không có bao lâu, liền nghe được phía trước phòng ốc truyền đến một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, nghe được người da đầu tê dại. Gã sai vặt hiển nhiên đã đối này tiếng kêu thảm thiết tập mãi thành thói quen, sợ mạnh tử nghị bị cái này kêu thanh dọa đi, vội vàng giải thích nói, là chúng ta lão gia, trước mấy ngày nay được quái bệnh, mỗi ngày đều phải phát bệnh phát rất nhiều lần, buổi tối đặc biệt lợi hại, đại sư, ngài nhưng đến giúp giúp ta gia lão gia a. À. Lão gia ngày thường làm người dày rộng, đại nhân khách khí, chưa bao giờ trải qua cái gì thiếu đạo đức chuyện này, cũng không biết sao liền chọc phải thứ này, mạnh tử nghị lạnh lùng nói, đại ta xem qua lại nói gã sai vặt thấy hắn nghe xong này tiếng kêu thảm thiết cũng như thế trấn định, càng thêm cảm thấy hắn thâm tàn bất lộ, hơn nữa hắn phát hiện vị này đại sư lớn lên anh Tuấn bất phàm, vừa thấy liền không phải người thường, càng quan trọng là, hắn vẫn là cái người mù, rõ ràng mắt mù, hắn đi đường lại không có va va đập đập, hơn nữa trong tay kia cây đại đao cùng phía sau này tam đem đoạn kiếm, một thân bắt yêu sư trang phục. Có thể so lần trước những cái đó làm bộ làm tịch bọn bịt bợm giang hồ có thể tin nhiều, chính là Tuổi hơi nhỏ điểm nhi, gã sai vặt mang mạnh tử nghị đi phương hướng đúng là hắn ở ngoài cửa nhận thấy được quán khí địa phương. Theo hai người đến gần, các loại ồn ào hoảng loạn thanh âm cũng nghe đến càng thêm rõ ràng. Có phụ nhân ở khóc lớn, "Lão gia, lão gia ngươi không cần làm ta sợ a, à, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a?" À? "Nương, đại ca, các ngươi nói, cha hắn có phải hay không thật sự gạt chúng ta làm cái gì ác sự, bằng không như thế nào sẽ đến vết loét hình mặt người?" Một người nhỏ giọng nói nhị đệ ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta cha một người khác giận mắng đại ca tiến đến xem bệnh đại phu đều nói đây là hậu quả xấu cuốn thân người khác không giúp được ta cũng không nghĩ ta cha xảy ra chuyện chính là liền những cái đó có kinh nghiệm lão đại phu cho dù là những cái đó tự xưng là quỷ y thần y giang hồ thuật sĩ cũng vô pháp tử ta chỉ là làm cha hồi tưởng một chút có phải hay không thật sự không cẩn thận làm làm cái gì chúng ta mới hảo tìm biện pháp giải quyết a à, thanh âm càng nói càng tiểu lão nhị ngươi câm miệng. Cha ngươi đại nhân từ trước đến nay dày rộng, sao có thể làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, phụ nhân nổi giận mắng. Nương, ta, ô ô, nương, đại ca, nhị ca, ta không cần cha chết, ô ô, tiểu nữ hài tiếng khóc cũng tùy theo vang lên. Đúng lúc này, một cái nha hoàng vội vàng chạy tiến vào, phu nhân phu nhân. Tiểu lục nhi lãnh cái bắt yêu đại sư hướng bên này, kia đại sư thần, nói là đi ngang qua nơi này nghe thấy được oán khí còn nói chúng ta trong nhà có không sạch sẽ đồ vật bắt yêu sư tặng phu nhân hai mắt sáng ngời giống như bắt được cứu mạng rơm rạ vội vàng nói mau đem này đại sư mời vào tới nương mấy ngày này ngài bị lừa số lần còn thiếu sao những người này đều là bọn bịp bợm giang hồ tới chúng ta nơi này lừa tiền nhà chúng ta tiền bạc tuy nhiều nhưng cũng không thể như vậy đạp hư bạc tằng nhị thiếu gia buồn bực nói tàng đại thiếu gia tuy rằng cũng đối không quá tin tưởng này đó chủ động tìm tới môn cái gì bắt yêu sư bắt quỷ sư, nhưng hắn cha đều bệnh thành như vậy, chỉ có thể thử một lần. Trong nhà mấy cái cửa hàng vốn chính là hắn cha một tay làm lên, này đó bạc cũng đều là hắn cha tránh, liền tính vì hắn cha toàn bộ tiêu hết, kia, cũng là hẳn là. Mấy người khi nói chuyện, kia trên mặt đất quay cuồng trung niên nam nhân đã đau đến hai mắt trắng giả, tiếng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng nghẹn ngào tàng phu nhân hướng trong miệng hắn tắt một khối cũng bị hắn phun ra, mặt trên hai bài thật sâu dấu răng rõ ràng có thể thấy được. Tàng lão gia nguyên lai không nói nhiều mập mạp, nhưng cũng là vẻ mặt phúc hậu, nhưng lúc này, hắn đã bị trên người kia đồ vật tra tấn đến gầy thành thây khô, hình dung tiều tụy bệnh trạng. Vì phòng ngừa hắn tự mình hại mình, sớm có hai cái tráng đinh đè lại hắn tứ chi, thật vất vả tàng lão gia không gọi, trên người hắn vài thứ kia lại kêu đến càng hoang, phản phất là cười nhạo, bén nhọn lại chói tai, nghe được người sởn tóc gáy. Mạnh tử nghị tiến vào thời điểm, tàng phu nhân mới gặp có chút thất vọng. Người này cũng quá nhỏ đi, liền những cái đó râu bạc đại phu cùng giang hồ thuật sĩ đều lấy lão gia này bệnh không có cách nào, hắn có thể có biện pháp. Tàng phu nhân mệt mỏi cùng đại nhi tử đệ cái ánh mắt, ý bảo hắn tới khoản đãi nàng mệt đến lời nói đều không nghĩ nói. Tàng đại thiếu gia đang muốn giải thích hắn cha chứng bệnh, không nghĩ người này trực tiếp đối kia đè lại hắn cha tráng đinh nói, đem hắn quần áo cởi ra hai cái tráng đinh nhìn về phía vài vị chủ nhân, tặng đại thiếu gia nói, dựa theo đại sư đi làm, hắn cha trên người thứ này đã không tính cái gì bí mật, vị này tự xưng bắt yêu sư nam tử chỉ sợ là trước tiên tìm hiểu quá. Tăng nhị thiếu gia khinh thường mà trừng mắt mạnh tử nghị, đã đem hắn coi là tới tăng trạch lừa ăn lừa uống lừa tiền giang hồ thuật sĩ. Đương tăng lão gia quần áo bị bỏ đi, kia gầy thành xương sườn giống nhau thân thể làm tăng phu nhân lại lần nữa khóc lên, lão gia nhà ta này rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, ô mà đương hai cái tráng đinh đem tặng lão gia trở mình, lộ ra toàn bộ phần lưng thời điểm, tặng phu nhân cùng hai nhi một nữ tuy là đã gặp qua mấy lần, lại vẫn là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Một cổ âm lãnh hơi thở từ tặng lão gia phần lưng tản ra, kia mặt nhân loại trên lưng thế nhưng chen đầy rậm rạp mặt, như là người mặt nhưng lại sau người mặt giữ tận rất nhiều, ngũ quan vặn vẹo, thậm chí đè ép ở bên nhau. Chúng nó lẫn nhau vây quanh phát ra chói tai tim tiếng cười tằng tam tiểu thư sợ tới mức chạy nhanh trốn đến tầng phu nhân phía sau tiếng nói run rẩy nương cha trên người này đó mặt giống như so lần trước lại nhiều nam tầm cũng ở trong lòng đờ mờ một tiếng thật ghê tởm này căn bản không phải vết loét hình mặt người đây là quỷ diện sang mạnh tử nghị lạnh lùng mà phun ra ba chữ nhiễm vết loét hình mặt người người thật là bởi vì tạo nghiệp chướng cho nên có này hậu quả xấu cuốn thân đó là xứng đáng chính là quỷ diện sang đây là có người thao túng tà thuật ha hả, ta nói ngươi này kẻ lừa đảo muốn tới nơi này lừa tiền cũng biên đến giống dạng chút, liền chứng bệnh đều nói sai rồi, đại phu nhóm đều nói đây là vết loét hình mặt người, tăng nhị thiếu gia nổi giận đùng đùng địa đạo. Mạnh tử nghị nâng mặt xem hắn, tăng nhị thiếu gia sửng sốt, lúc này mới phát hiện hắn cư nhiên là cái người mù, cặp mắt kia ảm đạm không ánh sáng, nhưng không nghĩ là giả vờ mù. Hắn trung chính là một loại tên là quỷ diện sang tà thuật, đều không phải là vết loét hình mặt người vết loét hình mặt người là có oán hận chất chứa người sau khi chết tiến đến trả thù nải nhân quả báo ứng chết không đáng tiếc lệnh tôn lại là bởi vì có tiểu nhân âm thầm quấy phá đem cùng chi không liên quan ác quỷ oán quỷ cấy vào này trong cơ thể cái này cùng loại với loại cổ nói đến nơi này hắn hỏi tặng lão gia trên lưng nhưng chịu quá thương trong phòng mấy người nghe được hắn phía trước nói sau đồng thời ngơ ngẩn tặng đại thiếu gia hoàng hồn sau lập tức lắc đầu nói hồi đại sư chưa từng Mạnh tử nghị nhàn nhạt nói, kia liền đối với, nếu là vết loét hình mặt người, sẽ trước bị thương, miệng vết thương sinh mũ, tiến tới bị sinh thời có oán hận chất chứa người hồn thể bám vào người, hóa ra một trương người mặt, hơi đốn, lại hỏi, tặng lão gia sau lưng này mặt quỷ lúc ban đầu chính là một trương, lần này tặng phu nhân cướp đáp, đại sư thần cơ diệu toán, lúc đầu đích xác chỉ là một trương xem không lớn rõ ràng ngũ quan người mặt, sau lại này mặt thế nhưng càng dài càng nhiều biến thành đại sư hiện tại nhìn thấy bộ dáng, tăng nhị thiếu gia đột nhiên xấu hổ mà nhắc nhở một câu, nương, đại sư hắn nhìn không thấy, tăng phu nhân kinh hãi, vừa rồi tâm tình bi thống, không chú ý cẩn thận quan sát vị này đại sư, không nghĩ tới thế nhưng mắt manh nhìn không thấy, này nhất định là thâm tàn bất lộ đại sư, nàng bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu đại sư cứu cứu lão gia nhà ta, như vậy đồng bất động liền quỳ xuống tình hình, mạnh tử nghị ngộ đến nhiều, hắn vẫn là một bộ người sống chớ gần bộ dáng, chỉ ngữ khí nhàn nhạt mà tiếp tục giảng giải nói, vết loét hình mặt người ngũ quan rõ ràng, có thể nhìn ra sinh thời dung mạo, đây cũng là vì kinh hách ký chủ, quỷ diện sang lại bởi vì cùng ký chủ vô nhân quả báo ứng quan hệ, hóa, ra người thể diện mục dữ tợn, hình cùng mặt quỷ. Nói lời này khi, hắn mặt hơi hơi rũ rũ, tự hồ ở xem trong tay trảm yêu đao, xác thực mà nói, là trảm yêu đao võ đao. Nam tầm thầm nghĩ, đại sư không phải là chuyên môn tự cấp nàng giảng giải đi. Moa moa, nghiêm túc cho nàng đi học đại bốt thật đáng yêu, tặng phu nhân chính mình quỳ xuống không nói, còn làm hai cái nhi tử cùng nữ nhi đi theo nàng cùng nhau quỳ xuống. Không đợi những người khác quỳ xuống, hai cái mạnh tử nghị liền xua xua tay, nhàn nhạt ném ra một câu, ta thích an tĩnh. Này đó là ghét bỏ kia tặng phu nhân quá nhiều chuyện, âm ý thật sự. Tặng phu nhân nghe xong lời này, tiếng khóc đột nhiên im bặt, ngay cả khục khịt thanh âm cũng khống chế đến nhỏ nhất, đại sư, làm ngươi chê cười, ta chính là lo lắng lão gia nhà ta, ta sẽ tự cứu hắn, tăng phu nhân nghe được lời này nhẹ nhàng thở ra, này đại sư quả thực có biện pháp cứu lão gia, tăng phu này một an tĩnh, trong phòng liền chỉ còn lại có tăng lão gia đau tiếng hô, giọng nói kêu đến ách đều còn ở kêu, quỷ diện sang ăn thịt chi đâu có thể thấy được một chút, này đó quỷ diện sang nhưng không riêng kêu kêu mà thôi, chúng nó sẽ chậm rãi cắn nuốt ký chủ huyết nhục, đem ký chủ sinh sôi tra tấn đến chết. Mạnh tử nghị vững vàng mà nắm chính mình trảm yêu đau, không nhanh không chậm mà tiếp tục nói, này quỷ diện sang trước hết chỉ có một trương quỷ diện, chỉ có một ác quỷ ký túc ở thân thể, nhưng bởi vì này ác quỷ sinh thời phần lớn là chết thảm hoặc là oan khuất mà chết, trên người có cực nùng oán khí, ác quỷ cắn nuốt huyết nhục sau năng lực thêm, cường, sẽ đem này đó oán khí khuếch tán đến địa phương khác, do đó biến thành mặt khác quỷ diện đây là tặng lão gia trên lưng quỷ diện sang từ từ biến nhiều nguyên nhân nam tầm ngoan ngoãn nghe vốn đang muốn làm cái đệ tử tốt không hiểu liền hỏi nhưng tưởng tượng đến chính mình hiện tại là cái võ đao liền tính không nghĩ lúc này mạnh tử nghị cư nhiên bắn một chút nàng tráng nói có cái gì không hiểu có thể hỏi ta gì đây là làm nàng mở miệng nói chuyện ý tứ không sợ dọa đến người khác a à. Lần trước nàng chủ động ở đại nương cùng Lý Đại Tráng trước mặt mở miệng là bởi vì đại sư vừa mới lộ xong một tay, hai người liền lệ quỷ đều gặp qua, đau linh gì đó thực dễ dàng tiếp thu, nhưng hiện tại, ngô, đại sư đều mặc kệ, nàng tưởng như vậy nhiều làm gì, đại sư, ngài ý tứ là này đó mặt quỷ bên trong chỉ có một bám vào ác quỷ sao? Mặt khác mặt quỷ đều là nó oán khí hóa ra tới, nam tầm hỏi, nam tầm này một đột nhiên mở miệng, nhưng đem trong phòng mấy người sợ hãi. Nương, ta như thế nào nghe được có cái nữ nhân đang nói chuyện, có phải hay không quỷ a? À? Ta sợ hãi, ô ô, Tằng Tam tiểu thư có thể là cái khóc lớn bao, khóc lóc trốn đến Tằng phu nhân trong lòng ngực. Tằng nhị thiếu gia hiển nhiên cũng dọa tới rồi, nhưng chết chóng không nhúc nhích, quát lớn nói, ngươi nghe lầm. Vừa rồi là nương đang nói chuyện. Nam tầm mắt trợn trắng, "Tiểu tử, ta nhưng không nghĩ đương ngươi nương." "A a a a, đại ca, thật sự có quỷ." đại sư đại sư mau bắt quỷ a à, Tầng tằng nhị thiếu gia một nhảy lão cao ta không phải quỷ cũng không phải yêu ta là đại sư đao linh nhìn ngươi này túng hình dáng nam tầm hừ một tiếng nàng nhớ rõ tiểu tử này vừa rồi chưa cho đại sư sắc mặt tốt mấy người đồng thời nhìn về phía đại sư trong tay đao quả nhiên phát hiện thanh âm là từ phía trên truyền ra tới mạnh tử nghị nhìn không tới tầng gia mấy người nơm nớp lo sợ bộ dáng liền tính thấy được hắn cũng sẽ không để ý hắn sờ sờ vỏ đau đầu trên nói có thể như vậy cho rằng đây là ở trả lời nam tầm mới vừa rồi vấn đề đại sư này quỷ diện sang như thế nào trị ngài mau cho ta bộc lộ tài năng mạnh tử nghị nghe ra nàng vội vàng không cấm dương dương mi tự cho là nhìn thấu nàng tiểu tâm tư liền nói một câu yên tâm còn không chết được nam tầm nàng biểu hiện thật sự giống ở lo lắng này cái gì tặng lão gia sao nàng chỉ là đơn thuần mà muốn nhìn một chút đại sư như thế nào loại trường này quỷ diện sang hảo sao Trước kia nàng đi theo lão tổ thời điểm không gặp được loại này tà thuật, chỉ ở trên kệ sách nhìn đến quá ghi lại có quỷ diện sang thư, nói có thể dùng xích tiêu phấn hỏa địa hỏa trận, hóa giải oán khí, làm quỷ diện sang ác quỷ biến thành không oán khí giả quỷ, tiến tới siêu độ, ác quỷ cùng oán khí đều không thấy, những cái đó quỷ diện sang, tự nhiên sẽ chậm rãi biến mất, hiển nhiên, thư thượng cách làm tương đối nhân tính hóa. Nam tầm nhưng không cảm thấy đại bốt sẽ dùng như vậy ôn hòa biện pháp hơn nữa hắn trong bao quần áo cũng không có gì xích tiêu thạch mạnh tử nghị đột nhiên phân phó câu đi lấy chu sa cùng sạch sẽ hào bút tới hắn lời này không phải đối riêng người nào nói tằng đại thiếu gia nghe xong lập tức nói ta trong thư phòng có ta đây liền đi cấp đại sư mang tới tằng nhị thiếu gia hiện tại cũng một sửa phía trước thái độ cung kính hỏi đại sư còn có hay không cái gì yêu cầu đồ vật mạnh tử nghị hơi đốn nói cho ta non nửa chén ngươi huyết nam tầm cười trộm một tiếng này tuyệt bức là đại sư chỉnh hắn, này huyết phỏng chừng nhưng dùng nhưng không cần, nếu hắn chủ động thấu đi lên, đại sư liền như hắn ý. Tăng nhị thiếu gia sửng sốt một chút sau, không nói hai lời, thế nhưng tung tăng mà đi lấy chén cùng dao nhỏ, chỉ chốc lát sau liền cắt vỡ tay trái tâm, đổ nửa chén huyết. Nam tầm, thành thật hài tử, đều nói non nửa chén, kết quả này đều vượt qua nửa chén, cũng không sợ mất máu quá nhiều ngất xỉu đi, bất quá nhà bọn họ dùng này chén rất tiểu nhân mạnh tử nghị đem huyết hướng chu sa đổ một ít còn dư lại non nửa chén tằng nhị thiếu gia nhìn kia có thể là nhiều ra tới non nửa chén huyết cảm thấy chính mình lòng bàn tay khẩu tử thật mẹ nó đau dùng hào bút dính chu sa lúc sau mạnh tử nghị bắt đầu ở kia tầng lão gia phía sau lưng thường vẽ bua phía trước hắn động tác còn mang theo một tia không chút để ý chính là chờ hắn bắt đầu động bút kia vẽ bùa động tác liền mạch lưu loát thế nhưng nửa phần tạm dừng cũng không có quỷ diện sang tự hắn hào bút tới gần liền đã nhận ra nguy hiểm, tiếng kêu một tiếng cao hơn một tiếng, chờ đến khi chiếm cứ toàn bộ phía sau lưng phù hòa thành, nãy đó giữ tận mặt quỷ bắt đầu thê lương kêu to, so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải bén nhọn, mặt quỷ hạ tự hồ có thứ gì kêu gào muốn lao tới, căng đến những cái đó mặt quỷ không ngừng cổ động. Mà nguyên bản sắp đau ngất xỉu đi tặng lão gia cũng đau đến lại lần nữa kêu to lên, nếu không phải có tráng đinh tay mắt lanh lệ đổ lại, tặng lão gia liền phải dùng đầu đâm địa. Mau, nhất định đem lão gia đè lại, tặng phu nhân hét lớn. Qua một thời gian, tặng lão gia trên lưng quỷ diện sang tiếng kêu chậm rãi thu nhỏ. Sau đó, mấy người nhìn đến từng sợi xương đen từ này đó mặt quỷ thường phiêu ra tới, trong đó hỗn loạn một sợi khói nhẹ. Ngay sau đó, mặt quỷ giữ tận vặn vẹo ngũ quan bắt đầu chảy ra hát thủy, một cổ nồng đậm tanh tưởi mùi vị nháy mắt tràn đầy toàn bộ nhà ở. Chờ đến kia hát thủy lưu đến không sai biệt lắm, này đó quỷ diện sang ngũ quan thế nhưng như là bị ăn mòn giống nhau bắt đầu hòa tan thẳng đến biến mất cùng thời khắc đó ở một chỗ vứt bỏ trong nhà một cái đầu bạc bà trường bào lão giả oa mà một ngụm máu tươi phun ra lão giả nâng lên mặt bộ mặt dữ tợn ánh mắt âm độc xem ra gặp được đồng hành không hắn mới không phải này đó ngu xuẩn đồng hành trong phòng hát thủy mùi hôi huân thiên mọi người sôi nổi lấy tay che miệng mũi đại sư hảo xú a nam tầm đều mau bị huân ngất đi rồi mạnh tử nghị nín thở nam tầm nga một tiếng ngay sau đó nói đại sư đợi chút giúp ta tắm rửa một cái đi trên người đều là xuống mùi vị mạnh tử nghị nắm chui đau tay run lên mệt nam tầm còn tiếp tục bổ sung tẩy xong nhớ rõ giúp ta lau khô thân thể trong ngoài đều phải lau khô bằng không sẽ rỉ sắt nhìn nàng này lý do nhiều đầy đủ a à? mạnh tử nghị biểu tình hơi đổi không có bị nam tầm đùa dẫn đến ngược lại hồ nghi hỏi câu ta nhớ rõ ngươi sợ thủy nam tầm ngẩn ra vội vàng nói đúng vậy đúng vậy chính là bởi vì sợ thủy cho nên ta trước nay không tắm xong ta còn không biết ngâm mình ở trong nước ra sao cảm giác đâu thật vất vả tạm thời không sợ thủy đương nhiên muốn chạy nhanh nắm lấy cơ hội cảm thụ cảm thụ ni ma một không cẩn thận đùa dẫn mỹ nam đùa dẫn đến lòi may mắn hiện tại bám vào người ở võ đao thượng thật sự không sợ thủy đại sư cần phải nhớ rõ a à, nam tầm nói thầm một câu lại nói mạnh tử nghị nói như vậy bốc quá việc này hắn tay nới lỏng sau đó lại lần nữa cầm chui đao lòng bàn tay có chút mướt mồ hôi hình như là nắm đau nắm đến lâu rồi nam tầm thấy hắn không có hoài nghi gì nhẹ nhàng thở ra đối tằng phu nhân nói nhà ta đại sư đã đem tặng lão gia trên người quỷ diện sang trị hết sắc trời đã tối làm phiền phu nhân cấp đại sư chuẩn bị cái nghỉ chân chỗ có thể tắm nước nóng tốt nhất. Mạnh tử nghị nghe nàng tự tiện làm chủ ngủ lại, chỉ là nhấp nhấp môi, vẫn chưa ngăn trở. Tằng phu nhân vừa nghe lời này, đại hỷ, vội nói, đây là tự nhiên. Bất quá lão gia nhà ta người này mặc sang, nga không, quỷ diện sang thật sự trị hết. Mạnh tử nghị ừ một tiếng, đại sư, này, này hát thủy nên như thế nào tẩy? Tay đụng tới nói sẽ không làng trước đi, tằng đại thiếu gia cẩn thận hỏi, dùng nước trong tẩy đi liền có thể, chỉ là có chút tanh tưởi, sẽ không đã thương người. Có lời này, trong phòng mấy người yên tâm mà gọi người thu thập lên, hai cái bà tử cấp tặng lão da rửa sạch trên lưng hát thủy, hai cái nha hoàn tắc đem những cái đó chảy tới trên mặt đất hát thủy cấp rửa sạch sạch sẽ, còn có một cái hạ nhân ở trong phòng điểm huân hương. Chờ tặng lão da trên lưng hát thủy bị rửa sạch sẽ sau, mấy người phát hiện, trên lưng những cái đó giữ tận quỷ diện sang thế nhưng toàn không có, phần lưng da thịt bóng loáng trắng nõn giống như tân sinh tặng lão gia trên rỉ một tiếng tặng phu nhân vội vàng đem hắn đỡ lên hỉ cực mà khóc lão gia không có việc gì không có việc gì bệnh của ngươi bị đại sư trị hết bị nâng dậy tới tặng lão gia mồ hôi đầy đầu sắc mặt tái nhợt quả thực giống như là mới từ quỷ môn quan đi rồi trở về này quỷ diện sang cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng hoảng một hồi lâu sắc mặt của hắn vẫn là có chút bệnh trạng nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần tặng lão gia thở ra một ngụm trọc khí sau cảm giác cả người đều khoan khoái. Những cái đó quỷ đồ vật không có, là thật sự không có, chính hắn ở phía sau bối hung hăng sờ soạn mấy cái, kích động đến muốn khóc, đa tạ vị này đại sư ân cứu mạng, tặng lão gia triều mạnh tử nghị hành đại lễ. Phía sau tặng phu nhân cùng hai nhi một nữ sôi nổi đi theo hành đại lễ. Không cần tạ, mạnh tử nghị không có gì biểu tình, tặng lão gia, sắc trời đã tối, ngươi đi trước nghỉ tạm. Ngày mai ta có việc hỏi ngươi hảo hảo tặng lão gia liên tục nói thái độ cung kính không thôi đêm đó mạnh tử nghị nghỉ ở tàng gia nhìn ra được căn phòng này là tàng viên ngoại tàng lão gia dùng để chiêu đãi khách quý dùng trong phòng bài trí mọi thứ tinh xảo còn có trên tường quải sơn thủy họa vừa thấy liền giá trị xa xỉ trong phòng cái giường lớn kia là nam tầm thích nhất đại sư nơi này không tồi ngày hôm nay có thể hảo hảo nghỉ ngơi một đêm nam tầm vui mừng địa đạo với ta tới nói vô dị mạnh tử nghị sắc mặt nhàn nhạt mạnh tử nghị mới vừa ngồi xuống không lâu một đợt hạ nhân liền nâng thau tắm cùng khăn vải chờ vật vào được vào nhà hầu hạ tắm gội hai cái nha hoàng hẳn là tằng phu nhân chọn lựa kỹ càng bộ dạng thượng thừa nam tầm biểu môi này tằng phu nhân cái gì ánh mắt đại sư bộ dáng này vừa thấy chính là cái thanh tâm quả dục bán tiên nhi sao có thể gần nữ sắc liền tính gần nữ sắc này hai cái nha hoàng còn không có đại sư lớn lên đẹp đâu bất quá này tặng phu nhân đảo cũng coi như thật thành, không bởi vì đại sư mắt manh liền tắt hai cái sửu bát quái tiến vào. Một cái tráng đinh phóng thâu tắm, một cái tráng đinh đem bình phong mở ra lập hảo, còn có cái bà tử đem một rổ cánh hoa trải vào thâu tắm. Nam tầm nhìn đến cánh hoa sau vui vẻ, đại sư tẩy cánh hoa tắm, hình ảnh này tương đương mỹ, làm tốt này đó, này hai cái tráng đinh cùng bà tử lui đi ra ngoài, để lại hai cái mỹ mạo nha hoàng nô tỳ giúp đại sư cởi áo trong đó một cái nha hoàng nhỏ giọng mềm giọng địa đạo mạnh tử nghị mày ninh chặt muốn chết nơi này không cần các ngươi các ngươi lui ra hai cái nha hoàng liếc nhau thế nhưng không có nhiều lời thức thời mà rời đi người vừa đi nam tầm liền bắt đầu trêu chọc người nào đó đại sư này hai cái tiểu nha hoàng khá xinh đẹp ngài vì sao không lưu lại đương nhiên lớn lên không có ta đẹp cho nên lưu ta một cái là được mạnh tử nghị nghe được nửa câu đầu có chút bực nghe xong lúc sau kia nhăn lại mi liền buông lỏng ra đại sư ngươi ngửi được không có này bồn tắm rải cánh hoa thật hương mạnh tử nghị không có thoát y mà là đem trảm yêu đau rút ra đặt ở một bên hắn nhéo vỏ đau đầu trên đem vỏ đau hạ thân bỏ vào thau tắm nam tầm cười khẽ đại sư có thể trực tiếp đem ta ném vào tới im bất tử mạnh tử nghị nghe xong lời này lại có trong nháy mắt do dự bất quá dây tiếp theo hắn liền đem vỏ đau đông một tiếng ném vào trong nước nam tầm, thật thô lỗ, võ đao tầm đem chính mình lập lên, ở trong nước vui sướng mà xoay vòng vòng. Đại sư đại sư, ngươi giúp ta xoa xoa thân mình đi, ta tổng cảm thấy trên người không sạch sẽ, mạnh tử nghị không lý nàng. Nam tầm nhỏ giọng phun tào, khẳng định là đại sư trước kia nắm võ đao nắm thời gian quá dài, ngươi trên tay hãng cùng dơ bùn đều thấm vào võ đao. Mạnh tử nghị, ta mỗi lần dùng xong trảm yêu đao, đều sẽ đem đao chà lau một lần, mạnh tử nghị nói. Nam tầm lên án, Đại sư, ngươi bất công, ngươi là thường xuyên chà lau ngươi trảm yêu đao, nhưng là võ đao không có a. À. Từ ta bám vào ngươi đến võ đao thượng, ngươi liền giặt sạch một lần, vẫn là chỉ tẩy hạ quả nhiên buồn. Đại sư, võ đao tuy rằng giết không được yêu, nhưng tác dụng cũng rất lớn, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. À. Mạnh tử nghĩ nhấp miệng, ta chà lau trảm yêu đao là bởi vì nó thường xuyên dính máu. Nam tầm, ta bộ nó, thế nó che mưa chắn gió, chịu đựng giải nắng dầm mưa thường xuyên lạc hôi. Mạnh tử nghị tê ca nam tầm, nam tầm thắng. Mạnh tử nghị đem khăn vải ném đến thau tắm, bỏ xuống một câu, chính mình tẩy, võ đao tầm nga một tiếng, chính mình ở kia tắm khăn thượng cọ lên. Cọ cọ, nam tầm đột nhiên hỏi, đại sư, ngươi không cùng nhau tẩy sao, chờ ngươi tẩy xong, ta đây mau chút, miễn cho đợi chút thủy lạnh, thấy nàng không có lại nói ra cộng tắm nói, mạnh tử nghị trong lòng mạc danh mà nhẹ nhàng thở ra, đại sư, ta tẩy hảo nhưng là ta bò không đứng dậy, ngươi có thể hay không đem ta vớt lên. Mạnh tử nghị giữa mây trừ một chút, cánh tay ở thau tắm một vớt, kết quả một không cẩn thận đụng phải, không nên chạm vào. Nam tầm chịu đừng không kêu, nhưng thật ra mạnh tử nghị chính mình có chút xấu hổ, vành tay cũng ở bất tri bất giác trung bò lên trên hai mặt hồng. Hắn bay nhanh mà bắt lấy vỏ đao vòng eo, đem ướt đẫm vỏ đao vớt ra tới sau hướng trên giường một ném, liền cùng ném một khối phỏng tay khoai lang dường như, sau đó lại đem làm khăn vải ném qua đi đem nàng che lại cái kín mít sở hữu động tác liền mạch lưu loát nam tầm ở trong lòng cười ha ha lên đáng yêu muốn chết thực mau nam tầm trước mắt liền tối sầm nàng lại bị nhét vào chăn coi khinh nàng không phải tuy rằng mệt mỏi điểm nhi nhưng nàng một chút một chút ra bên ngoài cọ nói là có thể cọ ra cái đầu tới sắc đảm bao thiên nam tầm khẽ meo meo mà ra bên ngoài cọ cọ một chút đình một chút bảo đảm mạnh tử nghị không có phát hiện lại tiếp tục ra bên ngoài cọ. Rốt cuộc, nàng một cái đầu từ chăn ven cọ ra tới. Một bức mỹ nam tắm gội đồ nháy mắt ánh vào mi mắt, khẩn trí trắng chắc ngực, hữu lực cánh tay, bị hơi nước bốc hơi đến nhiễm vài phần yêu diễm khuôn mặt tuấn tú. Võ đau tầm nội tâm xôn xao, từ từ, này giống như có chút không bình thường. Tiểu bác tiểu bác, ta như thế nào cảm thấy nội tâm ở nhộn nhạo, theo lý thuyết, tỷ thân kinh bách chiến, lịch tẩn thiên phàm, không nên là loại này phản ứng tiểu bác hắc hắc một tiếng, nội cái, ngươi đã quên ngươi là cái gì họa lạp. Xuân cung đồ oa, có loại này phản ứng thực bình thường, ngươi không trực tiếp nhào lên đi đã định lực thực hảo. Nam tầm, ta nhưng thật ra tưởng nhào lên đi, nề hà hiện tại bộ dáng này liền tính nhào lên đi cũng vô dụng. Nội tâm nhộn nhạo mổ tầm không dám nhìn chầm chầm vào Mỹ Nam xem, nàng biết mạnh tử nghị cảm quan thập phần nhạy bén, cho nên, nàng khẽ meo meo mà ngắm liếc mắt một cái sau liền dời đi ánh mắt qua một hồi lâu lại khẽ meo meo mà nhìn lén liếc mắt một cái hảo đáng tiếc chỉ có thể nhìn đến nửa người trên ngữ khí đều bị tiếc nuối tiểu bác ha hả tuy nói là bởi vì thân thể nguyên nhân tương đối dễ dàng nhộn nhạo nhưng gia cảm thấy ngươi lời nói hoàn toàn chính là ngươi nội tâm ý tưởng cùng hòa yêu thân thể nửa mau tiền quan hệ đều không có nam tầm cười ta chỉ là thích thưởng thức những thứ tốt đẹp ngươi tư tưởng không cần quá xấu xa tiểu bác ni mà hiện tại tư tưởng xấu xa người rốt cuộc là ai nam tầm tuyệt không thừa nhận chính mình tư tưởng xấu xa, đều là thân thể này chọc họa, nàng nội tâm vẫn là thực thuần khiết. Tiểu bác, tin ngươi có quỷ, cứ như vậy thường thường xem một chút Mỹ Nam, võ đau tầm vì mạnh tử nghị không có nhận thấy được nàng rình coi một chuyện mà đắc chí. Quả nhiên tắm rửa làm người thả lỏng, bằng không đại sư khẳng định có thể phát hiện nàng tầm mắt. Nam tầm không biết chính là, nàng ở trong chăn ra bên ngoài cọ đệ nhất hạ thời điểm, mạnh tử nghị liền phát hiện nàng động tác nhỏ, nhưng là hắn không có ngăn cản, chỉ là ở nam tầm lộ ra một cái đầu thời điểm, thân thể cứng đờ một chút, trên mặt cơ bắp cũng trở nên có chút căng chặt. Nam tầm không có lại nhìn chầm chầm tắm gội Mỹ Nam xem, nỗ lực ẩn thân, đảo không phải nàng đột nhiên quy củ, mà là đang đợi. Nàng đang đợi Mỹ Nam ra tắm kia một khắc, rốt cuộc, thau tắm người có động tĩnh, tự hồ chuẩn bị đứng dậy. Nam tầm nhìn chuẩn cơ hội, lập tức ngắm qua đi, nhưng mà nhưng vào lúc này, một thanh đại đao đột nhiên triều nàng thẳng tắp bay tới, chuẩn xác không có lầm mà cắm vào vỏ đao. Lực đạo to lớn trực tiếp thanh đao vỏ tầm đỉnh trở về trong chăn. Nam tầm, tiểu bác cười ha ha, cười đến nước mắt đều ra tới, kêu người sắc đảm bao thiên, ha ha ha, chờ đến chăn bị sốc lên, mạnh tử nghị đã thay một thân mới tinh màu đen áo gấm. Này quần áo là cẩn thận tặng phu nhân làm người chuẩn bị, trừ bỏ này thân mới tinh trường bào, còn có một đôi giày bó, quần dài, liền áo lót quần lót chờ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết. Mạnh tử nghị vốn dĩ cự tuyệt không cần, sau lại cũng không biết là đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nhận lấy. Tắm gội qua đi nam nhân sắc mặt trở nên hồng nhuận rất nhiều, môi càng là trơn bóng không thôi, kia bởi vì không có lau khô bọc nước, chính theo cầm đi xuống động, một viên trải qua gợi cảm hầu kết, cuối cùng ngã xuống tiếng vạt áo. Màu đen trường bào giữ mình, dáng người cao dài đỉnh bạc, tóc dài xõa trên vai, còn nhỏ nước, lúc này nam nhân thoạt nhìn gợi cảm không thôi nam tầm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nam nhân thật là đẹp đại sư ngươi xuyên này mặc trường bào càng tuấn nam tầm tán thưởng nói mạnh tử nghị trước kia vốn chính là người giàu có gia công tử đang sợ đến này quần áo nguyên liệu khi liền biết giá trị xa xỉ thả mặt ở trên người thập phần đáng chú ý làm một cái bắt yêu sư như vậy đáng chú ý không tốt lắm nhưng hắn vẫn là ma xuôi quỷ khiến mà thay nghe được tiểu Hòa linh nói tâm tình của hắn cư nhiên có chút dao động. Mạnh tử nghị đột nhiên nhớ tới nàng kia bộ đối với ái Mỹ ngôn luận. Nhìn đến những thứ tốt đẹp, tâm tình sẽ hảo. Có lẽ, là như thế này, chỉ là hắn cái gì đều nhìn không tới, cho nên tự mắt mù lúc sau nội tâm liền càng ngày càng bình tĩnh. Nam tầm thấy hắn không nói lời nào, hù một tiếng sau liền quy quy củ củ mà ngốc, im bặt không nhắc tới vừa rồi nhìn lén hắn tắm rửa sự tình. Mạnh tử nghị tự hồ cũng không có đương hồi sự nam tầm vụng trộm nhạc. Đối sao, dù sao cũng chỉ nhìn đến cái nửa người trên, nam nhân lộ cái nửa người trên không gì, lại không có hại. Một lát sau, cứ chờ bà tử đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền dò hỏi tẩy xong rồi không? Mạnh tử nghị ừ một tiếng, ngoài cửa bà tử hiển nhiên không nghe được, lại lần nữa hỏi lên, lúc này đây thanh âm cao chút. Mạnh tử nghị hơi hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng thời điểm, nam tầm đã trước một bước trả lời, nhà ta đại sư tắm gội xong rồi lời này rơi xuống ngoài cửa thanh âm tỉnh một cái chớp mắt tự hồ không nghĩ tới này trong phòng mẹ nó còn có cái nữ nhân bởi vì nam tầm phía trước lên sân khấu thời điểm liền tặng gia mấy khẩu người ở còn có hai cái khống chế tặng lão gia đại hán tặng phu nhân mệnh lệnh hai người không được nói ra đi cho nên này đó bọn hạ nhân cũng chỉ biết trong phòng là chữa khỏi tặng lão gia quái bệnh đại sư đắc tội không nổi trước khi khi hai cái mỹ mạo nha hoàng bị đuổi ra tới mọi người còn tưởng rằng là cái không hảo nữ sắc nào tưởng được lời nói sau lúc trước kia một đợt hạ nhân mắt nhìn thẳng vào cửa tráng đinh đem thau tắm nâng đi bà tử đem trên mặt đất bắn ra thủy lau khô sau đó động tác lanh lẹ mà biến mất ở trong phòng nam tầm thầm nghĩ này đó hạ nhân huấn luyện đến không tồi có thể thấy được kia tàng phu nhân là cái thông minh lại có khả năng đại sư ngươi xem ngươi xem có ta ở đây cho ngươi tỉnh nhiều ít chuyện này a à, về sau ngươi không vui nói chuyện thời điểm ta thấy ngươi nói ta đương ngươi tiểu tùy tùng Mạnh tử nghị xem hướng tân tấn tiểu tùy tùng, thật lâu sau, ừ một tiếng. Đại sư, ta trên người thủy còn không có lau khô, người giúp ta lau lau. Mạnh tử nghị hơi giật mình, đem cảm yêu đau rút ra phóng tới một bên, sau đó cầm lấy một bên làm khăn vải cho nàng sát nổi lên thân mình. Ha ha ha, ngứa, ngứa, đại sư ngươi sát đến động tác trọng điểm nhi, bằng không ta ngứa, ha ha ha, tiểu bác, trọng điểm nhi, chơi lưu manh cũng có thể chơi đến như thế tươi mát thoát tục, da bội phục sát đất mạnh tử nghị tay cách một tầng khăn vải gặp phải kia vỏ đao ở người ngoài xem ra lạnh như băng vỏ đao hắn gặp phải thời điểm thế nhưng có thể cảm giác được nữ nhân mềm mại bất quá cảm giác này cũng không rõ ràng chỉ là loáng thoáng mà thôi cho nên hắn động tác nhẹ điểm nói kia cảm giác liền phai nhạt nào lưu này tiểu yêu cư nhiên nói trọng điểm nhi đại sư ngươi xem này vỏ đao hoa văn bên trong có nước buồn có thể hay không đem nơi đó lau khô chút nam tầm lại lần nữa mở miệng võ đao thượng điêu khắc có nhô lên vân trạng hoa văn chủ yếu tập trung ở phần eo trở lên địa phương hoa văn ao hãm chỗ xác thật có rất nhiều tích lũy tháng ngày nước buồn tiểu bác tắm tắt một tiếng nam tầm ngươi tương đương không biết xấu hổ nơi đó là ngươi ngực cùng bụng làm đại bốt động tác trọng điểm nhi liền tính còn trọng điểm nhi sát ngươi ngực ngươi thật đúng là sát đảm bao thiên nam tầm trực tiếp trở về một câu ta hiện tại chỉ là một cái võ đao ngươi không cần tưởng quá nhiều tiểu bác kỳ thật Nam Tầm chỉ là thích đùa giỡn mạnh tử nghị mà thôi, nhìn hắn các loại vô ngữ phản ứng đặc thú vị, hơn nữa nàng liệu định mạnh tử nghị sẽ không làm như vậy. Quả nhiên, mạnh tử nghị đem trên người nàng vệt nước thô thô lau khô lúc sau liền không có dư thừa động tác, hắn thậm chí nhớ rõ nàng phía trước dặn dò, thanh đao vỏ bên trong thủy cũng toàn bộ quăng ra tới, xách theo nàng vỏ đao cái đấy, ném đến nàng đầu ván mắt hoa. Nam Tầm cảm thấy hắn là ở trả thù chính mình phía trước đùa giỡn, tuyệt đối lòng dạ hẹp hòi nam nhân trong phòng này giường lại đại lại mềm võ chăn cũng là dùng tới tốt tơ lụa làm lý đại tráng trong nhà tiểu phá giường cùng cái này hoàn toàn vô pháp so cho nên đương nam tầm nhìn đến mạnh tử nghị lên giường lúc sau vẫn là ngồi xếp bằng ngồi khi có chút vô ngữ đại sư ngươi vì sao không nằm ngủ a à, như vậy ngồi ngủ không khó chịu thói quen nằm ngược lại ngủ không được mạnh tử nghị không để bụng địa đạo thói quen đều là chậm rãi dưỡng thành ngươi có thể sửa lại cái này thói quen vì sao phải sửa nếu gặp được có yêu tà đánh lén tư thế này nhất lợi cho phản kích chính là nằm thoải mái a à? hơn nữa có ta ở đây bên cạnh đâu ta giúp đại sư theo dõi sẽ không có cái gì yêu tà gần người ngươi tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một chữ kia ngữ điệu lại làm nam tầm hết sức khó chịu đại sư đây là khinh thường ta tốt xấu ta cũng là họa linh có điểm pháp thuật mạnh tử nghị phi thường dứt khoát mà thừa nhận ngươi quá yếu Nam Tâm, bổn bảo bảo sinh khí, không nghĩ lý ngươi, chính ngươi thích chịu tội, chính ngươi chịu đi, thỉnh đem ta đặt ở trên giường nhất mềm nhất thoải mái vị trí, sau đó cho ta đắp lên chăn, cảm ơn. Nam Tâm nói xong câu này liền không phản ứng hắn. Mạnh tử nghị hơi hơi nhướng mày, quả thực đem trảm yêu đao phóng đến bằng phẳng, sau đó kéo ra chăn cho nàng đắp lên, còn chuyên môn lộ ra vỏ đau đầu. Chính hắn tắt ngồi xếp bằng ngồi ở trảm yêu đao bên cạnh, một cái tùy tay là có thể cầm lấy trảm yêu đao vị trí, sau đó hoàng ngực đã tọa. Nam tầm khí hống hống mà đối tiểu bác nói, chờ ta trở lại chân thân, ta một hai phải câu lấy hắn thích nằm trên giường không thể. Tiểu bác có điểm không hiểu nam tầm tức giận nguyên nhân, đại bốt thích như thế nào ngủ là người ta sự tình, tổng không phải là đau lòng đại bốt đi. Nhưng mà vừa nghe nam tầm lời này, tiểu bác liền không nghĩ này đó, lập tức phụ họa lên, cố lên. Ngao ngao, hảo chờ mong kia một ngày đã đến ngày hôm sau, kiến thức quá mạnh tử nghị bản lĩnh tặng gia người đối này kính sợ không thôi, đêm này tôn sùng là tòa thượng tân. Tặng lão gia nghỉ tạm cả đêm, cả người tinh thần nhiều, tặng phu nhân cùng nàng hai nhi một nữ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Mấy người nhìn thấy mạnh tử nghị tự nhiên lại là hảo sinh cảm tạ một phen, mạnh tử nghị đánh gãy mấy người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, tặng lão gia ngày thường nhưng có cái gì đối thủ một mất một còn. Tặng lão gia nghe được lời này, sắc mặt có chút không tốt, hắn đến vết loét hình mặt người thời điểm những cái đó tới cấp hắn xem bệnh người liền nói đây là hắn chọc nghiệp chướng kẻ thù tìm tới cửa liên tiếp hỏi hắn có phải hay không đắc tội người nào có liền trực tiếp hỏi hắn có phải hay không ngậm lòng chết hơn người tặng lão gia buồn bực hắn tự hỏi đời này chưa bao giờ đã làm cái gì chuyện trái với lương tâm không có khả năng có cái gì kẻ thù đại sư ta tuy nói không tính là cái gì đại thiện nhân nhưng đời này làm việc không thẹn với lương tâm chính là ta những cái đó cửa hàng tiểu nhị ta cũng chưa bao giờ cắt xén bọn họ tiền công. Tăng lão gia bê la la nói một đống, mạnh tử nghị chỉ nhàn nhạt nói, có người ở sau lưng tính kế ngươi, nếu không phải cùng ngươi có thù oán, vì sao cho ngươi loại quỷ diện sang? Thứ này là tà thuật, có người thỉnh người nọ cách làm. Tăng lão gia cùng tăng phu nhân mấy cái vẫn là vẻ mặt ngốc, thật muốn không đứng dậy có người nào yếu hại bọn họ. Nam tầm chen vào nói nói, đại sư ngươi trực tiếp hỏi bọn họ có nhận thức hay không tối hôm qua thượng cái kia mập mạp không phải hảo nàng đem tối hôm qua thượng ở phế trạch ngoại nhìn đến cái kia tai to mặt lớn nam nói cho mấy người nghe tặng lão gia giật mình nói ngô viên ngoại này ngô viên ngoại cùng tặng lão gia là sinh ý thượng đối thủ cạnh tranh hai nhà đều khai phường nhuộm làm tơ lụa vải dệt sinh ý bất quá tặng lão gia trừ bỏ tiệm vải còn bán một ít gạo thóc bởi vì danh dự hảo mặc kệ tiệm vải cùng tiệm lương rất nhiều người đều thích thăm hắn cửa hàng tháng trước tặng lão gia mới vừa nói chuyện một bút ngoại tỉnh đại đơn tử năm trăm thất bố nhưng không bao lâu hắn liền nhiễm vết loét hình mặt người sau lại bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng ngô viên ngoại còn từng tới thăm quá hắn trong tối ngoài sáng nói nếu sinh ý thường gặp được cái gì vấn đề có thể tìm hắn hỗ trợ tặng lão gia nơi nào nghĩ đến hắn là đỏ mắt chính mình làm bút đại sinh ý muốn đem kia bút đơn tử đoạt lấy tới liền tính hắn bị bệnh hắn còn có đại nhi tử đại nhi tử làm buôn bán rất có thiên phú chẳng sợ hắn như vậy đã chết hắn cũng yên tâm đem cửa hàng giao cho hắn phản ứng thật là tri nhân tri diện bất tri tâm uổng ta ngày thường nhìn thấy hắn thời điểm còn gọi hắn một tiếng ngô bá bá tằng nhị thiếu cả giận nói tằng phu nhân hiển nhiên cũng khí tới rồi ta sớm kêu ngươi đề phòng này ngô chiêu tài ngươi càng không tin còn nói hắn là cái tốt hắn cư nhiên tưởng lòng chết ngươi tằng lão gia từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến hiện tại cũng tích mệnh thật sự, này ngô chiêu tài còn muốn muốn hắn mệnh, nếu như thế, hắn về sau lại không cho này ngô viên ngoại, có vài bút sinh ý nếu không phải hắn chối từ, lấy cớ nói quá cấp đuổi không ra, nơi nào có ngô chiêu tài phần, ta yêu cầu năm sư giấy vàng, tốt nhất chu sa, hào bút, mạnh tử nghị đột nhiên nói, hắn bổn không muốn xen vào việc người khác, gác ở trước kia, hắn tuyệt không sẽ hảo tâm mà nhắc nhở đối phương kẻ thù là ai. Nhưng này tặng gia nhân phẩm hành tạm được, hắn cũng yêu cầu đối phương cho hắn chuẩn bị mấy thứ này, còn có, hắn trong đầu tổng hội nhớ tới một câu, đại sư, ngươi là người tốt, mà nói những lời này kia chỉ tiểu yêu liền ở chính mình bên người, nhìn hắn nhất cử nhất động, tăng viên ngoại là địa phương phú thương, mạnh tử nghị muốn mấy thứ này thật mau liền chuẩn bị đầy đủ hết, còn làm hạ nhân dựa theo yêu cầu đem giấy vàng cấp cắt thành một cái một cái. Mạnh tử nghị vận dụng ngòi bút bay nhanh, một hậu sắp bùa chú thực mau liền hoàn thành, làm tàng gia mấy người càng thêm kính trọng. Họa xong bùa chú, mạnh tử nghị cáo từ rời đi, không phải đối phương 500 lượng bạc trắng. Mạnh tử nghị không cần, nhưng nam tầm nhìn đau lòng, thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm kia một cái rương trắng bóng nén bạc. Có lẽ là chú ý tới mổ chỉ tiểu yêu nóng rực tầm mắt, mạnh tử nghị không muốn kia bạc trắng, lại muốn một ít bạc vùng. Tàng phu nhân trong mắt vừa chuyển, đại sư chính là ngại này đó bạc mang theo không có phương tiện chúng ta lão gia có thể đem 500 lượng bạc trắng toàn đổi thành ngân phiếu, ngân phiếu không chiếm địa phương. Đại sư liền thu đi, luôn có dùng được đến địa phương, cho nên nói tặng phu nhân người này thông minh đâu, một chút liền nhìn ra mạnh tử nghị người này không thích phiền toái. Nam tầm cũng mở miệng, đại sư, ngươi liền thu đi, ta muốn cho đại sư trụ tốt một chút địa phương, ăn cũng tốt một chút, về sau chờ ta hóa ra hình người, ta còn tưởng mặt tốt xem váy, đại sư có bạc nói mới có thể cho ta mua này mềm mại làng điều tuyệt đối là ở làm nũng. Mạnh tử nghị không nghe ra tới, nhưng thật ra tàng phu nhân xem mạnh tử nghị ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Không ai biết mạnh tử nghị tâm lý hoạt động, nhưng cuối cùng hắn nghe xong nam tầm nói sau nhận lấy ngân phiếu, chẳng qua là một trương mặt giá trị 50 lượng ngân phiếu. Nam tầm phi thường cao hứng, nàng tính qua, thế giới này một lượng bạc tử đại khái có thể mua 2.000 đồng tiền đồ vật, 50 lượng chính là 10 vạn đồng tiền, cũng coi như một bút tiểu tài võ đao vui sướng tâm tình đều cảm nhiễm đến mạnh tử nghị như vậy thích bạc mạnh tử nghị hỏi khóe miệng hàm một tia nhạt nhẽo ý cười thích bạc có thể cho đại sư trụ hảo một chút ăn được một chút mặc tốt một chút tự như đại sư hiện tại xuyên cái này quần áo đại sư mặc vào hắn lúc sau thoạt nhìn càng tuấn nam tầm thanh âm trước một giây còn có chút tiểu hưng phấn không biết đột nhiên nhớ tới gì sau một giây liền héo đi cảm xúc có chút hạ xuống đại sư Ta giống như không có gì tự lực cánh sinh bản lĩnh, về sau rời đi ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ à? Hết chương 838, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.